Chủ tịch Triệu, nếu đồng chí hỏi lúc nào động thổ thì sao? Lữ An Bang gật đầu nói. Cứ nói đang nghiên cứu, rất nhanh sẽ tiến hành, hy vọng mọi người cho ý kiến và ủng hộ. Triệu Quốc Đống nói tiếp. Bí thư La, tôi định mai mời người của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân đến xem một chút. Ừ, việc này nên làm, đây là việc lớn của cả huyện Hoa Lâm, cần tất cả mọi người ủng hộ. Quốc Đống, chiêu này của cậu rất cao, chẳng những làm cho dân chúng Hoa Lâm nhiệt tình, còn là đợt quảng cáo cho Hoa Lâm. Tôi nghe trưởng ban giản nói ngày mai Nhật báo An Nguyên và đài truyền hình thị xã đến phỏng vấn. Ha ha, Bí thư La, chúng ta làm như vậy không biết đưa tới cái gì. Đây cũng không phải biện pháp nhưng ai bảo chúng ta nghèo. Tuyên truyền miễn phí như vậy cũng tốt. Mạch Gia Huy dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Cửa mở, một người đàn ông có khuôn mặt khá giống y đi vào. Anh tìm em à? Triệu Quốc Đống tìm chú. Vâng. Người đàn ông kia châm thuốc hút rồi nói. Nói chuyện, hình như bên Thái Hoa cũng muốn tiến vào, chẳng qua bọn họ chủ yếu là xây dựng. Chú nói chuyện thế nào? Mạch Gia Huy nhíu mày nói. Anh, họ Triệu này đúng là từ tỉnh xuống nên đầu óc linh hoạt. Hắn nói rất trực tiếp, nói Quế Khê nhất định cần phải dùng phương án trung tuyến, nguyên nhân là sẽ cùng xây dựng khu huyện thành mới, đại khái là muốn thành tích. Em nói công ty Hoành Lâm không có hứng thú với xây dựng. Hắn nói có thể dùng đất của thành cũ mà trao đổi. Các hộ dân trong khu vực nguy hiểm sẽ được bố trí sang huyện thành mới phía đông, mà cầu Quế Khê sẽ đi qua khi thành cũ, nối liền với huyện thành mới. Khu thành cũ sẽ xây dựng các căn nhà thương mại, tầng dưới cùng là trung tâm buôn bán. Ồ, hắn định để chú thực hiện. Mắt Mạch Gia Huy sáng lên. Vâng, cũng có ý này, muốn công ty Hoành Lâm cùng Hoa Lâm thành lập công ty liên doanh. Vậy chú tính toán và thấy thế nào? Mạch Gia Huy vội vàng nói. Nếu đúng như lời họ Triệu nói thì rất khả quan nhưng cũng có chút nguy hiểm. Cụ thể phải xem Hoa Lâm phát triển như thế nào. Chẳng qua em coi trọng hắn ta. Hắn có cái đầu hơn hẳn các chủ tịch huyện khác. Vậy hắn có đưa ra yêu cầu gì không? Hắn hy vọng thị xã một lần nữa lo lắng vấn đề hạng mục xây dựng cầu Quế Khê, ngoài ra việc khai thác trung tâm thương mại cũng là vấn đề. Hắn nói huyện sẽ không bỏ đồng nào ra. Người đàn ông cười nói. Người này còn trẻ mà rất giàu hoạt. Quyển 6, chương 71,72. Sau khi được Hội nghị Thường trực Ủy ban thông qua, chính quyền huyện Hoa Lâm đã đề nghị Ủy ban Kế hoạch Đầu tư thị xã một lần nữa xem xét lại thủ tục xây dựng hạng mục cầu Quế Khê, do tài chính thị xã phụ trách 80% kinh phí đầu tư. Triệu Quốc Đống cũng lập tức khởi động có thể xây dựng cầu Quế Khê và cải tạo huyện thành cũ. Hắn đảm nhiệm chức chỉ huy trưởng, vi biểu cùng Hoàng Thiết Thần đảm nhiệm phó tổ trưởng. Hoàng Thiết Thần phụ trách công tác xây dựng cầu Quế Khê, đại lộ Quế Khê, công tác khó khăn nhất là phức tạp nhất là giải tỏa thành cũ do vi biểu phụ trách. Theo kế hoạch trong vòng một tháng phải hoàn thành việc di rời tất cả các hộ dân trong khu thành cũ, đồng thời nhà bồi thường phía đông cũng phải lập tức khởi công. Mà cầu Quế Khê sẽ tiến hành khởi công xây dựng vào ngày 18 của tháng. Chính quyền huyện ngoài việc trả lại nhà đúng bằng diện tích cho các hộ được di rời, còn hỗ trợ bọn họ tiền thuế trong vòng 1,5 năm. Chính quyền huyện cũng giao tất cả đất cạnh đại lộ Quế Khê cho công ty Hoành Lâm khai thác. Cùng lúc đó công viên Tân Giang hai bên Quế Khê cũng nằm trong quy hoạch của huyện thành Hoa Lâm. Ở đây dự tính sẽ thành lập một công viên dài 2 km cạnh bờ sông. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn biết việc này còn diễn ra trong vài năm tới. Từ việc giải tỏa đến quy hoạch cụ thể, từ khai thác đến kinh doanh, từ xây dựng đến việc đàm phán với các công ty nhưng công trình đã khởi động. Mà một khi xe đã khởi động liền không thể dừng lại. Huyện Hoa Lâm dần trở nên xinh đẹp trong tay hắn, cảm giác thành tựu này là điều không ai có thể sánh bằng. Tôi thay mặt thị ủy Ninh Lăng, Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, Ủy ban thị xã, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân chân thành chúc mừng tập đoàn Trần Thị xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng, cũng chúc công ty kinh doanh may mắn. Theo tiếng pháo rung trời, Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng Chu Xuân Tú, Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Đậu Quốc Bảo, Phó Chủ tịch Văn Xuân Hòa, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã cùng với La Đại Hải, Triệu Quốc Đống cùng Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trần Thị, Trần Tượng Sơn, Trần Thiện Thủy người phụ trách nhà máy của Tập đoàn Trần Thị tại Ninh Lăng cùng vung sẻng đào đất. Tiểu Triệu, cậu làm rất tốt, Ninh Lăng thiếu người trẻ tuổi hết lòng vì công việc như cậu. Bây giờ thị xã chúng ta chỉ toàn kẻ nịnh bợ, nói giỏi nhưng không có hiệu quả thực tế. Bức tranh đẹp đến đâu thì cũng phải có thực tế. Đậu Quốc Bảo một bên cắm sẻng và cười ha hả nói.
Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Hắn biết Đậu Quốc Bảo ám chỉ điều gì. Tập đoàn Trung Thiên Hong Kong muốn đầu tư một nhà máy sản xuất đồ chơi khổng lồ ở Ninh Lăng với số vốn 50 triệu, cũng mời lãnh đạo thị xã đi khảo sát. Đại hội đại biểu nhân dân có hai phó chủ nhiệm được đi, nhưng cuối cùng bên chính quyền thành phố, ngân hàng thêm không ít người, đại hội đại biểu nhân dân chỉ giảm còn một. Một vị phó chủ nhiệm kia chưa bao giờ ra nước ngoài, Đậu Quốc Bảo này đành phải nhường. Tiểu Trần, Tiểu Trần. Triệu Quốc Đống vẫy vẫy Trần Thiện Thủy. Lại đây, tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây là chủ nhiệm Đậu, Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, vị này là Tiểu Trần của tập đoàn Trần Thị, là người phụ trách nhà máy tại Ninh Lăng. Nói chuyện vài câu, Triệu Quốc Đống liền nói tới trụ sở chính của tập đoàn Trần Thị. Trần Thiện Thủy cũng khá thông minh, nghe ngay ra ý của Triệu Quốc Đống. Y rất ân cần mà nói. Chủ nhiệm Đậu, Chủ tịch Triệu, trụ sở chính của tập đoàn Trần Thị chúng tôi ở sườn núi Cát Long. Bây giờ trời quá nóng, chờ vài tháng nữa, tốt nhất là vào mùa xuân tôi xin mời chủ nhiệm Đậu, Bí Thư La, Chủ tịch Triệu đến Cát Long chơi. Cảnh biển ở Malaysia cũng rất dẹp, nếu có hứng thú cũng có thể sang đó. Chủ nhiệm Đậu, Chủ tịch Triệu, các vị nhất định phải cho tôi mặt mũi đó. Ha ha, Tiểu Trần, chủ nhiệm Đậu rất có hứng thú với quy mô và phương hướng phát triển của tập đoàn Trần Thị, đến xem trụ sở của các cậu cũng sẽ tăng cường sự hợp tác của Ninh Lăng với tập đoàn Trần Thị, thuận tiện hiểu rõ hoàn cảnh phát triển của các công ty bên Malaysia, xúc tiến việc cải thiện hoàn cảnh đầu tư Ninh Lăng. Đúng thế, Chủ tịch Triệu, cứ quyết định như vậy đi. Đúng, các vị thấy lúc nào thích hợp thì tôi sẽ làm thủ tục, bố trí lịch trình. Trần Thiện Thủy đúng là rất khâm phục vị Chủ tịch Triệu này. Sau khi tập đoàn Trần Thị xác định xây dựng nhà máy ở Hà Khẩu, các cơ quan hành chính của Hoa Lâm liền nhanh chóng khởi động. Trong vòng một tuần tất cả vấn đề như đất, điện, nước, đội ngũ xây dựng đều đã có, ra lệnh một câu là có thể động thổ. Ha ha, như vậy phải xem lịch của chủ nhiệm Đậu. Chủ nhiệm Đậu, ngài và Bí Thư La quen nhau nhiều năm, Bí Thư La đã có mấy năm không ra nước ngoài, để Bí Thư La đi cùng ngài ra ngoài xem một chút, cũng coi như lấy kinh thay Hoa Lâm chúng tôi có được không? Triệu Quốc Đống cười nói. Đậu Quốc Bảo trước đây làm chủ tịch huyện ở Thổ Thành, bí thư huyện ủy Phong Đình, làm phó thị trưởng hai khóa, có sức ảnh hưởng ở thị xã. Con rể lớn bây giờ đang làm chánh văn phòng huyện ủy Thương Hóa, con rể thứ hai là phó chủ nhiệm văn phòng pháp chế chính quyền thị xã. Con út công tác trong đội cảnh sát giao thông cục công an thị xã. Lần này đại hội đại biểu nhân dân Hoa Lâm có thể ăn to nói lớn trên thành phố cũng là nhờ vị Đậu Quốc Bảo này. Nếu không thì thị xã sao có thể tăng mức đầu tư lên 80% như vậy chứ? Điều này vượt quá sức tưởng tượng của Hoa Lâm, chỉ 50% đã làm bọn họ hài lòng rồi. Khu khai phát chịu trách nhiệm chính trong việc đưa cán bộ đến Hong Kong khảo sát. Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Mai Anh Hoa khó chịu Đậu Quốc Bảo nói giúp Hoa Lâm. Mai Anh Hoa đang là tướng tài trong mắt Kỳ Dư Hồng. Khoản đầu tư 50 triệu, giải quyết công việc cho hơn 3.000 người đủ để làm cho vị bí thư thị ủy vui mừng ra mặt. Đậu Quốc Bảo không ngờ Triệu Quốc Đống biết ý như vậy. Ha ha, Tiểu Triệu, nước Mỹ tôi đã đến một chuyến, chẳng qua Đông Nam Á thì chưa. Sao, xem thường ông lão này nên không muốn đi cùng sao? Ha ha, chủ nhiệm Đậu, tôi đương nhiên muốn đi cùng ngài, nhưng nếu cả tôi và Bí Thư La đều đi thì ai lo việc nhà? Triệu Quốc Đống cung kính nói. Bí Thư La năm nay cũng rất vất vả, còn bị tôi làm liên lụy nên bị kiểm điểm. Tôi rất áy náy. Chờ trời lạnh một chút, ngài và Bí Thư La ra ngoài một chút cho thư thái. Ôi, cậu nói chuyện lần đó sao? Ở đâu mà chẳng thế? Tôi nói tỉnh và thị xã có bé xé ra to. Dân chúng cản đường mà làm lớn đến thế, không phân biệt tốt xấu. Nếu chuyện này lãnh đạo huyện mà bị liên lụy thì một năm không biết bao bí thư, chủ tịch huyện bị cách chức. Ha ha, chủ nhiệm Đậu không nói chuyện này nữa. Hơn nữa huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm đúng là giám sát không đầy đủ. Tôi bị cảnh cáo là hiển nhiên. Chẳng qua Bí Thư La lại bị liên quan nên tôi áy náy. Tiểu Triệu, cậu là người thành thật, Lão Hải có thể hợp tác với cậu đúng là vui vẻ. Làm tốt vào, có gì muốn tôi giúp thì cứ nói. Không có việc gì cũng đến trụ sở chỗ tôi ngồi một chút. Đậu Quốc Bảo cười ha hả vỗ vai Triệu Quốc Đống. Nhìn đám người Chu Xuân Tú, Đậu Quốc Bảo lên xe rời đi, La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều cười cười vẫy tay chào. Quốc Đống. Cậu nói chuyện gì với Lão Đậu mà Lão cười tít mắt vậy? La Đại Hải gọi Triệu Quốc Đống lên xe mình rồi nói. Ha ha, chủ nhiệm Đậu vẫn tức vì không được đi Hong Kong,
tập đoàn Trần Thị mời chúng ta đến trụ sở của tập đoàn Trần Thị ở Malaysia khảo sát, tôi cũng thuận tiện mời chủ nhiệm Đậu. Chủ nhiệm Đậu rất vui. Ừ, lão Đậu giúp chúng ta nhiều trong hạng mục này, chuyện này nên cảm ơn y. La Đại Hải gật đầu nói. Trời lạnh thì mời bí thư La dẫn vài người cùng chủ nhiệm Đậu đến núi Cát Long thư giãn. Ồ, tôi già rồi, cậu đi đi. La Đại Hải lắc đầu nói. Bí thư La, còn phải nhờ bí thư đi, trong nhà do tôi lo. Bí thư giúp tôi 2 tháng, tôi chẳng lẽ không thể giúp bình thường. Hơn nữa đây là khảo sát, không cho mang bạn gái theo nên có gì vui đâu. Triệu Quốc Đống cười nói. Malaysia cũng không có người đẹp, tôi không thích. La Đại Hải cười cười một tiếng rồi nói. Quốc Đống, cậu không nên nói như vậy. Cậu cũng nên cho mọi người thấy bạn gái của mình, nếu không vô số cặp mắt ở Hoa Lâm nhìn cậu đó. Thanh niên Hoa Lâm không tìm được bạn gái tốt, cô gái nào tốt đều nghĩ tới cậu. Bí thư La đừng nói tôi như vậy chứ. Chỉ là tôi chưa gặp ai thích hợp. Tìm bạn gái thì dễ nhưng tìm người có thể lấy lại khó. Triệu Quốc Đống nhíu ích. Triệu Quốc Đống nhíu mày nhìn bản danh sách thời hạn phê duyệt hạng mục của các phòng ban mà Quế Toàn Hữu đưa lên. Toàn Hữu, việc gì thế này? Sao đơn vị nào cũng cho mình nhiều thời gian thế? Đây có phải là muốn ngồi chơi không? Triệu Quốc Đống đập mạnh tập tài liệu lên bàn. Chủ tịch Triệu, thời hạn làm việc của các cơ quan hành chính hầu hết không ghi rõ ràng trong quy định pháp luật. Bình thường đều căn cứ theo các phòng ban tự đặt ra thời hạn, dài ngắn khác nhau. Chúng tôi đã điều tra làm nhiều nhân viên phản đối và phản cảm, tôi nghĩ trong này có nhiều điểm không đúng thực tế. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Không phải là có chút không đúng mà rất nhiều thứ không đúng. Tập đoàn Trần Thị mất bao lâu mới được phê duyệt động thổ. Nhưng anh xem một chút nếu như đi theo từng phòng ban thì mất bao lâu thời gian. Hừ, gấp 10 lần, đây là hiệu quả làm việc của chính quyền sao? Quế Toàn Hữu không nói gì. Các cán bộ quen thói tản mạn. Bây giờ đặt thời hạn cho bọn họ, chỉ sợ chính là buộc dây thừng vào bọn họ. Đám nào cũng nghĩ biện pháp kéo dài thời hạn làm việc, như vậy chỉ cần làm xong trong thời gian quy định là được. Anh thấy như vậy sẽ làm nhà đầu tư hài lòng sao? Nhất là nhà đầu tư Duyên Hải bọn họ quen với tiết tấu nhanh, nhưng hiệu quả làm việc của chúng ta như vậy sẽ làm bọn họ sợ chạy. Chủ tịch Triệu, nhà máy chế biến của tập đoàn Trần Thị là trường hợp đặc biệt, chúng ta làm nhiều công tác nên. Tôi biết. Tôi không hy vọng chuyện gì cũng có hiệu quả nhanh như vậy, nhưng anh xem mấy thứ mà các phòng ban báo lên đi, như vậy là không thể. Triệu Quốc Đống đi quanh phòng rồi nói. Anh thông báo 3 giờ chiều mai họp trong phòng hội nghị ủy ban, lãnh đạo các phòng ban đều phải tham gia, không ai được vắng mặt. Ngoài ra mời bí thư Lỗ và chủ tịch Tào tham gia. Tôi muốn bọn họ ngay mặt nói với tôi rằng nếu không giải quyết vấn đề này thì làm như thế nào để phát triển. Bây giờ thông báo thì sợ có một số trưởng phòng không tới. Quế Toàn Hữu nhíu mày nói. Không đến được, làm gì mà không đến được, uống rượu, đi ngủ hay là đánh bài. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Tác phong làm việc ở cơ quan hành chính Hoa Lâm nhất định phải chỉnh đốn, đây là cơ hội tốt. Đi thông báo đi, ngoài việc nằm viện và đi công tác thì vứt hết mọi việc trong tay lại. Lỗ Đạt nhíu mày nhìn đồng hồ rồi uống ngụm nước. Y thầm nghĩ bảo sao Triệu Quốc Đống lại muốn chỉnh đốn tác phong làm việc của các cán bộ cơ quan nhà nước. Thông báo trưởng phòng đi họp mà quá 10 phút còn có 3 trưởng phòng chưa đến. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn Tào Uyên. Tào Uyên hiểu ý gật đầu nói. Được rồi, bắt đầu họp, chúng ta không đợi nữa. Hôm nay họp một vấn đề đó là chứng thực ý kiến đề cao hiệu quả làm việc, xúc tiến hoàn cảnh đầu tư mà trước đó hội nghị thường trực ủy ban, hội nghị thường vụ huyện ủy đã thảo luận. Thời gian trước ủy ban huyện đã phái 3 vị chánh, phó chánh văn phòng dẫn tổ công tác tiến hành điều tra các cơ quan hành chính thuộc ủy ban huyện, nhưng từ tài liệu có được làm tôi rất khó hiểu. Tào Uyên do dự một chút, y đang định nói thì cửa phòng hội nghị được đẩy ra. Xin lỗi, đến muộn vài phút, các lãnh đạo, hôm nay thị xã xuống kiểm tra nên tới muộn. Một người đàn ông béo mặt đỏ bừng tiến vào xin lỗi. Tào Uyên có chút tức giận nhưng không nói gì. Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh như không thấy đối phương vào. Lão Mạnh, anh làm như thế nào vậy hả? Lỗ Đạt là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nếu không nói là không ổn. Văn phòng ủy ban sáng nay không phải đã thông báo rồi sao, sao anh còn uống rượu? Cái này, bí thư Lỗ, tôi bất đắc dĩ mà. Cục trưởng Điền, cục vệ sinh thị xã dẫn đoàn xuống tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của huyện ta, tôi không muốn uống nhưng ngài biết cục trưởng Điền đó, không uống không được.
Vì thế tôi uống vài chén nhưng đảm bảo không có chuyện gì. Y ngồi xuống rồi lẩm bẩm một tiếng. Còn không cho phó đi thay giống như ai cũng muốn tới vậy. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi yêu cầu mình phải bình tĩnh. Các phòng ban đã báo cáo thời hạn phê duyệt, tôi và Chủ tịch Triệu và Chánh văn phòng Quế đã nghiên cứu. Tôi ở đây hỏi các anh một câu, không biết các vị trưởng phòng, trưởng ban có thẩm tra hay không? Một thủ tục hành chính đơn giản mà kéo dài một tháng, ngắn cũng là một tuần. Tôi không thể hiểu nổi, có những thứ chỉ nhìn qua nội dung là hiểu mà cũng cần nửa tháng sao? Rốt cuộc là năng lực công tác của nhân viên hay là cảm thấy không như vậy không biểu hiện quyền lực của cơ quan hành chính? Tào Uyên nói rất sắc bén, điều này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Trước đó hai người đã bàn phải nhắc nhở đám trưởng phòng kia. Bọn họ lười quen, chuyện gì cũng do cấp phó đi làm thay, công việc của bọn họ là đưa chỉ thị, nghe báo cáo, không là ăn cơm với lãnh đạo. Bây giờ tôi đã phát các vấn đề mà từng phòng ban phụ trách cho các vị, tôi hy vọng các vị cẩn thận đọc, xem mỗi một vấn đề cần bao thời gian. Nếu như anh không rõ, anh có thể nhớ kỹ về triệu tập nhân viên nghiên cứu. Mời các vị nhớ mục đích của việc này là tăng cao hiệu quả làm việc, giảm bớt những việc không cần thiết, cải thiện hoàn cảnh đầu tư của huyện ta. Tào Uyên hỏi mấy phòng ban, nhất là mấy phòng ban có biểu hiện không tốt càng bị hỏi liên tục khiến mặt mấy tên trưởng phòng lúc đỏ lúc trắng. Cả Triệu Quốc Đống cùng Lỗ Đạt đều có chút kinh ngạc vì biểu hiện của Tào Uyên. Triệu Quốc Đống cùng Lỗ Đạt cũng không bổ sung nhiều, chỉ nhắc mọi người đứng ở góc độ đại cuộc hiểu được việc đề cao hiệu quả làm việc có tầm quan trọng với hoàn cảnh đầu tư của Hoa Lâm như thế nào. Lỗ Đạt cũng nhắc mọi người ở đây rằng Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra huyện rất nhanh sẽ lập tổ điều tra về công việc, một khi phát hiện có hành vi vi phạm sẽ nghiêm túc xử lý. Đến khi các vị trưởng phòng rời khỏi phòng hội nghị, Triệu Quốc Đống không nói một câu mà đi về phòng. Quế Toàn Hữu cũng lặng lẽ theo vào. Thiếu mấy người? Trưởng phòng công thương, Chu Bổn Thiện và trưởng phòng tài chính Lương Khắc Thành không tới, phái cấp phó đi. Có thông báo tới bọn họ không? Tôi đã gọi cho bọn họ không xin phép, tôi cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị. Chủ tịch Triệu, tôi thấy lần này bọn họ không đi họp có lẽ là có việc. Chủ yếu là xem hội nghị diễn ra xong thì ý đồ của huyện thực hiện được không, đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu như sau này tổ giám sát xuống kiểm tra thấy tác phong làm việc vẫn như trước, bị dân chúng và nhà đầu tư phản ánh, như vậy tức là cơ quan của người đó làm không tốt, năng lực lãnh đạo của trưởng phòng kém. Bọn họ sẽ không thể nói được gì. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Anh chỉ cần ra ngoài là thấy tác phong làm việc của Hoa Lâm chênh lệch với khu vực phát triển như thế nào. Anh sẽ thấy nơi phát triển hấp dẫn được nhà đầu tư, phát triển nhanh như vậy đó không phải dựa vào việc tạo thế. Chủ tịch Triệu. Tác phong làm việc muốn thay đổi cũng không phải một hai ngày là xong, nếu như. Quế Toàn Hữu trầm ngâm một chút rồi nói. Y vừa nói tới đây đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Toàn Hữu, chúng ta không có thời gian, nếu muốn thay đổi công tác của huyện thì phải giết gà dọa khỉ. Chỉ sợ thì bọn họ mới hiểu rõ lần này huyện sẽ làm mạnh tay. Quyển 6, chương 73,74. Bí thư Vạn, hôm nay ngài may quá, lúc nãy vừa ù, bây giờ lại chạm quân tam. Lại ù to rồi. Người đàn ông béo cười cười đánh ra một quân bài. Bí thư Vạn, ngài có giỏi ù 18 học sĩ đi, chúng tôi đưa hết tiền trong túi ra cũng không nói gì. Lão Mạnh, nghe nói hôm nay anh bị mắng. Một người đàn ông khác sờ sờ một quân bài nhưng mãi không đánh. Mắng mẹ gì? Tên béo khinh thường nói. Tôi đây là nể mặt bọn họ, hội nghị gì cũng cần tôi đi thì cần phó trưởng phòng làm gì. Cũng không phải hội nghị quan trọng gì. Chỉ là mấy thứ đâu đâu, chỉ biết nói chỉnh đốn tác phong làm việc, tăng cường kỷ luật, tăng hiệu quả làm việc, bây giờ không phải vẫn triển khai công việc được đó sao? Việc cần làm vẫn làm thì còn đòi gì nữa? Trưởng phòng công thương, Chu Bổn Thiện và trưởng phòng tài chính Lương Khắc Thành còn không buồn đi. Tôi thấy bọn họ cũng không dám nói gì, có giỏi mắng hai tên đó đi. Lão Mạnh, anh đừng nói tới người khác, lo cho mình đi. Chủ tịch Triệu về có vẻ khá tức giận. Hai hôm trước mắng lão Lữ bên ủy ban xây dựng một trận, lão Lữ còn phải ngậm miệng không nói gì. Hôm qua lão Tạ và lão Vương cũng bị mắng một trận vì xây dựng nhà rồi đổ đất cát ra quốc lộ Tân Hoa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng Hoa Lâm. Một người đàn ông gầy cười nói. Các anh tự thu mình lại đi. Tôi chẳng có gì phải lo cả. Một tên cười cười đánh bài ra. Ù, ha ha, hôm nay đỏ rồi, vậy mà đánh trúng quân tôi cần. Vạn Chiêu Dương cười cười không nói xen vào chuyện bọn họ đang nói nửa câu. Lão Hoàng, anh cẩn thận một chút,
Tôi nghe Lão Quế nói Chủ tịch Triệu rất không hài lòng công việc bên Mã Thủ đó, cho rằng đảng ủy khu không có động tác gì để công việc phát triển cả. Tên gầy nói. Ồ, một tên biến sắc rồi cười lạnh một tiếng. Hừ, khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đã làm bên Mã Thủ tôi bận đủ đường. Sao, còn muốn phái người tới ăn khu du lịch sao? Đây có phải là ép người quá đáng không? Bí thư Vạn, ngài nói đúng không? Vạn Chiêu Dương như không nghe thấy mà chỉ nhìn chằm chằm vào bài. Đánh nữa không, mau đánh đi. Ba người liếc nhau và thấy tâm trạng Vạn Chiêu Dương hôm nay có vẻ không tốt, đừng có trêu vào. Ba người nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác, không khí cũng trở nên dễ dàng hơn. Vạn Chiêu Dương có chút buồn bực, Triệu Quốc Đống đã về, mặc dù bị cảnh cáo nhưng đối với Triệu Quốc Đống lại như một sợ cổ vũ, thái độ của hắn càng cứng rắn hơn. Hơn nữa sau lần đó khiến quan hệ của La Đại Hải và Triệu Quốc Đống càng mật thiết hơn. La Đại Hải càng tin Triệu Quốc Đống hơn, mà hội nghị thường ủy lần đó lại làm La Đại Hải có cái nhìn với mình. Hai người vốn có quan hệ mật thiết bây giờ đã có vết rạn. Đây là thứ yếu, điều làm Vạn Chiêu Dương cảm giác khó giải quyết nhất là thái độ của Triệu Quốc Đống càng lúc càng cứng rắn, tay đưa ra càng lúc càng dài, các biện pháp càng lúc càng nhiều. Lần này Triệu Quốc Đống định làm ra hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc. Để cao hiệu suất làm việc, Vạn Chiêu Dương cảm thấy có mục đích sâu xa. Việc này có nghĩa gì? Đây là muốn chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ, nói trắng ra đó là muốn chỉnh người. Trong này kiểu gì chẳng có cán bộ bị đánh ngã. Kinh nghiệm nói cho Vạn Chiêu Dương biết hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc thường là điểm báo trước của một ngọn lửa lớn. Triệu Quốc Đống có thể phổ biến phương án trung tuyến xây dựng cầu Quế Khê, hơn nữa thái độ trên thị xã đã khác hẳn, cung cấp 80% kinh phí xây dựng cầu Quế Khê. Trong này nhất định có quan hệ tới việc hợp tác giữa công ty Hoành Lâm cùng Huyền. Không thể nghi ngờ Triệu Quốc Đống đã đạt được thỏa thuận với thị xã, hơn nữa quan hệ hai bên cũng thân thiện hơn. Tình hình rất không tốt, Vạn Chiêu Dương tức, công ty Mạn Thụy không có quan hệ thực tế với y, dù ủy ban kỷ luật có điều tra cũng không được gì. Nhưng cơ cấu nhân sự trong huyện làm người ta rất khó chịu. La Đại Hải quá mềm yếu, làm Triệu Quốc Đống có thể muốn làm gì thì làm, điều này khiến Vạn Chiêu Dương tức tối. May một thằng chủ tịch huyện trẻ tuổi dù có bản lĩnh về kinh tế, chẳng lẽ nói công tác toàn huyện phải vây quanh phát triển kinh tế, công tác tư tưởng chính trị, văn hóa, an ninh đều vứt sang bên ư. Triệu Quốc Đống từ An Đô về khiến Vạn Chiêu Dương có cảm giác hắn rất kiêu ngạo, không coi ai vào đâu. Có vẻ chỉ cần không hợp ý hắn, hắn liền cho đối phương biết mặt. Vạn Chiêu Dương cũng không biết có phải việc lần trước kích thích đối phương hay là hai tháng học khiến Triệu Quốc Đống có gì thu hoạch. Ba người kia có vẻ cũng cảm nhận được Vạn Chiêu Dương đang suy nghĩ nên cũng không còn hăng hái đánh bài mấy. Bí thư Vạn, ngài không có việc gì chứ? Không có gì, tôi lo cho các anh đó. Vạn Chiêu Dương lạnh lùng nói. Mạnh Nhiễm Hà, trưa nay anh thật sự ăn cơm với lãnh đạo cục vệ sinh. Đừng nghĩ Triệu Quốc Đống ngu, Quế Toàn Hữu rất tinh danh. Tào Uyên không tính gì, nhưng anh nghĩ có thể trêu chọc Triệu Quốc Đống, vậy anh chứ chuẩn bị ăn đòn đi. Hoàng Dương, anh cũng phải tỉnh táo đi, biết Triệu Quốc Đống rất coi trọng khu du lịch mà anh không để ở trong lòng. Sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Hoa Lâm, tôi thấy tiến độ chậm hẳn, anh nghĩ Triệu Quốc Đống không cảm giác được sao. Đừng tự cho là thông minh, đến lúc đó chỉ hại chính các anh mà thôi. Bí thư Vạn, Triệu Quốc Đống hắn quá bá đạo, lúc bí thư La làm chủ tịch huyện cũng không như hắn. Cái gì mà chỉnh đốn tác phong để cao hiệu suất làm việc khiến mọi người tức giận. Phòng tôi nhiều đồng chí già. Nếu làm như hắn thì ngày nào ủy ban kỷ luật và thanh tra cũng tới giám sát, còn muốn cho người ta sống không? Mạnh Nhiễm Hà rất khó chịu nói. Đúng thế bí thư Vạn, ủy ban kỷ luật muốn điều tra thì phải có bằng chứng, suốt ngày giám sát ai đi làm đúng giờ thì có nghĩa gì? Hoàng Dương nói. Tôi không tin cán bộ đi làm đúng giờ, đơn giản hóa thủ tục là nhà đầu tư sẽ chạy đến Hoa Lâm xây dựng nhà máy. Đủ rồi. Vạn Chiêu Dương đứng dậy rồi lạnh lùng nói. Nhìn các anh suy nghĩ gì đi, tôi thấy huyện ủy, ủy ban huyện quyết định làm như vậy là đúng. Các anh tự kiểm điểm lại mình đi, tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Nếu cứ muốn như lúc trước thì không nói bọn họ, tôi là người đầu tiên ủng hộ ra tay với các anh. Các anh tự lo cho mình đi. Nói xong Vạn Chiêu Dương rời đi ngay. Ba người có chút kinh ngạc nhìn Vạn Chiêu Dương mà không biết nói gì. Lão Khổng, bí thư Vạn hôm nay sao vậy? Mạnh Nhiễm Hà gãi đầu nói. Đúng. Tối vẫn tốt sao bây giờ lại thành như vậy? Hoàng Dương cũng có chút khó hiểu. Ừ, tôi không rõ, chẳng qua hai anh cẩn thận đi.
Tôi cảm thấy lần này chủ tịch Triệu về và rất tức giận, không chừng có người sẽ ăn đòn. Lão Khổng cười nói. Năm nay thị ủy, ủy ban thị xã đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt về chỉ tiêu kinh tế, từng tháng đều xếp hạng. Nếu hai tháng liên tục nằm ở top 3 từ dưới lên sẽ có văn bản thông báo. Ba tháng liên tục mà xếp hạng như vậy thì theo bí thư thị ủy Kỳ nói là sẽ nghiên cứu lại bộ máy huyện có sức chiến đấu không, có đoàn kết không. Không cần biết là bí thư hay chủ tịch huyện, nếu như một quý xếp cuối thì quý sau đã không thể ngồi yên, ăn ngủ không ngon. Quý 2 Hoa Lâm chúng ta xếp thứ 3 từ dưới lên, các anh nghĩ xem chủ tịch Triệu có thể ngồi yên không? Nhất là chuyện chặn đường kiện cáo làm hắn bị cảnh cáo, không chừng hắn muốn giết vài người mà lấy thanh danh. Mạnh Nhiễm Hà và Hoàng Dương im lặng, Hoàng Dương làm bí thư đảng ủy khu Mã Thủ là do Vạn Chiêu Dương cực lực đề cử. Bây giờ Triệu Quốc Đống rất không hài lòng với công việc của y, khó nói có mượn đề tài này phát huy không. Mạnh Nhiễm Hà cũng rất lo lắng, chiều nay Triệu Quốc Đống không phát tác nhưng thái độ của Tào Uyên như vậy, Triệu Quốc Đống không tức sao. Triệu Quốc Đống lúc này đúng mà đang chuẩn bị ra tay. Sau khi biết trưa nay Mạnh Nhiễm Hà không phải tiếp cục trưởng Điền Cục Vệ Sinh mà cùng một vị phó cục trưởng của cục đi ăn với mấy vị lãnh đạo bệnh viện huyện, hắn không muốn ngồi yên. Lỗ Đạt nhíu mày nghe bên dưới gọi tới. Trong hội nghị thường ủy nghe điện không tiện nhưng người bên dưới nói thái độ người kiện rất kiên quyết, yêu cầu ủy ban kỷ luật phái người điều tra. Hơn nữa tuyên bố nếu ủy ban kỷ luật không đến, y sẽ kiện lên ủy ban kỷ luật thị xã nói ủy ban kỷ luật Hoa Lâm bao che nhau. Như vậy đi, tôi đang họp. Anh liên lạc với công an huyện mời bọn họ phối hợp. Đánh bạc ở nơi công cộng không phải nhiệm vụ của chúng ta, đây là nhiệm vụ của công an huyện. Nếu tra ra là cán bộ đảng viên thì dựa theo kỷ luật đảng mà xử lý. Lỗ Đạt cố gắng nhỏ giọng nói. Việc này bình thường ủy ban kỷ luật không xen vào nhưng người kiện cáo cứ nói mãi không nghe, anh muốn bỏ qua cũng không được nên đành bảo bên công an huyện phối hợp. Triệu Quốc Đống nhìn Lỗ Đạt rồi nhìn sang Giản Hồng hiểu ý gật đầu tỏ vẻ đã bố trí xong. Triệu Quốc Đống không nói nhiều nữa. Công an huyện nhận được thông báo của Ủy ban kỷ luật yêu cầu cùng điều tra vụ đánh bạc liền lập tức hành động. Công an huyện thông báo đồn công an nội thành sau đó cùng cán bộ Ủy ban kỷ luật chạy tới hiện trường. Nhà hàng Quế Khê được coi là nhà hàng sang trọng nhất huyện thành. Trần Lôi sớm được Triệu Quốc Đống dặn yêu cầu phải tập trung lực lượng, sẵn sàng đợi lệnh. Y không biết lần này Ủy ban kỷ luật thông báo có phải sự kiện đặc biệt mà Triệu Quốc Đống nói không. Triệu Quốc Đống không gọi điện cho y. Nhưng phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lỗ Đạt lại gọi cho y. Đồn công an nội thành nhận được lệnh thì cũng không biết điều tra ở đâu. Chẳng qua dẫn đội là phó trưởng phòng phụ trách trị an cùng người của ủy ban kỷ luật khiến bọn họ thấy vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn họ liền đi theo. Nhà hàng Quế Khê kinh doanh rất tốt, người của phòng trị an mặc quần áo bình thường đầu tiên khống chế mấy phòng, sau đó một loạt người lao vào khống chế 4 phòng. Người đánh bạc bị đưa vào 5 chiếc xe cảnh sát và mang tới công an huyện. Cả huyện thành chấn động. Người bị bắt khá nhiều, không ít người ôm đầu, bịt mặt để không muốn người ta nhìn thấy mình. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Triệu Quốc Đống liền về chỗ ở của mình mà đợi tin. Lần này hắn đặt nhiều kỳ vọng, cán bộ cơ quan hành chính buổi chiều không đi làm mà tới nhà hàng Quế Khê đánh bạc. Mặc dù là tổ công tác xuống kiểm tra thì nhân viên ở lại cũng nghĩ biện pháp che đậy cho đồng nghiệp. Anh cũng không thể tra xét rõ từng người đang làm gì, tùy tiện nói xuống xã là được mà. Sao rồi? Triệu Quốc Đống không nhịn được mà nói. Tình hình coi như đã điều tra xong. Hơn 30 người thì có hơn 10 là cán bộ, trong đó phòng công thương có 3 người, một bên cục thuế, còn có cả người của ủy ban xây dựng, bảo vệ môi trường, văn hóa, ngân hàng nông nghiệp huyện, bệnh viện huyện, những người khác là nhà kinh doanh. Trần Lôi ở đầu bên kia không khỏi thầm than may mắn. May là lần này ủy ban kỷ luật yêu cầu bọn họ tham gia, nếu không bắt nhiều cán bộ như vậy, trong đó có mấy người là cán bộ trung tầng, công an huyện sẽ làm mất lòng nhiều người. Bây giờ trách nhiệm do ủy ban kỷ luật phụ trách, nói là ủy ban kỷ luật yêu cầu hỗ trợ. Hơn nữa không biết sao phóng viên của Nhật báo Ninh Lăng lại nghe tin chạy tới phỏng vấn. Các anh cứ làm theo quy định, cán bộ thì giao cho ủy ban kỷ luật xử lý. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Nhưng mà chủ tịch. Phóng viên Nhật báo Ninh Lăng không biết tại sao lại chiếm được tin tức nên cứ đến đòi phỏng vấn tìm hiểu rõ tình hình, tôi đã báo cáo với bí thư Bàng và trưởng ban Giản. Báo cáo tình hình là được, anh có thể thông báo qua về tình hình vụ án, không nên đề cập tới người cụ thể, về phần bọn họ muốn biết tình hình cụ thể thì bảo bọn họ tìm ủy ban kỷ luật. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, mục đích của hắn đã đạt được. Như vậy phóng viên càng có hứng thú,
mai chuyện này nhất định truyền khắp Hoa Lâm. Lỗ Đạt nhận được tin thì đã tối đêm, y không ngờ lại gặp việc này, có 14 cán bộ, có 3 cán bộ trung tầng. Đáng chết nhất là hai phóng viên nhật báo Ninh Lăng không hiểu sao lại biết mà tới phỏng vấn công an huyện. Việc này không ổn rồi, đám này như mèo thấy mỡ, nhất định không chịu bỏ qua. Lỗ Đạt đang phiền phức thì nhận được điện. Ai đó, cái gì, phóng viên nhật báo Ninh Lăng muốn phỏng vấn tôi. Phỏng vấn tôi làm gì? Không được, cậu nói với bọn họ chưa điều tra xong, tạm thời không công bố. Đối phương không đi thì anh đưa bọn họ tới khách sạn đi, tôi không nhận phỏng vấn. Lỗ Đạt có chút buồn bực, lần này gặp tổ kiến lửa rồi. Bọn họ sao lại biết được tình hình chứ? Sao bọn họ lại biết được? Là do công an huyện thông báo sao? Không phải thì sao bọn họ biết được? Phóng viên ở ngay bên cạnh nhà hàng Quế Khê uống nước sao? Các anh không phải nói bọn họ đến sau khi người bị công an huyện đưa đi hết sao? Lỗ Đạt đổ mồ hôi, chuyện càng lúc càng phiền phức, không chừng tất cả mâu thuẫn đều đổ lên đầu ủy ban kỷ luật. Bọn họ đến nhà hàng Quế Khê phỏng vấn nhưng bị từ chối nên chạy quanh tìm hiểu tình hình ư. Lỗ Đạt nghiến răng nghiến lợi, sao lại gặp đám phóng viên chuyên nghiệp như vậy, sao cứ theo mãi không tha. Được rồi, anh cứ kéo dài thời gian, tôi bàn với ban tuyên giáo đã, xem có thể thông qua thị xã nói chuyện với bọn họ. Bên này các anh mau chỉnh tài liệu, nói với công an huyện tuyệt đối không lộ tin với giới truyền thông. Đúng, đây là kỷ luật chính trị, nếu không sẽ truy cứu ai lộ tin. Lỗ Đạt vốn nghĩ chỉ là một hai cán bộ đi đánh bạc trong thời gian đi làm, chuyện này ở đâu chẳng có. Một vài cán bộ vì làm khó dân nên bị thù, khó tránh khỏi bị người theo dõi để ý. Đây cũng không phải chuyện gì lớn nên Lỗ Đạt không báo cáo với La Đại Hải. Nhưng không ngờ lại gặp việc lớn, công an huyện đến rất nhanh, thoáng cái khống chế cả nhà hàng Quế Khê, xem ra công an huyện cũng muốn nhân cơ hội này kiếm tiền. Hơn 30 tên đánh bạc có lẽ tiền phạt cũng vài chục ngàn. Bí thư La, tôi là Lỗ Đạt, tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Ngài biết rồi. Lỗ Đạt có chút giật mình nói. Truyền khắp huyện rồi ư, tôi vẫn không rõ tình hình, vừa nãy bọn họ mới báo cáo với tôi. Tôi cũng thấy vấn đề rất nghiêm trọng nên lập tức gọi cho ngài. Được, tôi tới ngay. La Đại Hải cũng không ngờ ủy ban kỷ luật lại phá cái hố lớn như vậy. Chuyện này gần như có gần nửa các phòng ban huyện bị dính vào. Lỗ Đạt về nhà nghe vợ nói chuyện, nói đã truyền khắp huyện, nói công an huyện cuối cùng đã động tới nhà hàng Quế Khê, bắt mấy chục người. Trong đó có không ít cán bộ tham gia đánh bạc, y vốn không chú ý mấy, nhà hàng Quế Khê được mở từ thời Châu Chỉ Trường, ông chủ có quan hệ thân thiết với Phương Chỉ Quốc. La Đại Hải vốn định gọi điện hỏi tình hình một chút nhưng không ngờ Trần Lôi trong điện thoại lại báo cáo đây là do ủy ban kỷ luật yêu cầu tham gia, công an huyện chỉ phối hợp, hơn nữa còn dính tới hơn 10 cán bộ làm La Đại Hải rất giật mình. Nghĩ đến vẻ thần bí của Lỗ Đạt trong hội nghị thường ủy chiều nay, lúc này y mới nghĩ ra và có chút tức giận. Chuyện lớn như vậy mà không báo cáo với y là bí thư thị ủy. La Đại Hải đang suy nghĩ thì Lỗ Đạt gọi tới. Lỗ Đạt ra khỏi nhà La Đại Hải đã là hơn 10 giờ đêm, y thấy rất mệt mỏi. La Đại Hải cũng không phê bình y, chỉ hỏi rõ chi tiết và yêu cầu Lỗ Đạt chỉnh sửa tài liệu và đưa ra ý kiến xử lý. Trong nhà La Đại Hải, Lỗ Đạt nhận được mấy cuộc điện thoại. Không cần nghe y cũng biết là ai gọi tới. Đối phương bóng gió nói y đừng có giúp kẻ xấu. Muốn cùng Triệu Quốc Đống làm loạn Hoa Lâm sao? Y rất tức giận nên nói lại đang báo cáo công việc với Bí Thư La, vì thế đối phương mới dập máy. Đây là Tổ Kiến Lửa. Quyển 6, chương 75,76. Tôi cảm thấy việc này cũng không có gì lớn. Dư luận giám sát công việc của Hoa Lâm chúng ta cũng là việc tốt, có thể thay đổi tác phong làm việc, tăng tố chất cán bộ. Triệu Quốc Đống xoay xoay bút trong tay mà nói. Bây giờ thị xã rất chú ý đến chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta phải nghiêm túc xử lý, lập tức đáp lại tiếng nói của dư luận. Trong phòng hội nghị đầy sương khói, mọi người đều lo lắng. Ngay cả La Đại Hải cũng phải nhíu mày. Không ai ngờ việc đánh bạc này lại tạo chấn động đến vậy. Trong giờ đi làm có nhiều cán bộ công khai tụ tập đánh bạc, mà hai cán bộ cục thuế còn dùng tiền thuế đi đánh bạc. Làm mọi người càng sợ đó là nhật báo Ninh Lăng không đưa tin, nhưng nhật báo An Nguyên lại đưa tin đầu tiên. Mặc dù không chỉ đích danh nhưng chỉ vài câu đã làm huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm rất xấu hổ. Đúng là cần nghiêm túc xử lý, Bí Thư Mục cũng tự mình gọi tới quan tâm việc này. Lỗ Đạt lúc này đã bình tĩnh lại, không còn đường để đi, dư luận đã đẩy Hoa Lâm lên đầu sóng ngọn gió. Ủy ban kỷ luật càng đứng đầu,
nếu làm không tốt thì ủy ban kỷ luật sẽ là đối tượng bị bao người chửi mắng. Đúng thế, bây giờ không ít lãnh đạo huyện khác đều gọi tới hỏi tình hình, tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Bàng Quân cũng nói, dân chúng huyện thành đang bàn tán, nói bắt được nhiều cán bộ đánh bạc như vậy trong giờ đi làm, tác phong cơ quan hành chính là như thế nào. Hơn nữa đây là lúc huyện đang chỉnh đốn tác phong làm việc. Vạn Chiêu Dương đã ba lần nâng trà lên uống, y không ngờ lại có việc này. Mới đầu y còn nghĩ Triệu Quốc Đống bố trí công an huyện cố ý nhằm vào nhà hàng Quế Khê, nhưng sau đó mới biết là ủy ban kỷ luật điều động, điều này làm y rất khó hiểu. Căn cứ tình hình hiểu rõ thì có người tố cáo lên ủy ban kỷ luật, dẫn đội là cấp dưới cũ của y. Mà Lỗ Đạt ngay từ đầu cũng không hiểu rõ tình hình. Lỗ Đạt không hề lỗ mãng, nửa năm nay y đến Hoa Lâm thì luôn tỏ vẻ biết điều, không thể nào ngu mà ra mặt trước cho người ta mắng. Vạn Chiêu Dương thở dài một tiếng, chiêu lên báo an nguyên làm cho Lỗ Đạt bị tiến vào hoàn cảnh dù muốn lui cũng không thể chỉ có thể kiên trì đến cùng. Đây là trời giúp Triệu Quốc Đống sao? Lão Vạn, ý anh thế nào? La Đại Hải hút một hơi thuốc rồi nói. Tôi thấy phải nhìn nhận vấn đề từ hai góc. Đầu tiên là dư luận đưa tin làm chúng ta bị động, khiến lãnh đạo cấp trên chú ý đến. Nhưng chúng ta cần phải căn cứ tình hình thực tế, đi đánh bạc trong giờ làm việc đương nhiên phải xử lý. Nhưng xử lý như thế nào phải căn cứ theo kỷ luật đảng, về phần truy cứu trách nhiệm lãnh đạo, tôi thấy không nên làm cứng. Lãnh đạo sao có thể lúc nào cũng để ý tới cấp dưới được. Cấp dưới mắc sai lầm là do bọn họ chịu, phải chú ý cấp độ vừa giải thích với dư luận, lại không nên mở rộng. Vạn Chiêu Dương biết mình không thể không ra mặt, dù hiệu quả chưa chắc đã có nhưng nếu không ra mặt thì tình hình càng không tốt. Nhất là bây giờ các thường vụ có vẻ nghiêng về bên kia, nghiêm túc xử lý lãnh đạo mấy phòng ban có nhân viên đi đánh bạc, nếu vậy địa vị của y trong mắt đám trưởng phòng sẽ giảm mạnh. Triệu Quốc Đống cũng sẽ mượn thế mà lấn tới. Hai hôm nay điện thoại của y luôn trong tình trạng nghe điện. Nhất là không ít lãnh đạo phòng ban có nhân viên dính vào rất lo lắng, mà không ít lãnh đạo thị xã cũng gọi tới yêu cầu thận trọng xử lý. La Đại Hải nhíu mày, Vạn Chiêu Dương lại tỏ vẻ muốn xử lý nhẹ, điều này làm y có chút khó hiểu. Theo lý Vạn Chiêu Dương từ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đi lên, rất căm ghét mấy hành vi này mới được, sao lại biểu hiện thế? Tôi không đồng ý với Phó Bí Thư Vạn. La Đại Hải chưa có phản ứng, Triệu Quốc Đống đã lạnh nhạt nói. Tôi cảm thấy chúng ta không nên sợ lộ chuyện, nhưng cũng không có nghĩa chúng ta phải xử lý nhẹ. Huyện ủy ban huyện vừa mới đẩy mạnh tác phong làm việc, đề cao hiệu suất làm việc vậy mà xuất hiện việc này. Đây có khác gì tát tai vào huyện ủy ban huyện. Chúng ta còn mời ủy ban kỷ luật và thanh tra huyện tăng cường giám sát, nhưng thật không ngờ lại không có tác dụng gì với những người này. Bọn họ làm việc của mình, không lo lắng ảnh hưởng đối với chính quyền. Hơn nữa bọn họ không đơn thuần bỏ bê công việc, mà là đi tham gia đánh bạc, hơn nữa bây giờ dư luận đưa ra sẽ tạo thành áp lực đối với chúng ta. Ở tình huống này nếu như chúng ta còn có thái độ không muốn mất lòng nhau, đó chính là không chịu trách nhiệm đối với công việc của chúng ta. Các thường vụ đều nghiêm mặt. Đồng thời thấy có sự xung đột giữa Triệu Quốc Đống và Vạn Chiêu Dương. Tôi không nói không xử lý, càng không nói là dung túng hay gì gì đó. Nhưng con người sẽ phạm sai lầm, một cây gậy đánh chết người không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Đảng ta vẫn có nguyên tắc cứu bệnh chữa người, tôi nghĩ Chủ tịch Triệu đã hiểu lầm ý tôi. Vạn Chiêu Dương nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Ồ, nếu tôi hiểu lầm thì đầu tiên tôi xin lỗi nhưng tôi tin rằng nếu chuyện này mà không nghiêm túc xử lý. Tôi cho rằng việc chỉnh đốn tác phong làm việc của các cơ quan hành chính chỉ là vô ích. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Tôi đề nghị chẳng những ủy ban kỷ luật cần nghiêm túc xử lý các cán bộ đánh bạc trong giờ làm việc, đồng thời phải truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách. Đồng thời huyện ủy cũng phải nên suy nghĩ đến năng lực và tác phong làm việc của trưởng phòng, có phải nên làm người đi đầu không, nếu là lãnh đạo suốt ngày chỉ biết ăn uổng, huyện ủy phải mạnh mẽ xử lý. Vạn Chiêu Dương rất tức giận, ép người quá đáng. Người này không cho mình chút mặt mũi nào cả. La Đại Hải biết lúc này mình không xen vào thì tình hình càng khó có thể khống chế. Được rồi, tôi thấy như sau. Lão Lỗ, ủy ban kỷ luật đưa ra ý kiến xử lý, chuyện này tạo ảnh hưởng quá xấu đối với Hoa Lâm chúng ta, nhất là khi phát động việc chỉnh đốn tác phong làm việc thì nó lại xảy ra, chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Các anh nghe quần chúng nói không, nói chúng ta làm cho có, không dám mạnh tay. Tôi cảm thấy phải làm gương cho mọi người. Đương nhiên Lão Vạn nói có lý. Đảng ta chủ trương cứu bệnh chữa người, đối với cán bộ bình thường thì chúng ta có thể thích hợp xử lý, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo thì phải nghiêm túc xử lý.
Hội nghị thường ủy kết thúc trong không khí nặng nề. Vạn Chiêu Dương cầm sổ rời đi, các thường vụ huyện ủy khác cũng lục tục rời đi. Trong phòng hội nghị chỉ còn ba người La Đại Hải, Triệu Quốc Đống và Lỗ Đạt. Quốc Đống, xem ra lão Vạn có ý kiến với việc xử lý. La Đại Hải thở dài một tiếng. Trước đây hai người có quan hệ mật thiết, không biết sao càng lúc càng xa. Bí thư La, không đoàn kết sẽ không có lợi cho công việc, nhưng đây là ý kiến trong công việc, tôi thấy rất bình thường. Tôi tôn trọng bí thư Vạn, nhưng lần này chúng ta nếu không nghiêm túc xử lý thì vừa không ăn nói được với thị xã, lại càng không thể ăn nói với dân chúng Hoa Lâm. Cuộc vận động chỉnh đốn tác phong làm việc của Hoa Lâm sẽ thất bại. Cho nên tôi thấy còn phải truy rõ nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo. Nhất là trưởng phòng công thương và trưởng phòng vệ sinh. Triệu Quốc Đống lúc này vẫn đang nghĩ đến vị trí trưởng phòng công thương và trưởng phòng vệ sinh. Câu nói của Triệu Quốc Đống làm cho La Đại Hải và Lỗ Đạt ngẩn ra. Quốc Đống, vậy có phải hơi quá không? La Đại Hải hơi đổi sắc một chút, huyện ủy phân công cán bộ nhưng muốn xử lý hai trưởng phòng lại là khác. Nhất là phòng vệ sinh môi trường chỉ có một nhân viên tham gia đánh bạc. Mạnh Nghiễm Hà lại có quan hệ mật thiết với Vạn Chiêu Dương, đây là tát vào mặt Vạn Chiêu Dương. Bí thư, thời gian gần đây phòng công thương có không ít vấn đề, ngoài tập thể tham gia đánh bạc, quần chúng cũng trách tác phong làm việc của bọn họ quá kém. Ủy ban kỷ luật và văn phòng ủy ban đã điều tra và thấy tình hình phản ánh là thật. Bộ máy phòng này rất không đoàn kết. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Ừ, vậy còn phòng vệ sinh môi trường? La Đại Hải nhíu mày, xem ra lần này Triệu Quốc Đống nhất định đòi xử lý mạnh. Mạnh Nghiễm Hà đến họp muộn không nói, còn đầy hơi men, ngủ trong hội nghị, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng. Hơn nữa tôi đã bảo Quế Toàn Hữu thông báo từ trước nhưng người này không coi vào đâu. Còn nói dối tiếp cục trưởng cục vệ sinh môi trường đến kiểm tra công việc. Nhưng theo tôi biết y cùng mấy người ở bệnh viện huyện đánh bạc suốt đêm, tới trưa liền đi uống rượu. Y nói đến bệnh viện kiểm tra công tác chống muỗi sốt rét, vậy mà theo tôi biết công tác này của Hoa Lâm xếp đáy trong toàn thị xã. Lần trước khi từ trường đảng về, cục trưởng Điền nói với tôi là Hoa Lâm nên coi trọng công tác vệ sinh môi trường, tăng mạnh xây dựng bộ máy, tôi còn có thể không rõ ý trong đó sao? Trưởng phòng như vậy còn lưu lại làm gì? La Đại Hải và Lỗ Đạt trầm ngâm suy nghĩ, thái độ của Triệu Quốc Đống là quá rõ ràng, hơn nữa Triệu Quốc Đống đây là sớm muốn điều chỉnh lãnh đạo của vài phòng ban làm không tốt. Nếu lần này không phải ủy ban kỷ luật là người đầu tiên khơi mào vụ việc thì La Đại Hải đúng là nghi ngờ đây là do Triệu Quốc Đống sắp đặt. Quốc Đống, chuyện này cần bàn bạc. La Đại Hải nói, lão Lỗ, chờ ủy ban kỷ luật đưa ra biện pháp xử lý rồi nói. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn cũng biết việc này không dễ quyết định. Dù sao còn phải lo phản ứng của Vạn Chiêu Dương. Triệu Quốc Đống về văn phòng rồi gọi điện cho Cao Dương. Dương ca, tình hình bên đó thế nào rồi? Ừ, có chút tiến triển, chẳng qua vấn đề không lớn, sợ là không có nhiều tác dụng. Cao Dương nói. Vậy anh cứ giao cho ủy ban kỷ luật là được mà. Kết quả không quan trọng, tôi bây giờ là cần xu thế. Tình hình của tôi bây giờ không tốt, phải nghĩ biện pháp mở cục diện. Không khí trong huyện quá trầm muộn. Muốn làm việc cũng khó khăn, luôn bị người cản đường. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, vụ án của Uông Minh Hy thì một vài người liên quan tới, chẳng qua cấp trên yêu cầu không mở rộng nên tạm đè xuống. Cậu đã muốn làm thì làm lớn hẳn đi. Cao Dương lập tức đáp ứng. Dương ca, vậy có ảnh hưởng gì tới anh không? Triệu Quốc Đống hài lòng nói. Chuyện này có người quen giúp đúng là đỡ hơn. Ha ha, yên tâm, chẳng lẽ tôi không hiểu quy tắc trong đó sao? Được rồi, hôm nào lên Ninh Lăng hoặc về An Đô chúng ta ngồi một chút. Vạn Chiêu Dương tuyệt đối không ngờ bị phản kích mạnh như vậy. Sáng hôm sau y mới biết phòng chống tham nhũng, Viện Kiểm sát thị xã đã bắt trưởng phòng tài chính Lương Khắc Thành, đồng thời cũng hẹn hai gã phó trưởng phòng đến Viện Kiểm sát nói chuyện, trong đó có một người là do Vạn Chiêu Dương đề bạt lên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vạn Chiêu Dương vừa tức vừa lo, y nhìn Đồ Cao Thuận mà gần như gào lên. Lương Khắc Thành bị bắt chẳng lẽ các anh không biết, sao lại hẹn các anh đi nói chuyện? Vạn ca, chuyện này khó mà nói, muốn nói lớn cũng là lớn, nói nhỏ cũng là nhỏ. Chỉ sợ bị người chú ý thôi. Đồ Cao Thuận thường sợ sệt trước mặt Vạn Chiêu Dương, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ hơn nhiều. Cậu nói rõ cho tôi, rốt cuộc là có vấn đề gì? Vạn Chiêu Dương hừ một tiếng, nếu như Đồ Cao Thuận đã nói chuyện lớn không lớn thì không có gì, y hiểu rõ tính cách của tên này. Dù cho gan trời cũng không dám phạm vấn đề về kinh tế.
Lương Khắc Thành 4 năm trước cùng tôi, Lão Chu và Uông Minh Hy đi khảo sát. Lúc ấy đến Bắc Kinh, Thượng Hải cùng Thâm Quyến. Lúc ở Thâm Quyến lúc, Uông Minh Hy tặng Lão Lương, Lão Chu một chiếc đồng hồ nghe nói không đáng mấy tiền. Tôi thấy Lão Lương cùng Lão Chu cũng nhận nên không ngại và cứ thế nhận. Đồ Cao Thuận nhỏ giọng nói. Một chiếc đồng hồ. Vạn Chiêu Dương có chút khó hiểu. Uông Minh Hy dựa vào cái gì mà tặng các anh đồng hồ, các anh có gì đáng để y tặng? Ôi, còn không phải năm đó sửa lại điều khoản thu hồi đất, huyện định thu lại tất cả tài chính về huyện, nhưng thị trấn Thành Quan cũng muốn chia một bát canh. Quyền chủ động nắm trong tay phòng tài chính. Số tiền là bao nhiêu? Vạn Chiêu Dương nhíu mày nói. Khoảng 200 ngàn, lúc ấy chủ tịch Điền đến phòng tài chính cũng nói đồng ý cấp cho thị trấn Thành Quan 100 ngàn. Tôi chỉ nhận chiếc đồng hồ đó, thật đấy Vạn ca. Sao, ý của cậu là Lương Khắc Thành còn có thể nhận cái khác? Cái này, Vạn ca, bản thân Lương Khắc Thành thì tôi không rõ. Sau đó Uông Minh Hy và Lão Lương còn làm gì hay không thì tôi không rõ. Viện kiểm sát nói đó là đồng hồ Thụy Sĩ có giá hơn 2.000 ngàn, nhưng lúc ấy tôi cho đồ nghệ, nó đỗ đại học nên thưởng cho nó. Đồng hồ Thụy Sĩ. Vạn Chiêu Dương hít sâu một hơi. 2.000 có thể tính là nhận hối lộ hoặc không? Tôi cũng không rõ, nghe bọn họ nói thì là đồ buôn lậu nên giá cũng rẻ, cho nên. Đồ Cao Thuận thấy mặt Vạn Chiêu Dương tái lại nên vội vàng cúi đầu xuống. Cho nên cậu nhận. Vạn Chiêu Dương tức giận nói. Cậu không nghĩ xem thứ của Uông Minh Hy mà cũng dám nhận ư? Hàng buôn lậu, giá rẻ. Cậu có óc không thế, đồ buôn lậu và rẻ mà Lương Khắc Thành nhận sao? Uông Minh Hy dám tặng đi ư? Sao cậu hồ đồ như vậy? Nghe Vạn Chiêu Dương nói như vậy, Đồ Cao Thuận vội vàng nói. Vạn ca, không có việc gì chứ? Vạn Chiêu Dương mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Chiêu này của đối phương quá lợi hại, trực tiếp đánh vào chỗ hiểm của y. Không cần nói đây là Triệu Quốc Đống ra chiêu. Vạn Chiêu Dương đoán Lỗ Đạt không có năng lực mở miệng nói với Viện Kiểm sát thị xã. Xem đã, Viện Kiểm sát không phải chỉ nói cậu nộp lại chiếc đồng hồ đó thôi sao? Đúng thế, bọn họ hỏi vài câu thôi. Vạn ca, anh phải giúp tôi. Đồ Cao Thuận lo lắng nói. Vạn Chiêu Dương mệt mỏi xua tay, nhắm mắt lại mà nói. Tôi biết rồi, cậu về đi, tôi sẽ giúp. Triệu Quốc Đống cẩn thận đọc tài liệu mà Vương Phủ Mỹ gửi tới cho hắn. Tập đoàn Sán Hoàng Phúc Kiến muốn tiến hành khảo sát ở An Nguyên. Công ty Dụ Thái Bắc Kinh cũng muốn đến khảo sát thành lập trụ sở trồng chè ở An Nguyên. Cẩn thận đọc tài liệu về hai công ty, Triệu Quốc Đống thầm than có bạn đúng là tốt. Mấy tin tức này sau khi có liền nghĩ tới mình. Mặc dù hai công ty kia chủ yếu khảo sát ở An Đô, không hứng thú mấy với các nơi khác nhưng Triệu Quốc Đống không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhất là công ty Dụ Thái Bắc Kinh, đây là công ty đứng hàng đầu trong ngành trồng chè và sản phẩm chè Trung Quốc, quy mô lớn, có các trụ sở trồng chè ở Quảng Đông, Hà Nam, Phúc Kiến. Lần này đến An Nguyên khảo sát chính là thành lập trụ sở ở An Nguyên. Lần trước Triệu Quốc Đống đã từng liên lạc với công ty Dụ Thái nhưng đối phương không có hứng thú mấy, cho nên lần này Triệu Quốc Đống không muốn bỏ qua cơ hội. Chủ tịch Triệu, có một nữ đồng chí tự xưng là người của ban tuyên giáo, họ Giản. Ừ. Mời chị ta vào. Triệu Quốc Đống nhìn hồ sơ về Giản Hồng. Giản Hồng được điều từ ban tuyên giáo thị ủy xuống. Trước khi Kỳ Dư Hồng được điều đến Ninh Lăng thì cô ta đã đến Hoa Lâm. Bí thư khóa trước bị Mạch Gia Huy đẩy khỏi Ninh Lăng. Kỳ Dư Hồng đến tất nhiên không có hứng thú với người của bí thư khóa trước, mà Mạch Gia Huy cũng ghét đám người này. Vì thế Giản Hồng ngồi ở vị trí trưởng ban tuyên giáo Hoa Lâm 4 năm, có vẻ như thị xã đã quên sự tồn tại của cô ta. Cũng may Giản Hồng là sĩ quan trong quân đội. Bình thường chỉ có thể về thăm người nhà một chút, vì thế Giản Hồng xuống Hoa Lâm cũng không ảnh hưởng. Giản Hồng mặc dù làm trưởng ban tuyên giáo trong thời gian khá lâu nhưng bởi vì nguyên nhân kia nên cô là nhân vật ở rìa trung tâm quyền lực. Ngay cả việc điều chỉnh lãnh đạo phòng thông tin và đài truyền hình đều không thể xen miệng vào. Mà hai phó trưởng ban đều là đồng chí hơn 40 tuổi, bởi vì Giản Hồng mất thế nên không được coi trọng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại nghĩ khác, Giản Hồng là thường vụ. Đối với hắn mà nói thì có thêm người ủng hộ sẽ tốt hơn, nhất là bây giờ căn cơ của hắn còn kém, thêm một phiếu là tốt hơn. Đối phương là nữ cán bộ, căn cứ theo suy xét thì nữ cán bộ không mấy khi có tâm lý chống đối nam lãnh đạo có tính cách mạnh, nữ cán bộ muốn phối hợp với loại nam lãnh đạo này. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, khi hắn đưa ra ý đồ, Giản Hồng rất sáng suốt đi theo. Mặc dù quan hệ chưa đến mức của Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu, nhưng Triệu Quốc Đống lại thích thái độ không nịnh bợ.
không quá cứng nhắc của đối phương. Chị Giản, ngồi đi. Triệu Quốc Đống thân thiết nói. Chủ tịch Triệu, ngài tìm tôi. Giản Hồng có chút khó hiểu mà nhìn Triệu Quốc Đống. Chị Giản, sắp đến có vài công việc nên tôi định hỏi ý kiến chị. Triệu Quốc Đống đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nhà hàng Quế Khê gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Hoa Lâm, thậm chí trên tỉnh còn biết, nó sẽ gây bất lợi với việc thu hút đầu tư của huyện ta. Giản Hồng gật đầu. Tôi đã bàn với bí thư Lý, chúng ta cần nghĩ biện pháp thay đổi tình hình bất lợi, chính là dùng truyền thông nói giúp chúng ta. Hơn nữa là chúng ta quyết tâm xử lý việc này, biến nguy cơ thành động lực, cải thiện tác phong làm việc, tạo hoàn cảnh đầu tư tốt. Ở điểm này tôi nghĩ chị nên quan tâm nhiều hơn. Tôi hiểu, Chủ tịch Triệu, tôi sẽ cố gắng xử lý tốt. Vậy tôi nhờ chị, có thể nhân cơ hội này thể hiện chúng ta muốn cải thiện hoàn cảnh đầu tư là rất quan trọng. Hy vọng chị phải cho bên ngoài biết chúng ta đang cải thiện hoàn cảnh đầu tư. Triệu Quốc Đống nói. Xin Chủ tịch Triệu yên tâm, xin hiểu năng lực giải thích của Giản Hồng tôi. Giản Hồng cười nói, xem ra vị Chủ tịch Triệu này muốn nhân cơ hội thay đổi tình hình. Đúng rồi, tôi đã bàn với Bí Thư La, trưởng ban địch chuẩn bị điều chỉnh một nhóm cán bộ. Ừ, chị cũng nên suy nghĩ một chút, bên mảng tuyên truyền có lựa chọn nào thích hợp thì có thể nói ra để mọi người nghiên cứu. Tôi hiểu. Triệu Quốc Đống cười cười. Trong mắt Giản Hồng lóe lên làm hắn hiểu người phụ nữ này cũng không muốn ngồi im. Nghĩ cũng đúng, vào quan trường thì ai không muốn tạo thế lực của mình. Quyển 6, chương 77,78. Động đất, đúng là động đất. Quế Toàn Hữu thấy danh sách điều chỉnh không khỏi thầm than Chủ tịch Triệu đúng là làm lớn, thoáng cái điều chỉnh tất cả các trưởng phòng, ban trong huyện theo ý mình. Mà Quế Toàn Hữu gần như bỏ qua chống cự, qua đó kết thúc cuộc đấu đá giữa Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu. Trưởng phòng công thương Chu Bổn Thiện, trưởng phòng vệ sinh môi trường Mạnh Nhiễm Hà và bí thư đảng ủy khu Phổ Độ, Viên Vi Quốc bị cách chức, thêm Hướng Viễn Sơn lần trước bị bắt khiến cho 5 vị trí còn trống để nhiều người ở Hoa Lâm nhìn chằm chằm vào đó. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ, Tiền Kính Lương làm thành phố Tân Cảng, Thôi Thiên Cầm điều đến khu Phổ Độ làm bí thư đảng ủy. Nguyên chủ tịch xã Kỳ Lân thay thế vị trí của người này. Chánh văn phòng ban tuyên giáo điều đến xã Kỳ Lân làm phó bí thư, chủ tịch xã. Trưởng phòng thông tin điều đến làm trưởng phòng vệ sinh, phó trưởng ban tuyên giáo La Băng điều đến làm trưởng phòng thông tin. Phó bí thư chính pháp ủy, Duẫn Đại Minh làm trưởng phòng công thương, đồng thời huyện ủy cũng lộ tin tiến hành chọn cán bộ trẻ tuổi, xuất sắc ở văn phòng huyện ủy, ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo, chính pháp ủy phái xuống các xã rèn luyện, điều này càng làm cho việc điều chỉnh nhân sự trở nên xôn xao. Nhân sự thay đổi làm người ta sáng mắt, lại phải thầm than động tác của chủ tịch huyện Triệu Quốc Đống quá mạnh. Quế Toàn Hữu làm phó bí thư phụ trách đảng, đàn đã yếu đi nhiều, không có chút âm thanh nào. Thời thế đã thay đổi, Triệu Quốc Đống từ An Đô về đã không còn như trước. Hắn càng thêm mạnh, trầm ổn, ra tay tàn nhẫn. Toàn Hữu, trưởng ban Giản nói với tôi bây giờ ban tuyên giáo thiếu một phó trưởng ban, chị ta muốn phó trưởng phòng thông tin tới giúp. Bí thư La đồng ý, phòng thông tin lại thiếu một phó trưởng phòng, anh thấy ai thích hợp hơn? Triệu Quốc Đống nghiêng người vẫy vẫy bảo Tiêu Mẫu Đan ra ngoài. Tiêu Mẫu Đan biết lãnh đạo có việc cần bàn nên ngoan ngoãn rót trà xong rồi đi ra. Quế Toàn Hữu đảo đảo mắt rồi nói. Trưởng phòng biên tập, đài truyền hình, Tiểu Trình có năng lực tốt, tôi thấy có thể bồi dưỡng. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ánh mắt dò hỏi của Quế Toàn Hữu nên cười nói. Anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi cũng không giấu, giữa tôi và Trình Nhược Lâm không có gì. Chỉ là có lần họp ở Ninh Lăng thì gặp và uống cà phê một lần, chỉ như vậy mà thôi lại bị đồn đại. Quế Toàn Hữu không nói tới việc này mà chỉ cười nói. Chủ tịch Triệu, đây là ngài lo quá rồi. Tiểu Trình là nữ cán bộ nổi tiếng của Hoa Lâm ta, có năng lực, coi như có nhiều kinh nghiệm ở đài truyền hình. Sau khi tốt nghiệp được điều về Hoa Lâm, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Hai vợ chồng kết hôn 3 năm thì chồng bị ung thư mà mất. Phụ nữ độc thân ở Hoa Lâm thường bị trêu chọc. Đàn ông lại chẳng bị ai nói. Xã hội bây giờ là xã hội phụ thuộc vào chồng, mặc dù tuyên truyền nam nữ bình đẳng nhưng thực tế không làm được. Cho nên dư luận nghiêng về đàn ông, mà lại ngặt nghèo với phụ nữ. Ha ha, đây có phải đáng để đàn ông chúng ta tự hào không nhỉ? Triệu Quốc Đống nhấp ngụm trà rồi nói. Ừ, trà này uống thế nào? Đây là chè Bích Phụ Sơn của Hà Khẩu đó, bắt đầu từ tuyên truyền ở đây, sau này tiếp đón sẽ dùng chè này. Chủ tịch Triệu, chè này rất nhiều người Hoa Lâm không thích uống. Cả An Nguyên thích chè xanh hơn.
nhưng đất Hoa Lâm chỉ thích hợp làm chè đã qua chế biến, không thích hợp với chè xanh. Chè này có thị trường tốt ở Đài Loan cùng Đông Nam Á, Hong Kong. Nhưng chúng ta chưa chuyên môn tuyên truyền loại chè này, sức ảnh hưởng với thị trường kém, hơn nữa không có nhà máy đủ tiêu chuẩn, sản lượng không tăng cho nên nhiều nguyên nhân hạn chế khiến chè Hoa Lâm không nhiều người biết. Theo tin tức tôi biết thì nói công ty Dụ Thái Bắc Kinh có thể đến khảo sát ở An Nguyên nhằm thành lập trụ sở trồng chè, đây là cơ hội tốt, chúng ta phải nắm bắt được. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Ý thức nền kinh tế thị trường của nhà máy chè bên Hoa Lâm còn kém. Nhưng làm như thế nào để nắm bắt thị trường, nắm đúng thị hiếu người tiêu dùng không chỉ là việc của các nhà máy, công ty mà còn là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Chủ tịch Triệu, công nghiệp Hoa Lâm quá kém, trên cơ bản không có công ty nào ra hồn, cũng may còn có hai nhà máy chế biến thịt của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp, cũng gọi được tập đoàn Trần Thị vào thành lập nhà máy chế biến nước hoa quả. Nếu như các công ty này toàn diện đầu tư thì tình hình công nghiệp Hoa Lâm sẽ thay đổi một chút, quan trọng nhất là làm cho người Hoa Lâm có quan điểm nền kinh tế thị trường. Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ làm như thế nào để phát triển nền công nghiệp của Hoa Lâm. Hoa Lâm núi nhiều đất ít, phát triển chăn nuôi gia súc là có tương lai, trồng cây ăn quả ở phía Nam cũng có ưu thế. Nhưng cả chăn nuôi gia súc và trồng cây đều là mới bắt đầu, anh phải tìm thêm vài ngành nghề nữa mới được. Triệu Quốc Đống cũng từng phân tích ưu thế và khuyết điểm của Hoa Lâm. Hoa Lâm thứ nhất có các ngành sản xuất lạc hậu, yếu kém, gần như không có. Chẳng qua điều này cũng là bình thường. Bảy huyện, một quận của Ninh Lăng thì ngoài quận Ninh Lăng còn có chút trụ cột công nghiệp ra, bảy huyện khác gần như nhau. Ngoài mấy nhà máy thiết bị nông nghiệp, công ty xăng dầu nhỏ thì gần như không có ngành nào ra hồn. Chẳng qua mấy huyện như Thổ Thành, Khuê Dương, Tào Tập còn có nền nông nghiệp phát triển hơn Hoa Lâm rất nhiều. Triệu Quốc Đống từ ngày đầu tiên tới Hoa Lâm thì vẫn suy nghĩ về những việc này. Làm như thế nào để tìm ra hệ thống kinh tế phù hợp với Hoa Lâm, làm như thế nào trong thời gian ngắn nhất biến Hoa Lâm thành điểm sáng của Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Đây là mục đích mà Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng. Nếu như không phải muốn một khu vực thành điểm sáng dưới sự lãnh đạo của mình, Triệu Quốc Đống tin hắn sẽ có thành tựu rất lớn trong kinh doanh. Công nghiệp Hoa Lâm gần như chưa từng có. Nếu muốn đột phá mạnh thì chỉ có thể làm ngành này. Phát triển trụ sở trồng cỏ trên 100.000 mẫu là bước đi đầu tiên, bước đi này rất chắc chắn. Sau đó sẽ khiến ngành chế biến thực phẩm phát triển ở khu Tân Bình, Phổ Độ, đưa tới hai công ty Đại Hoa và Tam Điệp chính là hình thành ngành sản xuất này ở Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống cũng khá coi trọng ngành cây ăn quả và chế biến chè. Nhà máy chế biến nước hoa quả của tập đoàn Trần Thị là bước đầu tiên. Dựa vào ngành trồng cây ăn quả và chè ở khu Hà Khẩu, Triệu Quốc Đống tin rằng ngành cây ăn quả và chè là bước tiến mới. Lợi dụng khoa học kỹ thuật của Học viện Nông nghiệp mà tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, dựa vào việc thu hút các công ty để khiến các công ty địa phương phát triển. Ngoài việc dùng mấy cách này, Triệu Quốc Đống còn hy vọng vào ngành du lịch, khai thác tốt tài nguyên du lịch của Hoa Lâm, biến Hoa Lâm thành một trụ sở văn hóa, du lịch nổi tiếng với bên ngoài. Tạo thương hiệu cho khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân thành điểm sáng như Trương Gia Giới và Cửu Trại Câu. Đây là kế hoạch sơ bộ của Triệu Quốc Đống đối với sự phát triển của Hoa Lâm. Đến khi học ở Ando, Triệu Quốc Đống mới có thời gian mà quy hoạch cụ thể hơn nữa. Sau nhiều lần phân tích, Triệu Quốc Đống mới mơ hồ có những điều cụ thể. Hắn hôm nay muốn bàn với Quế Toàn Hữu một chút, làm cho Quế Toàn Hữu dựa theo ý nghĩa của hắn mà đưa ra quy hoạch chi tiết. Ngày sau kinh tế Hoa Lâm sẽ tiến hành điều chỉnh theo ý đồ và mục tiêu này. Ý nghĩa của anh rất rõ ràng, nhưng chúng ta phải nhìn xa một chút. Hơn 600.000 dân đang nhìn vào ủy ban huyện chúng ta, ngoài việc lo lắng đến phát triển kinh tế, còn phải nghĩ đến thu nhập của dân chúng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Đường Thái Tông cũng nói dân giàu là nền tảng. Chúng ta là lãnh đạo chính quyền càng phải chú trọng phát triển kinh tế và suy nghĩ đến việc thu nhập ổn định của dân chúng. Mà ở Hoa Lâm chính là muốn tăng thu nhập của nông dân, nâng cao cuộc sống của bọn họ. Chỉ có thể làm tốt hai vấn đề này thì mới có thể coi là cơ chế phát triển hoàn mỹ. Quế Toàn Hữu có chút kinh ngạc nhưng y nghe ra ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Duy trì thu nhập ổn định cho nông dân, lời này thì dễ nhưng làm có lẽ 10 năm chưa thể chính thức làm được. So sánh với thu hút đầu tư, phát triển kinh tế thì mục tiêu kia còn khó khăn hơn. Chủ tịch Triệu, thu nhập của thành phố và nông thôn càng lúc càng chênh lệch, là xu thế không thể thay đổi. Lời này nói thì dễ nhưng làm như thế nào để tăng thu nhập? Hơn nữa thu nhập dân chúng thành thị tăng lên. Thu nhập của nông dân tăng theo như vậy là không thể.
Nói cách khác chênh lệch giữa thành thị và nông thôn càng lúc càng lớn. Hoa Lâm là huyện nghèo, huyện nông nghiệp, ngài nói muốn tăng thu nhập của nông dân, nâng cao CCSU của nông dân, nếu muốn ngang bằng thành thị là không thể. Càng không dễ làm được thì chúng ta càng phải nỗ lực. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết điều này không dễ dàng làm được. Hắn biết xã hội càng phát triển, nếu muốn tăng cuộc sống của nông dân nông thôn lên, một phải nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp nông thôn, hai là xử lý số lao động dư thừa ở nông thôn. Khách quan mà nói thì sợ điều thứ hai mới là nhân tố chủ yếu. Chủ tịch Triệu, ngài có ý tưởng gì? Huyện ta có nhiều lao động thừa nhưng không mấy người ra ngoài làm thuê. Một là do quan niệm không muốn ra ngoài, hai là thiếu kỹ năng cần thiết. Dù ra ngoài cũng khó tìm được công việc thích hợp, hoặc là nói thu nhập không bằng sức bỏ ra. Triệu Quốc Đống nói, tìm đường ra cho lao động là rất quan trọng, tôi nhớ hình như trường Nhị Trung bây giờ đang khó khăn. Tôi định biến Nhị Trung thành trường dạy nghề, cổ vũ con em nông thôn sau khi tốt nghiệp cấp 3, cấp 2 sẽ tới đó học một nghề nào đó. Qua đó dễ tìm được công việc hơn. Quế Toàn Hữu nhíu mày nói, bây giờ học sinh đều thích thi vào đại học, cao đẳng nhưng các hộ nông dân thường muốn con ở nhà giúp mình. Ngài muốn các hộ nông dân để con cái đến học nghề 3 năm thì không hộ nào chịu. Hơn nữa trường dạy nghề khác các trường khác, nếu muốn phát triển không dễ dàng. Còn cả vấn đề học phí, các hộ nông dân muốn con cái có đường ra nhưng sợ không kham nổi học phí trong 3 năm. Bởi vì nguyên nhân này nên chúng ta càng phải phát triển trường dạy nghề. Nguyên nhân kinh tế và quan niệm khiến con em nông dân bỏ qua cơ hội học nghề, mà điều này làm bọn họ phải về làm nông dân như phụ huynh, nó là vòng tròn luẩn quẩn khiến nông dân càng lúc càng nghèo. Vì thế chúng ta càng cần phá vỡ vòng tròn này, để bọn họ thoát khỏi số nghèo. Trên thực tế các nước phát triển thì dạy nghề cũng phát triển theo. Nhất là mấy quốc gia công nghiệp hóa như Đức khiến cho rất nhiều công nhân có năng lực nghiệp vụ cao, khiến cho công nghiệp Đức được phát triển. Tôi dự định để Nhị Trung đi theo hướng này. Hai hôm trước tôi đã nói chuyện với thị trưởng Phù và cục trưởng Nam, cục giáo dục, bọn họ cũng ủng hộ thí điểm ở Ninh Lăng, cũng có thể được ủng hộ về chính sách và tài chính. Quế Toàn Hữu là con nhà nông nhưng ở bên Hoài Khánh nên tình hình tốt hơn Hoa Lâm nhiều. Điều kiện kinh tế của các hộ nông dân khiến tầm nhìn bị hạn hẹp, mà điều này làm con em bọn họ chỉ có thể đi theo bước cha ông làm nông dân. Một loạt biến động về nhân sự đã làm Hoa Lâm chấn động. Nếu như nói Viên Vi Quốc và Lương Khắc Thành bị cách chức còn có lý do, nhưng Chu Bổn Thiện và Mạnh Nhiễm Hà bị cách chức làm người ta rất giật mình. Cách chức là do không làm tốt công việc, không hoàn thành nhiệm vụ mà huyện ủy, ủy ban giao cho. Chỉ hai câu đơn giản đã cách chức hai cán bộ cấp trưởng phòng, đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Chu Bổn Thiện và Mạnh Nhiễm Hà bị cách chức tạo chấn động hơn Sa Uông Minh Hy cùng Hướng Viễn Sơn bị bắt. Vì người ta phạm tội. Nhưng Chu Bổn Thiện và Mạnh Nhiễm Hà lại là cán bộ lâu năm của Hoa Lâm, Chu Bổn Thiện cũng kiêu căng, được lãnh đạo Cục Công Thương Thị xã ưu ái, thậm chí còn có lời đồn y sẽ lên Cục Công Thương Thị xã làm phó cục trưởng. Vậy mà bây giờ Hoa Lâm lại cách chức. Mà Mạnh Nhiễm Hà lại là thân tín của Phó Bí Thư Vạn Chiêu Dương cũng bị cách chức. Nghe nói Mạnh Nhiễm Hà khi bị cách chức liền làm ầm lên, chửi Vạn Chiêu Dương nói người của mình không bảo vệ được, Phó Bí Thư mẹ gì. Vạn Chiêu Dương tức giận đến độ phải vào viện nằm. Triệu Quốc Đống cũng tiến hành tổ chức hội nghị tất cả cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên, nói rõ lần này huyện ủy, ủy ban huyện sẽ toàn diện thay đổi tác phong làm việc, phải tạo hoàn cảnh đầu tư tốt cho Hoa Lâm, cổ vũ các nhà đầu tư bên ngoài đến Hoa Lâm xây dựng nhà máy, đồng thời cổ vũ công ty tư nhân địa phương mở rộng quy mô. Những lời này do Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu nghĩ hết mức mới ra. Mục đích là muốn kết hợp việc thay đổi tác phong làm việc và tạo hoàn cảnh đầu tư lại với nhau. Kỳ Dư Hồng mỗi ngày đến văn phòng liền tưới hoa, chính y nói đây là việc làm mình giữ được tâm trạng tốt đẹp, sau đó liền xử lý văn bản. Nếu không có việc gì khác thì y sẽ đọc báo từ Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Kinh tế, Nhật báo An Nguyên và Nhật báo Kinh tế, cùng với báo Kinh tế An Nguyên. Y chỉ chọn đọc mấy tin in đậm, nhất là những bài liên quan đến Ninh Lăng càng không bỏ qua chữ nào. Tiêu đề trong phần Kinh tế của Nhật báo An Nguyên đập thẳng vào mắt y. Dưới cây ngô đồng dẫn Phượng Hoàng tới. Công tác thu hút đầu tư của huyện Hoa Lâm đã có kết quả, sau khi đọc xong bài viết, Kỳ Dư Hồng liền bảo thư ký. Mời trưởng ban thư ký Vưu đến văn phòng tôi. Vưu Liên Hương cầm theo hai tờ báo đi đến văn phòng Kỳ Dư Hồng. Bí thư tìm tôi. Ừ, ngồi đi, chị cũng đọc rồi chứ. Kỳ Dư Hồng ngồi xuống ghế rồi nói. Triệu Quốc Đống này đúng là có bản lĩnh, tập đoàn Sán Hoàng Phúc Kiến có tiếng trong ngành, ngay cả con gái tôi cũng hay mua mấy món ăn vặt của bọn họ.
còn nổi tiếng hơn tập đoàn Trần Thị nhiều. Nếu có thể thu hút bọn họ đến Hoa Lâm, nó sẽ có tác dụng lớn đối với ngành chế biến thực phẩm của Ninh Lăng ta. Đúng thế, Bí Thư Kỳ, công ty Dụ Thái cũng không đơn giản. Công ty Dụ Thái là một trong năm công ty chè lớn nhất Trung Quốc, có trụ sở trồng chè ở Quảng Đông, Phúc Kiến, An Huy, quy mô lớn, hơn nữa còn có thị trường xuất khẩu. Nếu công ty này nhìn chúng Ninh Lăng, như vậy sẽ là cơ hội ngàn năm có một với ngành trồng chè của Ninh Lăng chúng ta. Cô thấy tờ Nhật báo An Nguyên trên bàn, Kỳ Dư Hồng liền nói. Bí thư, ngài đã xem Nhật báo Nhân dân chưa, số chữ không nhiều nhưng có trọng lượng hơn Nhật báo An Nguyên nhiều. Ồ, Kỳ Dư Hồng ngẩn ra, Nhật báo Nhân dân, y không chú ý mấy, mảng kinh tế y nhìn thoáng qua nhưng không có tin tức về An Nguyên mà, chẳng lẽ có tin liên quan đến Ninh Lăng? Tôi đúng là không chú ý, có tin tức gì tốt sao? Quyển 6, chương 79,80. Vưu Liên Hương không nói gì mà đưa tờ Nhật báo Nhân dân cho Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng có chút khó hiểu đọc, bài viết không dài, thậm chí không có tiêu đề, chỉ là một nội dung rất đơn giản. Huyện Hoa Lâm tỉnh An Nguyên đẩy mạnh việc vận động cải cách tác phong làm việc của cơ quan hành chính, tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp. Chỉ riêng quý 3 đã thu hút được 8 công ty, tổng giá trị đầu tư vượt trên 50 triệu, so sánh với năm trước tăng lên 380%. Cùng lúc đó huyện ủy, Ủy ban huyện đã phá vỡ quan niệm cứng nhắc, đưa ra một loạt chính sách cổ vũ cơ chế phát triển kinh tế của huyện, xúc tiến công ty tư nhân địa phương phát triển. Chỉ riêng quý 3 đã có 11 công ty tư nhân thành lập mới, giá trị đầu tư đã vượt quá 6 triệu, vượt tổng 5 năm trước cộng lại. Kỳ Dư Hồng cẩn thận đọc bài viết không đầy 200 chữ như muốn suy nghĩ kỹ từng câu, từng chữ. Chị Vưu, không đơn giản, ngay cả Nhật báo Nhân dân cũng chú ý, huyện Hoa Lâm đúng là làm người ta phải nhìn lại. Kỳ Dư Hồng rất vui vẻ, mặc dù Nhật báo Nhân dân không đề cập gì tới thị xã Ninh Lăng nhưng nó không quan trọng. Quan trọng chính là lãnh đạo tỉnh ủy có thể thấy tin này là được. Huyện Hoa Lâm có thể có thành tựu đương nhiên không thể không có sự lãnh đạo của thị ủy mà. Đúng thế, tốc độ phát triển quý 3 của Hoa Lâm rất nhanh, GDP tăng lên thậm chí cao hơn quận Tây Giang. Tốc độ này đúng là làm mọi người giật mình. Tôi cảm thấy điều này có quan hệ lớn đối với việc cải cách tác phong làm việc, thay đổi hoàn cảnh đầu tư của Hoa Lâm. Trước đây trong thị ủy có người có ý kiến với việc huyện Hoa Lâm điều chỉnh quá lớn các cơ quan hành chính, cho rằng chuyện nhỏ làm to, làm cho có hình thức nhưng bây giờ đã có hiệu quả rõ ràng. Vưu Liên Hương có chút vui mừng mà nói. Bí Thư Kỳ, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ đã gọi điện tới tìm hiểu việc này của Hoa Lâm, nói Bí Thư Thiên Minh rất hứng thú với việc này. Bí Thư Dương đã yêu cầu văn phòng tỉnh ủy tiến hành điều tra, tổng kết kinh nghiệm. Có lẽ trưởng ban thư ký Hồ sẽ tới Ninh Lăng chúng ta điều tra. Ồ, Kỳ Dư Hồng run lên và cảm thấy vấn đề trong đó. Nếu là như vậy thì chị định bố trí như thế nào? Ý của tôi là thị ủy điều tra sơ bộ trước, tổng kết kinh nghiệm. Khi văn phòng tỉnh ủy xuống điều tra thì chúng ta cũng có chuẩn bị từ trước. Chỉnh đốn tác phong làm việc đã được nhắc đến thường xuyên, nhưng kết hợp với thay đổi hoàn cảnh đầu tư thì Hoa Lâm thực hiện đầu tiên đã có hiệu quả rõ ràng như vậy. Vưu Liên Hương do dự một chút rồi nói. Chẳng qua lần trước bởi vì Hoa Lâm có chuyện bị chặn đường nên tôi nghĩ tạm thời không thông báo Hoa Lâm. Ừ, Triệu Quốc Đống này coi như phối hợp tốt với La Đại Hải. Kỳ Dư Hồng cười nói. Chị Vưu, xem ra Triệu Quốc Đống học 2 tháng trên tỉnh đã có thành tích. Đúng thế, Hoa Lâm đưa ra ý tưởng này, coi trọng việc tạo hoàn cảnh mềm mà không phải như nơi khác đưa ra chính sách ưu đãi về thuế và giá đất để thu hút đầu tư. Tôi cảm thấy điều này đáng để các huyện khác học tập. Vưu Liên Hương cười nói. Hoa Lâm khi thu hút đầu tư cũng có sự lựa chọn, chủ yếu là dựa vào mấy ngành nghề chủ lực của bọn họ như cây ăn quả, chè, chăn nuôi gia súc mà chọn công ty. Như vậy còn có thể phát triển nông nghiệp, có thể nói là một công đôi việc. Kỳ Dư Hồng không khỏi thầm than về 3 cán bộ kiêm nhiệm lần này. 2 người ở Thổ Thành cùng Thương Hóa ngoài lúc đầu dựa vào sở giúp đỡ mà đưa được một vài hạng mục và tài chính. Nhưng sau đó bắt đầu yếu đi nhiều, không biết làm công tác quần chúng, khó hòa hợp với cán bộ cơ sở. Lãnh đạo chủ yếu của huyện mới đầu còn nể mặt vì bọn họ đưa được hạng mục, tài chính xuống, nhưng theo thời gian cán bộ này dần chuyển thành người quá độ, thấy khó khăn là trốn, sau đó thậm chí không mấy thời gian đến huyện, cứ ở trên tỉnh. So sánh thì Triệu Quốc Đống mặc dù gây phiền phức, từ nhảy phiếu đến bị dân chúng chặn đường kiện cáo, gần như việc nào cũng làm Kỳ Dư Hồng đau đầu. Nhưng Triệu Quốc Đống lại đưa ra được nhiều hạng mục, ngoài quý 2 là quá độ ra, bắt đầu từ quý 3 thì kinh tế phát triển rất nhanh.
Chị Vưu, xem ra cán bộ trẻ tuổi cũng có ưu thế của bọn họ, có can đảm phá vỡ quan niệm cũ, dám vượt khó khăn, hơn nữa kế hoạch phát triển cũng tốt, tìm được điểm tăng trưởng mới. Điểm này đã thể hiện rõ ở đồng chí Triệu Quốc Đống. Đối với cán bộ trẻ tuổi như Triệu Quốc Đống, chúng ta thường phải nhắc nhở bọn họ. Nhưng chúng ta càng phần trân trọng hơn, để bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Kỳ Dư Hồng nói chuyện khá từ tốn, Vưu Liên Hương cũng phải cẩn thận suy nghĩ ý trong lời nói của Kỳ Dư Hồng. Trong thời gian này tâm trạng của Triệu Quốc Đống khá phức tạp. Tập đoàn Sán Hoàng Phúc Kiến đến làm hắn có chút ngạc nhiên. Lần trước mặc dù thông qua Vương Phủ Mỹ mà liên lạc được với đối phương, nhưng hắn không ngờ tập đoàn Sán Hoàng lại đến nhanh như vậy. Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Sán Hoàng mang theo một đám người lập tức tới Ninh Lăng. Tập đoàn Sán Hoàng tiến hành khảo sát 7 xã, thị trấn ở 3 khu Hoa Lâm, Phổ Độ, Hà Khẩu. Bọn họ rất hài lòng đối với điều kiện tự nhiên của Hoa Lâm, bọn họ cho rằng mấy xã thị trấn này thích hợp trồng hoa quả. Ngoài đào mi hầu và dưa lê khá phong phú, không ít nơi thích hợp trồng chanh, hạnh, táo, kiwi, căn cứ thổ chất khác nhau mà trồng loại cây thích hợp. Nhất là sau khi thấy bản quy hoạch trụ sở trồng hoa quả của Hoa Lâm, tập đoàn Sán Hoàng rất hứng thú. Hơn nữa làm bọn họ hài lòng là quốc lộ Bồng Hoa có thể khiến đường từ Hoa Lâm đến Tân Châu giảm xuống hơn 2 tiếng rưỡi. Mà cao tốc An Quế, đường sắt An Quế cùng cảng Tân Châu có thể khiến hoa quả từ Hoa Lâm có thể rất nhanh đưa được ra ngoài. Hai bên rất nhanh ký hiệp định thành lập nhà máy. Chẳng qua tập đoàn Sán Hoàng cũng không lựa chọn Hà Khẩu mà chọn ở Hà Đông. Nếu nói tập đoàn Sán Hoàng đến làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Nhưng công ty Dụ Thái lại làm Triệu Quốc Đống tốn nhiều công sức. Công ty Dụ Thái trước đó không có kế hoạch đến Ninh Lăng, mà chỉ muốn khảo sát ở An Đô cùng Tân Châu. Sau đó Triệu Quốc Đống thông qua Thái Chánh Dương nên mới khiến công ty Dụ Thái đồng ý tới Ninh Lăng. Khi khảo sát nhà máy chè Hà Khẩu, công ty Dụ Thái tỏ vẻ khá hứng thú. Chẳng qua công ty Dụ Thái chú trọng bên Tân Châu hơn. Chẳng qua khi không thỏa thuận thành công với bên kia, công ty Dụ Thái mới nhìn tới nhà máy chè Hà Khẩu. Công ty Dụ Thái có vẻ không hài lòng với giá của Ủy ban huyện Hoa Lâm đặt ra về nhà máy chè Hà Khẩu. Chẳng qua bọn họ rất nhanh đã được Triệu Quốc Đống đưa ra một cái giá hấp dẫn. Đó là nhà máy chè Hà Khẩu có thể giảm 30%, nhưng có điều kiện là trong vòng 3 năm công ty Dụ Thái phải biến nhà máy chè Hà Khẩu thành một trong 3 nhà máy chế biến chè đứng đầu tỉnh An Nguyên, hơn nữa cam đoan giữ lại thương hiệu chè Bích Phụ Sơn. Đề nghị này của Triệu Quốc Đống làm công ty Dụ Thái khá động lòng. Sau một phen mặc cả, công ty Dụ Thái cuối cùng đã đồng ý mua lại nhà máy chè Hà Khẩu, hơn nữa hứa trong vòng 3 năm đầu tư tài chính không dưới 15 triệu để thay thế máy móc của nhà máy. Trong vòng 3 năm sẽ khiến giá trị của nhà máy chè Hà Khẩu đạt đến 30 triệu, tiền thuế là 500 ngàn. Hai công ty lớn tiến khiến một số công ty khác cũng lục tục tiến vào Hoa Lâm. Hơn nữa khu vực Hà Đông là điểm nóng đầu tư. Nhà máy chế biến của tập đoàn Sán Hoàng cùng mấy nhà máy chế biến của các công ty khác đều muốn xây dựng nhà máy ở đây. Điều này làm cho khu vực Hà Đông trở thành điểm sáng của cả thị xã Ninh Lăng. Mà nhà máy chế biến thịt của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp cũng lục tục xây dựng xong và đi vào sản xuất. Các đoàn xe chạy khắp nơi mua bò, cừu, dê của nông dân đưa tới nhà máy. Một tháng trước hơn 900 công nhân của hai khu đã được nhận và tập huấn khiến cả Hoa Lâm xôn xao. Một lần nhận nhiều công nhân như vậy là điều chưa từng có ở Hoa Lâm. Đài truyền hình huyện đã tập trung thông báo về các công ty tới Hoa Lâm đầu tư, cũng làm một phóng sự dài kỳ về công nghiệp Hoa Lâm phát triển. Triệu Quốc Đống đi dọc theo tuyến đường được quy hoạch làm đại lộ Quế Khê. Cùng đi với Triệu Quốc Đống còn có Phó Chủ tịch Vi Biểu, Chánh Văn phòng Ủy ban huyện Quế Toàn Hữu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thành Quan Quách Minh Đạo, Chủ tịch thị trấn Khang Hoa Sơn. Theo quy hoạch, đại lộ Quế Khê trên thực tế đi qua đường Đông Nhai, đường Tiểu Đông, đường Đại Đông, đường Tiểu Tây, đường Đại Tây, hình thành một đường chính rộng lớn. Suy nghĩ đến việc cải tạo triệt để khu thành cũ, quy hoạch của đại lộ Quế Khê không chọn mấy đường chính của huyện thành Hoa Lâm bây giờ là đường chính Đông và chính Tây, mà lại lựa chọn theo đường Đại Đông, Đại Tây. Lựa chọn tuyến đường này có nguyên nhân chủ yếu ở đây hầu hết là nhà cũ xuống cấp một tầng, hơn nữa còn có mấy nhà máy thiết bị nông nghiệp, kho hàng, chiếm dụng diện tích lớn. Bồi thường cho xí nghiệp nhà nước dễ hơn tư nhân. Đại lộ Quế Khê xây dựng theo tiêu chuẩn tốt nhất của khu vực nội thành Ninh Lăng. Điều này làm ủy ban huyện tranh cãi nhiều. Ngay cả đám người Vi Biểu, Lữ An Bang cũng có thái độ phản đối mở rộng đại lộ Quế Khê quá lớn như vậy. Bọn họ cho rằng với tình hình Ninh Lăng bây giờ không cần làm đường rộng như vậy, nhất là đường đi bộ càng làm Vi Biểu khó có thể chấp nhận.
chẳng qua sau khi Triệu Quốc Đống giải thích mãi, Ủy ban huyện mới coi như miễn cưỡng chấp nhận việc này. Chủ yếu Triệu Quốc Đống có thái độ cứng rắn nên Vi Biểu và Lữ An Bang không muốn tranh chấp với hắn. Triệu Quốc Đống không muốn làm đường nhỏ hẹp vì hắn suy nghĩ đến sự phát triển kinh tế của Hoa Lâm vài năm sau. Theo kinh tế phát triển, số người mua xe nhiều hơn, đường tắc. Lão Vi, tình hình giải phóng mặt bằng thế nào rồi? Triệu Quốc Đống nhìn đường mà nhíu mày. Trên đường đầy gạch, ngói, công nhân giải tỏa mới đập dỡ nhà, dây diện chẳng chịt trên đường. Cũng được, hầu hết người mặc dù quý nhà cũng nhưng lại khát vọng nhà mới nên cũng đã rời đi. Vi Biểu đang xem xung quanh, cứ hai ngày y lại tới một lần, trước đó không quá thuận lợi vì các người già không muốn đi. Nhưng sau khi được nhân viên giải tỏa đả thông tư tưởng, cán bộ thị trấn cũng tới từng nhà giải thích nên về cơ bản đã giải quyết được vấn đề. Chẳng lẽ không có hộ nào như cái đinh ư? Triệu Quốc Đống vô thức hỏi. Hộ như cái đinh? Vi Biểu trong lúc nhất thời không hiểu, chẳng qua Lữ An Bang rất nhanh có phản ứng. Chủ tịch Triệu, muốn nói đả thông tư tưởng tất cả dân chúng là không thể. Mỗi người một vẻ mà, chính quyền đưa ra chính sách tuy tốt nhưng bọn họ không thể hài lòng hết, hơn nữa con người rất tham, có một lại muốn hai. Sao có thể làm hài lòng tất cả mọi người? Lão tính, đây là do bản tính con người mà. Triệu Quốc Đống cười nói, Lữ An Bang đi từ thị trấn thành quan lên, chẳng qua lúc ấy Uông Minh Hy là bí thư đảng ủy, y là chủ tịch nên bị Uông Minh Hy chèn ép. Chẳng qua y kiên trì nguyên tắc, không bị lôi kéo làm thoái hóa. Ha ha, chủ tịch Triệu, huyện đưa điều kiện tốt như vậy, tôi cũng tiếc sao nhà mình không ở đây. Nếu không tôi cũng được nhờ, hưởng thụ chính sách một chút. Nhưng kết quả đâu được như ý mình, giải tỏa dựa theo ý của ngài mà làm, có hai hộ không đồng ý. Cuối cùng do đồn công an ra mặt giải tỏa, thêm vài hộ đến nói chuyện thì bọn họ mới chấp nhận. Kiên nhẫn làm công tác tư tưởng là tốt, không nên dễ dàng dùng thủ đoạn mạnh, càng không nên dùng cảnh sát một cách dễ dàng. Đây là nguyên tắc giải phóng mặt bằng của huyện, cố gắng tránh né mâu thuẫn. Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói. Nhưng nếu có người không thông thì làm như thế nào? Thời gian gấp như vậy, nhiệm vụ nặng nề, đơn vị thi công cả ngày ngồi đó chờ việc, kéo một ngày thì vẫn phải trả lương mà. Lữ An Bang mặc dù không phụ trách việc giải phóng mặt bằng nhưng cải tạo thành cũ là việc lớn của Hoa Lâm, y đương nhiên không dám chậm trễ. Lão Lữ, không nên kêu khổ mà, công tác nào chẳng có khó khăn. Khó khăn mới có tính khiêu chiến. Triệu Quốc Đống cười nói. Thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy, Lữ An Bang chỉ có thể im lặng. Lão Vi, tiến độ xây dựng nhà đền bù đến đâu rồi? Triệu Quốc Đống hỏi. Chủ tịch Triệu yên tâm. Cầu Quế Khê mặc dù đã khởi công nhưng làm mấy nhịp dẫn cũng tốn vài tháng, nhà đền bù thì xây nhanh nhưng cầu chưa xong thì bọn họ cũng không thể tới ở. Vi Biểu nói, chẳng qua lần này công ty Hoành Lâm tổ chức quy hoạch rất tốt, về cơ bản hàng tuần tôi cũng đến xem tiến độ của bọn họ. Bọn họ đưa ra lực lượng kỹ thuật tốt, tổng thể mà nói cũng được. Triệu Quốc Đống cười cười không nói, công ty Hoành Lâm và hắn vẫn chưa hòa hợp hết, dù sao vẫn còn mảnh đất bỏ không ở đó. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng hiểu muốn mọi người hài lòng hết là không thể. Cho nên thỏa hiệp và cân bằng không phải chính là mỗi người nhường một bước sao. Nếu như một bên nhường hết thì đó chính là đầu hàng. Cải tạo thành cũ là một vấn đề nhiều lợi nhuận, nhất là buôn bán bất động sản, nhưng trong thời gian ngắn thì không thấy lợi ích rõ ràng. Nói thẳng ra nó phải xem sự phát triển của Hoa Lâm sau này. Nếu như nói kinh tế huyện Hoa Lâm có thể nhanh chóng tăng trưởng, công ty Hoành Lâm sẽ có lãi lớn. Nhưng nếu kinh tế Hoa Lâm mấy năm không phát triển, như vậy sẽ bất lợi với công ty Hoành Lâm. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng có chút ngạc nhiên vì công ty Hoành Lâm ký hợp đồng nhanh như vậy. Khi hắn hỏi đối phương tại sao lại tin như vậy, đối phương chỉ nói bọn họ coi trọng hợp tác với ai mà không phải hạng mục. Lời này làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò, chẳng lẽ đối phương hóa thù thành bạn với mình sao? Hạng mục cải tạo thành cũ của Hoa Lâm làm nhiều người chú ý, không chỉ có mình công ty Hoành Lâm. Ngay cả mấy hạng mục phụ cũng có nhiều người xem, một vài lãnh đạo cũng nói chuyện hy vọng được bật đèn xanh. Bây giờ có công ty Hoành Lâm đứng làm tấm chắn khiến áp lực đối với chính quyền huyện giảm mạnh. Dù sao đây là cùng khai thác, muốn làm gì cũng phải chú ý đến ý kiến đôi bên mà. Đường ven sông theo quy hoạch là dành cho người đi bộ, trồng nhiều cây xanh vào. Chẳng qua theo giá đất khu vực này tăng lên khiến mấy công ty bất động sản Ninh Lăng cũng coi trọng tương lai của nó, cũng đến phòng đất đai xin làm thủ tục. Công ty Hoành Lâm cũng có ý này. Đi đến cạnh bờ sông, Vi Biểu nói. Ví dụ như mảnh đất 500 mét gần quảng trường có nhiều công ty nhìn chúng.
ngay cả công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp đều có ý xây dựng trụ sở làm việc của mình. Không vội, lão Vi, vượt qua phạm vi thỏa thuận là thuộc huyện nắm giữ, giá cả nhất định phải làm chúng ta hài lòng. Dù là công ty Hoành Lâm hay công ty khác đều như vậy. Đương nhiên Hoa Lâm chúng ta phải suy nghĩ cho công ty cống hiến cho sự phát triển kinh tế của huyện, nếu không chỉ có thể lấy giá thị trường mà nói chuyện. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây là quan điểm kinh doanh mà trước đó tôi đã nói. Công ty phải kinh doanh, xây dựng thành thị cũng là kinh doanh. Làm như thế nào kinh doanh cũng là cần phải học, theo phát triển kinh tế, chính quyền cũng cần học về cách này, cố gắng kết hợp hoàn mỹ sự phát triển của thành thị và nâng cao đời sống của dân chúng. Quyển 6, chương 81,82. Sau một phen điều tra làm Triệu Quốc Đống đổ mồ hôi. Đoạn đường 1 km này được giải tỏa coi như xong, công trình cầu Quế Khê đang tiến vào giai đoạn làm nhịp dẫn. Đường dẫn lên cầu phải làm xong trong vòng 2 tháng, sau đó sẽ đến mùa đông nước cạn, lúc ấy sẽ xây dựng cầu chính. Sau 4 tháng cầu chính sẽ xong, phải cố gắng xong trước tháng 7 năm sau. Triệu Quốc Đống trước đó đã tìm hiểu công ty Hoành Lâm. Hắn cũng từng nghĩ nếu công ty Hoành Lâm chỉ là công ty nhận thầu rồi bán lại thì hắn quyết định dù mất lòng Mạch Gia Huy cũng phải bỏ. Cải tạo thành cũ và xây dựng cầu không thể dùng làm giao dịch. Đương nhiên nếu công ty Hoành Lâm thật sự có thực lực, Triệu Quốc Đống không ngại hợp tác với công ty Hoành Lâm. Làm Triệu Quốc Đống vui mừng đấy là công ty Hoành Lâm mặc dù có chỗ dựa nhưng trên thực tế sau khi được Mạch Gia Huy giới thiệu một chút, công ty Hoành Lâm đã phát triển mạnh, trở thành công ty xây dựng lớn nhất thị xã Ninh Lăng. Làm cho Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên chính là em trai Mạch Gia Huy không phải là người chỉ dựa vào anh trai mà kiếm tiền. Y vốn là một kiến trúc sư chính của công ty nổi tiếng Ando, sau đó đến làm một nhân vật quan trọng trong công ty Hoành Lâm, nhưng không có chức vụ cụ thể gì. Biết được tình hình, Triệu Quốc Đống cuối cùng đã đồng ý hợp tác với công ty Hoành Lâm cải tạo thành cũ. Mà biểu hiện của công ty Hoành Lâm cũng làm Triệu Quốc Đống hài lòng. Điện thoại di động vang lên. Triệu Quốc Đống cầm nghe thì thấy bên kia trầm giọng nói. Chủ tịch Triệu, nghe nói anh vừa đi khảo sát công trình. Có hài lòng với tiến độ không? Ha ha, cũng được, sao, có thể hoàn thành theo tiến độ không? Triệu Quốc Đống gác chân lên bàn. Yên tâm, công ty Hoành Lâm chúng tôi luôn là công ty giữ uy tín. Đừng nói là công trình này ở Hoa Lâm, dù công trình lớn hơn nữa cũng chưa bao giờ sai hẹn. Vậy là tốt rồi. Tôi hy vọng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn. Triệu Quốc Đống đang nghĩ xem đối phương có ý gì. Chủ tịch Triệu, quảng trường đầu cầu và đường Tân Hà ở cạnh sông, nghe nói huyện muốn chuyển nhượng. Đối phương hỏi thẳng. Ừ, đất ở đâu cũng có thể chuyển nhượng mà, gồm cả trụ sở huyện ủy, ủy ban huyện cũng có thể chuyển nhượng. Vấn đề là ai có thể trả giá vừa phải. Triệu Quốc Đống cười nói. Xem ra công ty Hoành Lâm này cũng quan tâm đến khu vực xung quanh quảng trường đầu cầu và đường Tân Hà. Ha ha, chủ tịch Triệu nói đùa rồi, ai dám mua huyện ủy, ủy ban huyện. Huyện ủy, ủy ban huyện đương nhiên không ai có thể mua, nhưng khu đất lại có thể bán mà. Triệu Quốc Đống nói. Tôi không nói đùa mà, huyện ủy, ủy ban huyện đã sớm xác định chuyển sang Hà Đông, nếu có người chú ý khu đất chỉ cần trả giá đúng là được mà. Ồ, không biết huyện ủy. Ủy ban huyện chuyển đến chỗ nào Hà Đông? Cái này thì chưa xác định, chẳng qua có thể khẳng định vị trí này là kém nhất. Huyện ủy, ủy ban huyện nghèo, khu vực tốt thì hy vọng có thể cho mấy công ty có thực lực kinh tế mua. Triệu Quốc Đống cười nói. Đầu bên kia cũng biết qua điện thoại không hỏi được gì nhiều. Triệu Quốc Đống nói thì y có thể tin, chẳng qua khu vực hẻo lánh thì cũng khó xác định ở đâu, hơn nữa dù mơ hồ biết cũng không dám mạo hiểm thêm. Ngã một lần, khôn một lần. Loại chuyện này chưa xác định rõ ràng thì ai dám mạo hiểm. Huống chi nếu mua ở nơi xa xôi và tiến vào đó thì đây chính là một động không đáy. Chủ tịch Triệu, tôi nói thẳng, công ty Hoành Lâm muốn được khai thác khu vực cạnh bờ sông, hy vọng huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm ủng hộ. Không vấn đề gì, nhất định ủng hộ, hơn nữa chúng tôi chào mừng công ty có quy mô lớn vào Hoa Lâm phát triển. Triệu Quốc Đống lập tức đáp ứng. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm đối phương có chút ngạc nhiên. Chủ tịch Triệu, tôi nói thật đó, tình hình Hoa Lâm bây giờ không tốt nhưng chúng tôi coi trọng tương lai của huyện. Cho nên công ty Hoành Lâm hy vọng nhanh chóng tiến vào Hoa Lâm, coi như đi trước một bước hoặc là cống hiến một chút cho việc xây dựng huyện thành Hoa Lâm. Tôi cũng nói thật, chẳng qua có thể hai bên đã hiểu sai ý nhau một chút. Chúng tôi chào mừng công ty từ ngoài đều Hoa Lâm đầu tư, khai thác xây dựng thành thị là điều Hoa Lâm hy vọng.
Nhưng chuyển nhượng đất thì huyện tôi hy vọng dùng biện pháp công khai mà xử lý, như vậy sẽ giúp đỡ giảm bớt khó khăn cho tài chính của Hoa Lâm. Đối phương liền hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Chủ tịch Triệu, anh nói biện pháp công khai là có ý gì? Ừ, cụ thể chắc là dùng cách công khai đấu thầu. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Bên kia im lặng không nói gì. Chủ tịch Triệu, đây là quyết định của Ủy ban huyện. Anh có thể hiểu như vậy. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Trên thực tế khả năng này không lớn. Bây giờ mặc dù có quy định công khai đấu thầu quyền sử dụng đất, nhưng do đủ điều kiện hạn chế nên không thể thực hiện. Đối phương có lẽ đang suy nghĩ ý của Triệu Quốc Đống, chỉ là nghĩ chưa ra nên đành dập máy. Triệu Quốc Đống lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết công ty Hoành Lâm không thể cứ thế mà dừng tay. Nếu không bọn họ cũng không nhường nhiều như vậy trong phương án cải tạo thành cũ. Hắn cũng không hy vọng dùng lực lượng của hắn mà thay đổi thể chế. Có thể nhắc đối phương trước một chút là được rồi. Triệu Quốc Đống mở cửa sổ cảm nhận màu xanh mướt bên ngoài đập vào mắt. Triệu Quốc Đống nhìn ra xa xa, quan trường chính là đi về phía trước, cho đến bây giờ không có chuyện gì luôn thắng lợi hoàn toàn, tiến một bước thường sẽ lui về sau nửa bước, nhưng chỉ cần tiến được về trước là đáng giá. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, hôm nay Phòng Tử Toàn tới đây. Đã lâu Triệu Quốc Đống không gặp Phòng Tử Toàn. Sau Tết Phòng Tử Toàn vùi đầu vào kinh doanh mỏ than, hơn nữa kinh doanh khá tốt. Mặc dù hai người nói chuyện điện thoại vài lần nhưng không rõ. Triệu Quốc Đống có thể khẳng định tham vọng tên này càng lúc càng lớn. Lần này Phòng Tử Toàn đến chắc là có suy nghĩ mở rộng. Điều này làm Triệu Quốc Đống vừa vui vừa lo lắng. Vui vì Phòng Tử Toàn đã tránh được con đường tù tội, lo là tên này bắt đầu lộ vẻ điên cuồng, hơn nữa có dấu hiệu chạy sang bên bờ pháp luật. Phải biết muốn mở rộng nhanh nhất thì tài chính tư nhân là dễ huy động hơn cả, nhưng nó là cách hỗn loạn. Nói thật, Triệu Quốc Đống đã quên đi thỏa thuận của hắn với Phòng Tử Toàn. Nước suối Thương Lãng và tập đoàn Thiên Phu phát triển mạnh khiến hắn không còn chú ý chút tiền hợp tác với Phòng Tử Toàn nữa. Nhưng Phòng Tử Toàn lại coi trọng, thường nói qua tình hình kinh doanh với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngoài nhắc y đề phòng an toàn lao động ra thì cũng không quá để ý. Nước suối Thương Lãng năm nay tiêu thụ quá tốt. Trụ sở Đông Bắc và Hoa Đông cùng đi vào hoạt động khiến nước suối Thương Lãng chiếm cả thị trường Đông Bắc, Hoa Bắc và Hoa Đông. Nhất là ở Đông Bắc, Hoa Bắc, nước suối Thương Lãng với nước lấy từ trường Bạch Sơn khiến nó quét ngang thị trường, cũng lấy ưu thế thành công cướp vị trí dẫn đầu của công ty kinh doanh nước suối Bắc Kinh. Đồng thời nước suối Thương Lãng kết hợp quảng cáo và chiến lược kinh doanh hợp lý khiến cho nó cũng đã nắm giữ vị trí thứ nhất trong tốc độ tăng trưởng của các công ty trong ngành ở khu vực này. Công ty của nước Pháp đã đến tỉnh An Nguyên tiếp xúc với nước suối Thương Lãng, hy vọng có thể góp cổ phần với hình thức liên doanh. Nhưng Trường Xuyên trước khi trao đổi với Triệu Quốc Đống đã lập tức từ chối khả năng này. Nước suối Thương Lãng khác mấy công ty khác nên không lo lắng vấn đề sở hữu. Hơn nữa có Triệu Quốc Đống đứng sau chỉ điểm, Trường Xuyên rất tin vào tương lai của công ty, sớm có tư tưởng chống sự xâm chiếm của nước ngoài nên sao có thể chấp nhận mình bị khống chế. Ngành mật ong của Lưu Thành cũng làm ăn khá tốt. Y dựa vào tài nguyên mật ong phong phú của khu rừng phòng hộ trường Bạch Sơn, hơn nữa có tài chính mạnh mẽ ủng hộ khiến công ty sản phẩm mật ong Thương Lãng nhanh chóng thành công ty lớn nhất trong làm việc này ở trường Bạch Sơn, hơn nữa còn được chính quyền địa phương toàn lực ủng hộ. Tập đoàn xuất hiện trên CCTV đến đầu tư đối với chính quyền địa phương mà nói là tìm không thấy. Vì thế khi tập đoàn Thương Lãng cảm thấy có hứng thú với ngành mật ong, bọn họ lập tức chào đón. Nhất là Lưu Thành lấy thân phận phó tổng giám đốc nước suối Thương Lãng thành lập công ty sản phẩm mật ong Thương Lãng càng khiến chính quyền địa phương tin tưởng. Đương nhiên so sánh với ngành chính là nước suối Thương Lãng, công ty sản phẩm mật ong Thương Lãng đúng là không thể sánh bằng nhưng Lưu Thành lại rất vui. Lưu Thành cũng gọi điện trao đổi với Triệu Quốc Đống nhiều lần. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm thấy Lưu Thành có chút tự hào và đắc ý. Dù sao có thể một mình tạo dựng thương hiệu sản phẩm. Mặc dù mượn danh nghĩa Thương Lãng nhưng ngành sản xuất mật ong khác nước suối nên cũng làm Lưu Thành có chút đắc ý. Có người trời sinh phù hợp làm người giúp kẻ khác, có người trời sinh đã lựa chọn làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Triệu Quốc Đống không biết Lưu Thành chọn đúng hay sai nữa. Lựa chọn của Phòng Tử Toàn có lẽ cũng như vậy. Đi cùng Phòng Tử Toàn còn có Ngô Trường Khánh và Hứa Vĩ, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Phòng của hắn đón ba người kia làm hơi chật. Quốc Đống. Tôi quyết định rồi. Đúng như ông nói, đời người có mấy lần thử chứ? Nếu không thử thì có lẽ sẽ hối hận cả đời, dù là thất bại thì cùng lắm trở lại từ đầu. 3 năm trước tôi không phải vẫn trắng tay sao? Phòng Tử Toàn uống ngụm rượu rồi nói.
Cơ hội khó được, đã đi không trở lại, tôi không thể bỏ qua. Tôi không phải ngăn ông mà hy vọng ông làm việc gì cũng phải tính toán kỹ càng. Đương nhiên ông đã quyết định thì tôi không nói nhiều. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Bên Nội Mông không ai quen, ông và Hứa Vĩ đi làm tôi có chút lo lắng. Không phải tôi không có chuẩn bị, tôi vì thế đã chuẩn bị gần nửa năm ở bên đó, chuyện trong nhà tôi đã giao cho Trường Khánh. Hứa Vĩ cũng sang đó với tôi vài lần, bên đó rất hào sảng, nói nghĩa khí, nói thật còn cương trực hơn người tỉnh ta, cũng không gian xảo. Chẳng qua tính cách nóng nảy nhưng tôi thích quan hệ với loại người như vậy. Phòng Tử Toàn rất tự tin nói. Mỏ đó cũng không may, 2 năm xảy ra 3 vụ việc. Lần đầu chết 2-3 tên, lần cuối cùng còn thảm hơn, hở ga làm 5 người chết. Huyện cố giấu và báo lên 2 người, 3 người kia thì trả nhiều tiền cho đỡ bị nói. Nhưng chủ mỏ cũng sợ, bán không ai mua, ai cũng nói mỏ này có phong thủy không tốt, tôi đã sang xem vài lần. Nếu không như vậy sao chuyện tốt đến lượt chúng ta, tôi không tin ma quỷ, cũng muốn xem mình có thể thua ở bên đó không. Triệu Quốc Đống không nói mấy làm 3 người kia có chút áp lực. Nhất là Hứa Vĩ càng lo hơn, có thể nói cuộc đời y do Triệu Quốc Đống thay đổi. Mà bây giờ Phòng Tử Toàn lại muốn y ra ngoài, y cũng bắt đầu chán cuộc sống ở bãi cát, muốn ra ngoài. Nhưng y lo mình làm trái ý Triệu Quốc Đống. Được rồi, tôi hiểu ý ông, cứ làm theo ý ông đi. Chẳng qua Đại Vĩ, chú có phải muốn ra thử một lần không? Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống ca, em không phải. Đại Vĩ, anh chỉ hỏi chú có muốn ra ngoài thử hay không? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Hứa Vĩ này sao bây giờ lại rụt rè như vậy? Có vẻ cảm nhận Triệu Quốc Đống hơi bực, Hứa Vĩ vội vàng ưỡn ngực nói. Đúng thế Quốc Đống ca, em cảm thấy đi theo Tử Toàn ca ra ngoài một phen, gặp nhiều mới có lợi. Em không muốn làm chủ thầu bãi cát cả đời, hơn nữa Hứa Cường đã sang giúp em khá lâu, em muốn để nó làm bãi cát thay em. Hứa Cường không đi học sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày những nghĩ đã vài năm trôi qua, Hứa Cường cũng đã tốt nghiệp cấp 3. Bãi cát dù đóng cửa cũng không sao, anh chỉ muốn hỏi chú định làm gì sau này. Tử Toàn muốn đến Nội Mông làm mỏ than, vừa đi có thể nửa năm không về. Chú phải nghĩ kỹ, đi xa như vậy thì rất mệt, có những lúc muốn về cũng không được đâu. Câu cuối Triệu Quốc Đống nhấn mạnh một chút, giọng rất rõ ràng. Bây giờ Hứa Vĩ có thể chọn đi hay không, nhưng một khi đã chọn thì phải kiên trì tới cùng. Quốc Đống ca, em nghĩ kỹ rồi, Tử Toàn ca sang đó sẽ mệt, nhưng em cảm thấy có thể học được nhiều thứ. Em còn trẻ, không lẽ cả đời ở nhà sao? Hứa Vĩ rất kiên quyết nói. Vậy còn bạn gái của chú cũng nói với cậu chưa? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Có gì đâu, bây giờ giao thông thuận tiện, cô ấy đi thăm em cũng tiện. Ừ, em định nếu sang Nội Mông ở lâu thì bảo cô ấy theo em. Bố em thì không sao, bây giờ ông đã quen mà. Hứa Vĩ nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì yên tâm hơn. Ồ, nếu chú đã chọn thì anh không phản đối. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Quốc Đống, ông nói như tôi dụ dỗ Hứa Vĩ không bằng. Phòng Tử Toàn rú lên nói. Hứa Vĩ đã 21, không phải thằng thanh niên mới ra khỏi nhà không biết gì. Con trai lớn như vậy mà ông coi như trẻ con là sao? Cút, cậu tôi giao nó cho tôi phải phụ trách. Ở Giang Khẩu dù sao cũng là trong tỉnh, không thể có vấn đề gì lớn. Nhưng sang Nội Mông lại khác nên tôi phải tìm hiểu rõ ràng. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Được rồi, đừng nhiều lời, tôi lần trước nhắc ông rồi đó, ông tự suy nghĩ đi. Tử Toàn, người là quan trọng nhất, đúng như ông nói, không tiền chúng ta có thể làm lại từ đầu. Người không còn thì chẳng có gì để nói cả. Triệu Quốc Đống nói làm Phòng Tử Toàn có chút cảm động. Y đã thế chấp mỏ than bên Bình Xuyên vay 3 triệu để sang Nội Mông làm ăn. Mỏ than này của 2 người nhưng Triệu Quốc Đống không bao giờ hỏi, đây là tin y. Y cũng biết Trường Xuyên và Đức Sơn nhất định làm gì đó bên ngoài, nhưng dù làm lớn thì cũng không tới mức chẳng coi vài triệu vào đâu chứ. Quốc Đống, tôi biết suy xét. Bữa ăn kéo dài tới 12 giờ mới kết thúc. Hôm sau trước khi đi, Triệu Quốc Đống còn hỏi Phòng Tử Toàn có khó khăn về tài chính không. Phòng Tử Toàn cũng nói thật. Có 3 triệu thì 2,5 triệu trả tiền mua mỏ than, 500 ngàn còn lại làm tài chính khởi động. Còn 6,5 triệu tiền mua mỏ than phải trả trong vòng 6 tháng còn lại. Chẳng qua mỏ than này có giá trị, mặc dù trên danh nghĩa một năm khai thác 80 ngàn tấn nhưng căn cứ tính toán của Triệu Quốc Đống thì nếu kinh doanh bình thường thì sản lượng ít nhất cũng là trên 200 ngàn tấn.
Triệu Quốc Đống cũng nói với Phòng Tử Toàn nếu thiếu tiền thì gọi cho hắn. Vài triệu thì hắn hoàn toàn có thể giải quyết được. Triệu Quốc Đống chỉ dặn Phòng Tử Toàn chú ý an toàn mỏ than và bản thân. Triệu Quốc Đống hiểu làm ngành này kiểu gì cũng mâu thuẫn với vài thế lực, nhất là người từ ngoài đến. Quan hệ tốt với chính quyền địa phương là đúng, nhưng cũng cần đối phó được người bên xã hội. Quyển 6, chương 83. Tiễn Phòng Tử Toàn, Triệu Quốc Đống ngồi đó mà suy nghĩ. Dù là ai chỉ cần có điều kiện sẽ không thỏa mãn với hiện tại. Phòng Tử Toàn từ một công nhân nhà máy dệt biến thành chủ lò gạch, chủ mỏ than, bây giờ lại muốn đến Nội Mông phát triển, sự thay đổi không phải một hai câu là nói rõ được. Hứa Vĩ cũng như thế, từ một con nhà nông dân biến thành chủ bãi cát, Triệu Quốc Đống thậm chí còn cho cậu ta 10% cổ phần bãi cát, 10 năm sau cậu ta sẽ có cả bãi cát này. Hắn không phải cũng như vậy sao, từ trưởng đồn công an đi lên từng bước, biết rõ từng bước đi sẽ có nhiều nguy hiểm nhưng vẫn tiến lên, biết trên núi có hổ mà không lùi bước. Nếu như con người cứ thỏa mãn và muốn sống cuộc sống nhẹ nhàng thì không hay. Đối với đàn ông thì cuộc sống không phải là một quá trình chinh phục sao? Tiến bước trên sự nghiệp, chinh phục phụ nữ, cái nào chẳng phải đại biểu mục tiêu của người đàn ông. Như hắn bây giờ vào trong quan trường càng thêm nhạy cảm, hắn cũng rất muốn một bước lên trời. Nhưng Triệu Quốc Đống mới 25 tuổi đã làm chủ tịch huyện là điều chưa từng có trong lịch sử. Nếu không phải do nhiều nguyên nhân thì hắn phải ngồi ở vị trí chủ tịch huyện này ít nhất vài ba năm mới có cơ hội khác. Nếu muốn thuận lợi từ chủ tịch huyện đến bí thư huyện ủy thì còn phải xem biểu hiện trong một hai năm tới của hắn. Mấy công ty Đại Hoa, Tam Điệp, Tập đoàn Sán Hoàng hay công ty Dụ Thái Tiến vào đầu tư ở Hoa Lâm đã làm thị xã chú ý. Mà việc hắn chỉnh đốn tác phong làm việc, tăng hoàn cảnh đầu tư cũng được lãnh đạo khen ngợi. Vưu Liên Hương đã gọi cho Triệu Quốc Đống nói văn phòng tỉnh ủy sẽ tới nghiên cứu, tìm hiểu tình hình chỉnh đốn tác phong làm việc của Hoa Lâm. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút đắc ý lại lo lắng. Có chuyện lần trước nên hắn có chút lo lắng. Vưu tỷ, tôi mời chị một chén. Đợt quốc khánh tôi về An Đô và gặp trưởng ban Huệ Hương ở Giang Khẩu, qua đó mới biết chị ấy đã lên làm cục trưởng cục nhân sự. Tôi mời chị ấy đến Ninh Lăng xem một chút, chị ấy đã đồng ý. Triệu Quốc Đống giơ chén lên rồi nói. Ừ, Huệ Hương đã lên cục nhân sự được nửa năm. Quốc Đống, cậu có phải là cùng Cao Dương đến từ Giang Khẩu nên ăn hiếp tôi sao? Vưu Liên Hương cười nói. Ha ha, Vưu tỷ, chị nói vậy là không đúng rồi. Nếu như nói chúng ta cùng đến từ An Đô còn miễn cưỡng nghe lọt. Đều từ An Đô đến Ninh Lăng làm việc, còn chia gì chứ? Chỉ bằng lời này tôi cũng phải mời Vưu tỷ một chén. Cao Dương cười nói. Vưu Liên Hương giơ chén lên nói. Được rồi, ba chúng ta cùng cạn chén. Cùng xa nhà đến Ninh Lăng thì không dễ, ngày sau có gì giúp nhau nhiều. Nhất là Quốc Đống đang ở huyện, Cao Dương, anh cũng phải chiếu cố nhiều mới được. Ha ha, Vưu tỷ, Quốc Đống là quan đầu huyện, viện kiểm sát chúng tôi là cơ quan nghèo, còn cần bọn họ ủng hộ mà. Cao Dương cười nói. Chẳng qua nếu cần dùng tới tôi thì đương nhiên không cần phải nói. Ừ, Quốc Đống, cậu còn trẻ, bây giờ lãnh đạo tỉnh lại chú ý đến kinh tế. Ninh Lăng có nền kinh tế lạc hậu, thị xã càng chú trọng điều này. Hoa Lâm vốn nghèo nhưng lại dễ làm ra thành tích, có thành tích càng dễ được lãnh đạo thấy, cho nên cậu phải nắm chắc cơ hội. Bây giờ Mai Anh Hoa đang rất được chú ý. Bây giờ tổ khảo sát từ Hong Kong đã về, ai cũng nói đối phương có thực lực mạnh, có nhà máy lớn ở Hong Kong. Vưu Liên Hương nói đầy cổ vũ. Quốc Đống, cậu phải vượt qua Mai Anh Hoa mới được. Vưu tỷ, tôi nghe nói yêu cầu của đối phương rất chặt. Cao Dương nhíu mày nói. Ừ, công ty này nhiều tiền, giai đoạn đầu đã là 50 triệu, đúng là một con số quá hấp dẫn, hơn nữa sau khi xây dựng xong nghe nói sẽ nộp thuế trên 10 triệu, giá trị sản phẩm trên 10 triệu USD. Cho nên thoáng cái lấy hơn 500 mẫu đất của khu khai phát. Bây giờ nhà máy cũng bắt đầu tiến hành thi công, nhóm thiết bị đầu tiên đã được đưa đến bến tàu Ninh Lăng, rất nhanh sẽ có nhóm thứ 2, 3. Vưu Liên Hương gật đầu nói. Đây là hạng mục đầu tư lớn nhất của Ninh Lăng từ trước đến giờ cho nên chính sách ưu đãi rất nhiều. Tiền thuê đất có thể trả sau, hơn nữa về vấn đề vay vốn ngân hàng thì thị xã cũng yêu cầu mấy ngân hàng ủng hộ. Tiền đất trả sau. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Vay vốn ngân hàng, không phải nói công ty Hong Kong này có thực lực mạnh thì sao lại vay vốn? Có lẽ do tính toán của công ty bọn họ, có thể vay thì sao không vay? Vưu Liên Hương ngẩn ra mà nói. Vậy dùng gì để vay vốn? Triệu Quốc Đống hỏi, hắn mơ hồ ngửi ra gì đó.
Quốc Đống, chẳng lẽ cậu nghi ngờ nhà đầu tư Hong Kong? Cao Dương cũng nhạy bén nhận ra. Nhưng tổ khảo sát đã đến Hong Kong cùng Quảng Đông tìm hiểu rồi mà. Cái này, Triệu Quốc Đống thực ra đang nghi ngờ người của Ninh Lăng có phải là đi du lịch hay không? Quốc Đống, cậu không nên quá nghi ngờ. Nhà đầu tư Hong Kong này nghe nói là một lãnh đạo Bắc Kinh giới thiệu, cũng là nhà máy đưa tới để giúp Ninh Lăng xóa đói giảm nghèo. Chỉ riêng nhà máy xây dựng xong đã thuê trên 2.500 công nhân, bây giờ cũng đã bắt đầu tập huấn cho 1.500 người. Vưu Liên Hương nói, Vưu tỷ, nhà đầu tư Hong Kong có vay vốn bên Ninh Lăng ta không? Số lượng là bao nhiêu? Triệu Quốc Đống nói. Vưu Liên Hương do dự một chút rồi nói. Tôi không rõ, chẳng qua nghe nói vay bên ngân hàng xây dựng khoảng 10 triệu, chủ yếu là vay bên ngân hàng công thương. Để tôi hỏi một chút. Vưu Liên Hương liền vội vàng gọi điện ra hỏi. Sao? Triệu Quốc Đống nói. Vay 20 triệu của ngân hàng xây dựng, vay 25 triệu của ngân hàng công thương. Ngân hàng xây dựng thì bọn họ thế chấp đất và thiết bị, bên ngân hàng công thương thì được ban quản lý khu khai phát đảm bảo. Vưu Liên Hương lúc này mới thấy không đúng. Đầu tư 50 triệu mà vay 45 triệu sao? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Vay nhiều như vậy, chẳng lẽ ngân hàng công thương và ngân hàng xây dựng không điều tra chút gì sao? Tôi nghe Lão Lữ nói chủ yếu do lãnh đạo muốn ủng hộ bọn họ xây dựng. Ban quản lý khu khai phát cũng đảm bảo, mà nhà đầu tư Hong Kong cũng nói thị xã mong nhanh chóng tiến vào giai đoạn thứ hai cho nên bọn họ mới chấp nhận cho vay. Việc này mặc dù không liên quan tới Vưu Liên Hương, nhưng 45 triệu không phải con số nhỏ. Nếu có vấn đề thì đó là điều Ninh Lăng không thể chịu nổi. Dương ca, anh cảm thấy trong này có vấn đề không? Triệu Quốc Đống gần như có thể khẳng định trong này có vấn đề. Sợ rằng có chuyện, thoáng cái vay 45 triệu và dùng cái gì để thế chấp? Cao Dương nhíu mày nói. Tôi còn nghe nói công ty này khi đào tạo công nhân còn nhận một khoản tiền phí đào tạo, phí quần áo của công nhân, hình như mỗi người đều là 1.000. Lúc ấy tôi còn thấy nhà đầu tư Hong Kong đúng là khác các công ty khác, vào nhà máy để đào tạo còn phải đóng tiền bảo đảm. Vưu tỷ, tôi thấy vấn đề không đúng rồi. Sợ là chị phải cho người lập tức điều tra tài khoản của nhà đầu tư Hong Kong, ngoài ra xem bản thân bọn họ có còn ở Ninh Lăng không. Triệu Quốc Đống chưa nói hết, Vưu Liên Hương đã lắc đầu nói. Nhà đầu tư không ở đây, chỉ có một tổng giám đốc mà bọn họ thuê ở đây, nhà đầu tư đã về Hong Kong 2-3 hôm nay. Quyển 6, chương 8-14. Vưu Liên Hương phản ứng đúng là rất nhanh, cô lập tức báo cáo điều mình nghi ngờ với Kỳ Dư Hồng. Điều này cũng làm Kỳ Dư Hồng chú ý, y lập tức cục công an thị xã bí mật điều tra ngay. Kết quả điều tra làm thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng rất chấn động. Số tiền 20 triệu mà ngân hàng xây dựng chuyển khoản đã không còn một xu, số tiền công nhân đóng là trên 2 triệu thì bây giờ chỉ còn có 200 ngàn. Số tiền 25 triệu ngân hàng công thương chuẩn bị chuyển khoản liền lập tức dừng lại. Mà nhà đầu tư Hong Kong đã sớm mang theo giám đốc tài chính chạy đi đâu không biết. Ở Ninh Lăng chỉ còn lại tổng giám đốc không biết gì và đám nhân viên quản lý được thuê ở trong nước. Vụ án này lập tức tạo thành cơn sóng ngập trời ở Ninh Lăng. Khoản vay 20 triệu của ngân hàng xây dựng là lấy 500 mẫu đất làm thế chấp, mà tiền thuê đất thì nhà đầu tư Hong Kong chưa bỏ ra một xu nào. Nhưng thị xã vì tỏ vẻ mình ủng hộ nên yêu cầu cục đất đai thay đối phương làm đủ công tác công chứng. Mà các công trình trên khu đất do công ty xây dựng số 2 Ninh Lăng xây dựng, chưa hoàn thành, càng đừng nói trả tiền công trình. Hơn 1.000 công nhân nộp tiền cam đoan cũng là một quả bom khổng lồ, lúc nào cũng có thể làm ban quản lý khu khai phát nổ tan xương nát thịt. Kỳ Dư Hồng bây giờ đúng là không biết nên làm như thế nào. Làm bí thư thị ủy sao lại khó khăn như vậy, sao lúc nào mình cũng gặp đủ chuyện thế. Hơn nữa lỗ thủng sau to hơn lỗ thủng trước rất nhiều. Lão Chu, anh nói xem rốt cuộc là như thế nào. Anh và Mai Anh Hoa không phải dẫn đội đến Hong Kong xem nhà máy của bọn họ sao? Sao về báo cáo không phải đều nói đối phương có thực lực rất mạnh, có hàng trăm triệu sao? Kỳ Dư Hồng đã không thể giấu cơn tức giận trong lòng, đám chết tiệt. Ra ngoài một chuyến lại bị thế giới hào hoa làm cho không biết gì cả. Bây giờ thì hay rồi, làm trời Ninh Lăng thủng lỗ quá lớn. Tổng cộng trên 22 triệu, đây là khoản tiền dội vào đầu thị xã và cứ thế bốc hơi hết. Nghiêm Lập Dân ngồi ngay ngắn tại đó mà cười lạnh trong lòng. Không cần hỏi cũng biết lần này Chu Xuân Tú gặp chuyện rồi. 22 triệu cứ thế bốc hơi, mặc dù đã do Sở Công an báo cáo lên Bộ Công an mời cảnh sát quốc tế hỗ trợ điều tra, nhưng đối phương là kẻ quá chuyên nghiệp,
dẫn tổ khảo sát đi đến nhà máy người khác và trụ sở công ty người khác một vòng, thời gian khác chắc là đi chơi ở Hong Kong rồi. Vì thế mới bị người ta lừa. 22 triệu không còn là một chuyện, hơn nữa mặt mũi của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Ninh Lăng để ở đâu. Một đám quan chức chính quyền lại bị lừa như vậy, vậy còn gióng trống khua chiêng chào đón kẻ lừa đảo tới Ninh Lăng lừa gạt. Điều này tỏ rõ năng lực và tố chất của cán bộ chính quyền thị ủy, ủy ban nhân dân Ninh Lăng. Bí thư, tôi và Mai Anh Hoa còn có chủ nhiệm Lưu, chủ tịch Bạch đi theo bọn họ khảo sát, cụ thể do Mai Anh Hoa liên lạc với bọn họ, tôi chỉ là trên danh nghĩa dẫn đoàn mà thôi. Lịch trình đều do Mai Anh Hoa bàn với nhà đầu tư Hong Kong, chúng tôi chỉ đi xem một vòng, đến Quảng Đông và Hong Kong đều là do Mai Anh Hoa giới thiệu đây là nhà máy của nhà đầu tư Hong Kong, cụ thể. Mặt Chu Xuân Tú tái mét lại. Được rồi, lão Chu, anh và Mai Anh Hoa về nghĩ từng chi tiết đợt khảo sát, hơn nữa xem bọn họ có liên lạc với ai ở Hong Kong, Quảng Đông không. Có đầu mối gì đều phải cung cấp, phối hợp sở công an phá vụ án này. Kỳ Dư Hồng chẳng buồn nói nhiều với người này. Lúc đầy để người này vào thường vụ thị ủy thì Kỳ Dư Hồng đã không đồng ý. Nhưng không biết trên tỉnh suy nghĩ như thế nào mà để Chu Xuân Tú làm thường vụ thị ủy. Theo Kỳ Dư Hồng thấy người này chỉ đủ tư cách làm phó trưởng ban thư ký thị ủy mà thôi. Lão Nghiêm, sở công an có tin tức gì không? Không có, cũng may chúng ta phát hiện kịp thời nên 25 triệu của ngân hàng công thương chưa kịp chuyển tới tài khoản của đối phương, không thì chúng ta thảm rồi. Đây coi như may trong bất hạnh. Nghiêm Lập Dân lắc đầu nói. Đám người này quá xảo trá, chỉ có y và hai tên thân tín, những người khác đều là y thuê ở trong nước, không biết rõ tình hình, là người muốn làm việc. Bây giờ tiền trong tài khoản của bọn họ đã gửi vào tài khoản khác ở Hong Kong, sau đó lại được phân tán chuyển ra ngoài. Nếu muốn đòi lại hết số tiền này là rất khó khăn. Nghiêm Lập Dân lắc đầu nói. Mọi người ngồi đây đều có chút sợ hãi. 25 triệu của ngân hàng công thương do ban quản lý khu khai phát đứng ra đảm bảo. Nếu bị lừa, ban quản lý không có nguồn tài chính độc lập, đây lại là khoản nợ lớn của thị xã, tổng cộng là 47 triệu tương đương 1/8 thu nhập toàn thị xã, đúng là muốn lấy mạng chính quyền thị xã. Kỳ Dư Hồng cũng sợ run lên, nếu không phải Vưu Liên Hương kịp thời báo cáo thì mọi người còn không biết gì, còn nằm mơ sẽ có đợt đầu tư thứ hai. Lão Nghiêm, đã trấn an công nhân và công ty xây dựng chưa? Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói. Ban quản lý khu khai phát và cục công an thị xã đã ra mặt giải quyết, đảm bảo trả lại tiền đặt cọc cho công nhân. Chẳng qua công ty xây dựng số 2 đang làm ầm lên. Nhà máy đã xây dựng vài tháng, sắp hoàn thành thì đến lúc đó ai trả tiền. Vật liệu xây dựng đều là bọn họ nợ, phản ứng của bọn họ rất mạnh, đây là điều thị ủy cần phải suy nghĩ kỹ càng. Nghiêm Lập Dân nghiêm túc nói. Ngoài ra bây giờ trong thị xã đang làm ầm lên. Sợ rằng thị xã phải suy nghĩ dùng biện pháp nào đó để làm rõ sự thật. Nếu không lời đồn càng lúc càng quá đáng. Bây giờ bên ngoài đều nói thị xã bị lừa mấy trăm triệu, tài chính thị xã sắp phá sản, đủ loại lời đồn làm người ta sợ hãi. Thị ủy sợ rằng phải có biện pháp mới được, qua đó giảm đi ảnh hưởng không tốt. Thị trưởng Mạch Gia Huy tháng trước đã lên trường đảng tỉnh tập huấn. Tỉnh ủy cảm thấy cần tăng cường tập huấn cán bộ, vì thế mở lớp tập huấn cho cán bộ cấp giám đốc sở. Yêu cầu cán bộ hành chính cấp giám đốc sở trong toàn tỉnh sẽ được tập huấn hết. Mạch Gia Huy nằm trong nhóm đầu tiên, vì thế công tác của Ninh Lăng do Kỳ Dư Hồng phụ trách chính, Kim Vĩnh Kiện tạm thời chủ trì công việc bên ủy ban thị xã. Lão Kim, anh nghĩ biện pháp ổn định công ty xây dựng số 2 và công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra phải trả toàn bộ tiền đặt cọc cho công nhân, tài chính do thị xã bỏ ra, việc này quan hệ đến ổn định. Kỳ Dư Hồng cắn răng nói. Lão Nghiêm. Anh bên này dục sở công an cố gắng phá án. Tổn thất này là quá lớn đối với Ninh Lăng chúng ta, cần phải đòi lại được tối đa. Ừ, trưởng ban Mao, trong thời gian này thì báo chí và đài truyền hình cũng phải chú ý dư luận, đưa tin nhiều về mấy vấn đề đáng mừng, nhất là mấy nội dung về phát triển kinh tế. Trưởng ban tuyên giáo Mao Bình gật đầu. Mọi người sau khi về phải truyền đạt tinh thần đến các cơ quan chúng ta phụ trách, yêu cầu bọn họ không được tin vào lời đồn, đồng thời phải có cùng câu nói với bên ngoài. Nói đang điều tra, tin rằng bên cục công an sẽ có kết luận rõ ràng. Kỳ Dư Hồng nói xong câu này mà thấy rất mệt mỏi. Quyển 6, chương 85. Khi Vưu Liên Hương vào văn phòng Kỳ Dư Hồng đang dựa lưng vào ghế mà nghĩ. Vưu Liên Hương có thể nhìn ra vụ lừa gạt này đã đả kích Kỳ Dư Hồng rất mạnh. Tổn thất lớn như vậy là một trò cười, ai cũng có thể hiểu được hình ảnh của thị xã Ninh Lăng,
nhất là Kỳ Dư Hồng làm bí thư thị ủy trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy suy giảm đến mức nào. Trong thời gian này trên tỉnh họp đều lấy Ninh Lăng ra làm ví dụ. Chị Vưu, chị nói Chu Xuân Tú và Mai Anh Hoa làm gì cơ chứ? Âm mưu rõ ràng như vậy mà bọn họ còn không cảm nhận ra được là sao? Bọn họ đến Hong Kong, Quảng Đông mà chẳng lẽ không hiểu được một chút nào sao? Kỳ Dư Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi Hà Lâm Tùng. Bị người ta coi là thằng ngu dẫn đi một vòng, đưa đến nhà máy của ai đó xem lại nghĩ là sản nghiệp của người ta. Đầu óc cán bộ chúng ta không biết nghĩ gì đây. Bí thư Kỳ, lão Chu cùng Mai Anh Hoa có trách nhiệm trong việc này, nhưng cũng có nguyên nhân khách quan, nhất là đám lừa đảo quốc tế này quá chuyên nghiệp, đủ các thủ đoạn, có thể nói tính toán từ lâu. Hơn nữa lão Chu trước đây chưa tiếp xúc với công tác kinh tế, chỉ sợ không quá chuyên môn trong phương diện này. Hơn nữa bọn họ còn thiếu tính cảnh giác, đồng thời thị xã chúng ta cũng đã sơ sót trong chuyện này. Lúc đầu cơ quan chuyên môn phụ trách việc này của chính quyền thị xã đã không điều tra, nghiên cứu kỹ về tư chất của nhà đầu tư Hong Kong, qua đó mới tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng như vậy. Vưu Liên Hương bình luận một cách khách quan, nhất là quan điểm cuối cùng làm Kỳ Dư Hồng rất hài lòng. Công tác chính của hạng mục này do chính quyền thị xã làm, thị ủy mặc dù cũng rất chú ý nhưng dù sao cũng không phải là quan tâm trực tiếp, chẳng qua chỉ trùng hợp trong thời gian này Mạch Gia Huy không ở Ninh Lăng mà thôi. Ôi! Xem ra cán bộ chúng ta còn quá kém trong vấn đề kinh tế, muốn học bơi phải uống vào không ít nước. Chẳng qua lần này uống nước là quá nhiều. Kỳ Dư Hồng thở dài nói rồi như đột nhiên nghĩ ra gì đó, y nói. Đúng rồi chị Vưu, tôi còn chưa kịp hỏi chị sao chị lại đột nhiên cảm thấy trong việc này có chuyện. Vưu Liên Hương cũng sớm biết chỉ cần Kỳ Dư Hồng bình tĩnh lại thì nhất định sẽ hỏi đến việc này nên cô đã có chuẩn bị từ trước. Đồng chí Cao Dương bên Viện Kiểm sát thị xã được thăng chức làm phó bí thư đảng ủy nên mời tôi và Triệu Quốc Đống tham gia. Trong bữa ăn tôi vô tình nhắc đến hạng mục đầu tư lớn nhất của thị xã ta từ trước đến giờ. Triệu Quốc Đống lúc ấy nói ngành sản xuất đồ chơi yêu cầu hậu cần rất cao, nhất là xuất khẩu càng chú trọng vấn đề giao thông. Triệu Quốc Đống cảm thấy bên Hong Kong đầu tư quá lớn như vậy thì không dễ thu hồi vốn. Lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Sau đó khi nhắc đến vấn đề chậm trả tiền đất cùng với vấn đề vay tiền ngân hàng, Triệu Quốc Đống và Cao Dương liền cảm thấy trong này có vấn đề, cho nên tôi mới báo cáo với ngài. Kỳ Dư Hồng nghe Vưu Liên Hương nói như vậy thì mới thoải mái. Vưu Liên Hương làm sao có thể nhạy cảm phát hiện ra vấn đề của hạng mục này chứ? Triệu Quốc Đống và Cao Dương một xuất thân bên hệ thống công an, một bên là người của Viện Kiểm sát nên nhạy cảm của vấn đề này. Cao Dương, Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương đều đến từ bên Ando, quan hệ khá tốt thì Kỳ Dư Hồng cũng hiểu. Cao Dương lần này lên làm phó bí thư đảng ủy Viện Kiểm sát cũng nhờ Vưu Liên Hương vận động không ít. Điểm này Vưu Liên Hương cũng đã nói chuyện với Kỳ Dư Hồng. Nếu như cán bộ thị xã ta đều giữ được cảnh giác trong công tác kinh tế như vậy thì đã ngăn chặn tốt mấy việc như vậy xảy ra. Kỳ Dư Hồng thở dài nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy là quá nguy hiểm đối với hình tượng Ninh Lăng chúng ta. Chẳng những khiến dân chúng cảm thấy cán bộ chính quyền chúng ta là đám bất tài vô dụng, đồng thời cũng làm lãnh đạo tỉnh rất không hài lòng đối với chúng ta. Vưu Liên Hương cũng cảm thấy Kỳ Dư Hồng quá đen, không ngừng có vấn đề xảy ra, nhất là lúc trước nhà đầu tư Hong Kong tới liền được Ninh Lăng tuyên truyền rất mạnh, thậm chí còn thành chuyên đề ở Nhật báo An Nguyên, bây giờ nó lại là một âm mưu, mà kẻ ngu ngốc trong âm mưu này lại là thị xã Ninh Lăng. Quần chúng chỉ trỏ, mắng chửi không nói. Bây giờ lãnh đạo tỉnh cũng rất chú ý với ý kiến dân chúng, như vậy sẽ rất khó nói lãnh đạo tỉnh có thể thay đổi cái nhìn đối với Ninh Lăng không. Bí thư Kỳ, tôi cảm thấy như vậy chỉ sợ vẫn không đủ, hay là phải nghĩ biện pháp để thay đổi hình ảnh của thị xã mới được. Vưu Liên Hương nói. Ồ, chị có ý tưởng gì? Kỳ Dư Hồng xua tay nói. Trụ sở trồng dược liệu của Tào Tập không phải sắp xây dựng xong sao, có thể làm nghi thức. Ngoài ra nhà đầu tư bên Hoa Lâm cũng dự định tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ có quy mô lớn để tạo xu thế cho khu du lịch, chuẩn bị mời một số diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong nước đến biểu diễn. Nếu chuyện này được xác định thì thị xã có thể tuyên truyền một cách thích hợp, cũng làm dân chúng chú ý đến việc này. Ồ, Kỳ Dư Hồng có chút vui vẻ, y vẫn lo lắng về vấn đề này, dân chúng Ninh Lăng mấy hôm nay đều bàn tán việc kia, lại còn muốn tra rõ vấn đề, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Biện pháp tốt nhất là tìm đề tài làm cho dân chúng chú ý hơn. Sau đó sự nhạy cảm của dân chúng sẽ giảm xuống, áp lực của thị xã sẽ giảm đi nhiều. Chị nói là công ty Tinh Hán Chiết Giang muốn tổ chức hoạt động này. Ừ, hình như công ty Tinh Hán có ý này,
nhưng công ty khai thác khu du lịch do nhiều nhà đầu tư hợp sức, công ty Tinh Hán cũng còn phải hỏi ý kiến mấy nhà đầu tư khác, nhất là bên tập đoàn Thương Lãng. Vưu Liên Hương gật đầu nói. Chuyện này vẫn chưa được xác định, nhưng tôi nghĩ nếu như thị xã mặt thúc giục một chút sẽ dễ thực hiện. Chỉ là tôi lo lắng nếu tổ chức buổi biểu diễn như vậy thì rốt cuộc là tổ chức ở Ninh Lăng hay Hoa Lâm. Nếu đặt ở Hoa Lâm sẽ không có nhiều tác dụng đối với thị xã. Nếu như nói tổ chức ở Ninh Lăng, tôi lo công ty Tinh Hán sẽ không đồng ý. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm sợ rằng cũng có ý kiến. Kỳ Dư Hồng kiên quyết phung tay lên nói. Chuyện này giao cho chị phối hợp, tôi bảo trưởng ban Mao Bình hỗ trợ chị. Về phần huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm thì tôi sẽ nói chuyện, nhất định phải phục tùng đại cuộc của thị xã. Triệu Quốc Đống nhận được thông báo của Vưu Liên Hương thì có chút đau đầu. Công ty khai thác khu du lịch chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ để chúc mừng khu du lịch chính thức kinh doanh với bên ngoài. Đào Tông Hán còn đến văn phòng nói chuyện với hắn về việc này, hơn nữa còn nhờ một công ty văn hóa An Đô đứng ra liên lạc. Triệu Quốc Đống vốn không để ý nhiều nhưng bây giờ có vẻ không bình thường. Vưu Liên Hương nói có vẻ muốn tổ chức buổi biểu diễn này ở cấp độ cao nhất, quy mô lớn, tạo sức ảnh hưởng lớn. Điều này nghe ra có vẻ không dính dáng gì tới ý tưởng tổ chức hội nghị của công ty khai thác khu du lịch, có vẻ như là một nhiệm vụ chính trị. Mà Vưu Liên Hương cũng tỏ vẻ đây là ý kiến của Bí thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng, hơn nữa địa điểm tổ chức phải là ở Ninh Lăng chứ không phải ở Hoa Lâm, yêu cầu Hoa Lâm phục tùng không điều kiện. Điều này càng làm cho Triệu Quốc Đống bực mình. Bí thư La, trưởng ban thư ký Vưu đã gọi điện cho anh chưa? Triệu Quốc Đống vào văn phòng La Đại Hải thì thấy trưởng ban tuyên giáo Giản Hồng và tránh văn phòng huyện ủy Hà Lương Tài cũng ở văn phòng La Đại Hải. Ôi, tôi đang chuẩn bị gọi điện cho cậu. Trưởng ban tuyên giáo Mao vừa gọi điện cho tôi, cũng không biết đêm diễn do công ty khai thác khu du lịch tổ chức là như thế nào nữa. Trưởng ban Mao nói trưởng ban thư ký Vưu phụ trách thông báo với cậu. Chị ta phụ trách thông báo cho tôi biết, có lẽ cùng có một ý kiến, muốn chúng ta phục tùng đại cuộc, đặt đêm diễn ở sân vận động thị xã Ninh Lăng, nhưng lại muốn có cấp bậc và quy mô rộng mở. La Đại Hải nhăn nhó mặt mày mà nói. Đây là như thế nào chứ? Triệu Quốc Đống cũng bực mình nói. Bí thư La, vậy có phải là quá đáng không? Dựa vào cái gì mà chúc mừng hạng mục ở huyện Hoa Lâm chúng ta lại tổ chức ở Hoa Lâm? Công ty người ta dùng để tuyên truyền. Tạo thế mà tổ chức ở Ninh Lăng, còn tuyên truyền mẹ gì? Vậy còn không phải là tuyên truyền cho Ninh Lăng ư? Làm như vậy sao chính quyền thị xã không bỏ tiền ra mà tổ chức đêm diễn? Tôi đã nói chuyện với trưởng ban Mao về việc này. Đây không phải hoạt động do huyện ủy, ủy ban huyện làm ra, là công ty khai thác khu du lịch muốn tổ chức tuyên truyền, sao có thể lên biểu diễn ở Ninh Lăng? Vậy công ty khai thác khu du lịch người ta có thể đồng ý hay không? La Đại Hải hút một hơi thuốc rồi nói. Nhưng trưởng ban Mao nói đây là ý của Bí Thư Kỳ, muốn nói chúng ta phải đứng ở góc độ chính trị mà nhìn nhận vấn đề, cục bộ phục tùng chỉnh thể, có lẽ trong thời gian này thị xã cũng không thoải mái gì. Vụ án nhà máy sản xuất đồ chơi đang rất xôn xao, dân chúng lúc rảnh rỗi là bàn về việc này, xem ra thị xã muốn tổ chức đêm diễn mà khiến mọi người chú ý tới. Mẹ kiếp, Mai Anh Hoa hắn gây chuyện còn cần huyện Hoa Lâm chúng ta lau đít cho hắn sao? Anh không xem lúc trước hắn đắc ý như thế nào? Tôi và hắn lên thị xã họp, hắn luôn mồm mở miệng nói về hạng mục kia có giá trị như thế nào, tiền thuế bao nhiêu, giải quyết việc làm cho bao người, tôi nghe mà thấy ghê người. Kết quả thì vậy đó, nhưng không ngờ cuối cùng lại đến lượt huyện Hoa Lâm ta lau đít cho hắn, sao phải làm như vậy? Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế rồi hừ một tiếng. Bí thư La, tôi kiên quyết phản đối. Chúng ta cũng không có quyền ép công ty khai thác khu du lịch làm việc tiêu tiền vô ích như vậy. Đúng thế, Bí thư La. Việc này nếu tổ chức trên Ninh Lăng thì công ty khai thác khu du lịch nhất định không đồng ý. Dù là công ty Tinh Hán có thể đáp ứng thì tôi đoán mấy nhà đầu tư kia cũng không đồng ý. Hơn nữa nếu dựa theo yêu cầu của thị xã thì bọn họ còn phải tăng vốn đầu tư nữa đó. Giản Hồng bây giờ đã tự tin hơn trước nhiều. La Đại Hải thật ra không có cảm giác gì, nhưng Hà Lương Tài lại có thể rõ ràng cảm nhận được vị trưởng ban tuyên giáo trước đây không lên tiếng mấy, bây giờ nói chuyện đã có khí thế. Hà Lương Tài có chút ác ý đoán rằng vị trưởng ban tuyên giáo có chồng không mấy khi tại nhà đã có quan hệ nam nữ với Triệu Quốc Đống, không biết đã lên giường với đối phương chưa. Y cũng không thấy Triệu Quốc Đống có phụ nữ nào khác, không chừng sẽ làm thịt ả Giản Hồng này. Ừ, cái này đúng là có chút khó xử. Chẳng qua trưởng ban Mao đã nói rõ nhất định phải làm tốt việc này. Bí thư Kỳ đã giao việc này cho trưởng ban Mao và trưởng ban thư ký Vưu, muốn huyện ủy,
Ủy ban huyện Hoa Lâm toàn lực ủng hộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị mà hoàn thành. La Đại Hải rất bất đắc dĩ mà nói. Quốc Đống, mấy nhà đầu tư bên công ty khai thác khu du lịch thì cậu khá quen, tôi thấy chuyện này do cậu dẫn đầu phụ trách, Giản Hồng và Lương Tài phối hợp với cậu, cố gắng làm tốt công tác tư tưởng với công ty khai thác khu du lịch, hy vọng bọn họ chú ý đại cuộc, hiểu cho nỗi khổ của Hoa Lâm. Bí thư La, chuyện sợ rằng không dễ làm, huyện chấp nhận nhưng công ty chú ý lợi ích, sao có thể vứt mấy triệu mà không có tác dụng gì. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi đoán nếu dựa theo cấp bậc mà thị xã muốn thì không có vài triệu là không được. Vừa có cấp bậc cao, vừa có quy mô, phải tạo được sức ảnh hưởng mạnh thì cần bỏ rất nhiều tiền. Công ty khai thác khu du lịch sao có thể đồng ý chuyện này? Chủ tịch Triệu nói đúng, bây giờ ca sĩ mỗi lần biểu diễn đều cần tiền, vài chục ngàn một người là rất bình thường, nổi tiếng một chút thì trăm ngàn cũng không lạ. Bọn họ ăn đủ còn kéo theo một đám nhân viên đi cùng, vé máy bay, còn gì mà thiết bị âm thanh, ánh sáng. Còn đòi xe sang trọng đưa đón, không có vài triệu sao có thể làm được. Không thể bảo huyện ta phải phụ trách khoản tiền chênh lệch đó chứ. Hà Lương Tài vội vàng lắc đầu nói. Nếu như mạnh mẽ yêu cầu công ty khai thác khu du lịch phụ trách, người Chiết Giang không kêu lên mới là lạ, nói huyện ta trở mặt, đây là muốn phá hỏng hoàn cảnh đầu tư. Nghe Hà Lương Tài nói như vậy, La Đại Hải cũng có chút đau đầu, nhưng thị ủy yêu cầu như vậy, không thể không làm. Còn làm được hay không lại là việc khác. Quốc Đống, tôi thấy việc này chúng ta vẫn phải đi làm. Cậu tìm mấy nhà đầu tư của công ty khai thác khu du lịch nói ý của huyện chúng ta ra, nếu như không được thì báo cáo tình hình với trưởng ban Mao và trưởng ban thư ký Vưu, mời hai vị lãnh đạo này trực tiếp gặp công ty khai thác khu du lịch, đỡ cho chúng ta bị hai bên nói. Vấn đề chủ yếu là gì? Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói, theo y thấy chuyện mặc dù có chút khó khăn nhưng tuyệt đối không phải không thể thực hiện. Nhưng hai người Mao Bình và Vưu Liên Hương nhanh như vậy đã nói làm y có chút buồn bực. Huyện Hoa Lâm trước đó đã làm một vài công tác nhưng công ty khai thác khu du lịch không đồng ý. Chúng tôi đã tiếp xúc với Đào Tông Hán, y tỏ vẻ không thể tổ chức ở Ninh Lăng. Bởi vì bọn họ bỏ tiền ra mục đích là tuyên truyền khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân. Nếu tổ chức trên Ninh Lăng thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa bọn họ cũng nói quy hoạch của bọn họ cũng không thể đạt được yêu cầu lớn như vậy của thị xã. Việc này xem ra các cổ đông khác của công ty cũng không chấp nhận. Vưu Liên Hương rất bình tĩnh nói. Kỳ Dư Hồng không nói gì, y đang suy nghĩ xem làm như thế nào để giải quyết việc này. Bí thư Kỳ, tôi thấy việc này nên để huyện ủy, ủy ban huyện đi phụ trách. Dù sao huyện Hoa Lâm cũng có cổ phần trong công ty khai thác khu du lịch, mặc dù cổ phần không phải lớn nhất nhưng cũng là cổ đông. Hơn nữa cổ đông lớn nhất là công ty Tinh Hán và cổ đông thứ hai là tập đoàn Thương Lãng đầu tư vào công ty khai thác khu du lịch chính là muốn kiếm tiền, hơn nữa có quy hoạch lâu dài. Bọn họ sau này tiến vào giai đoạn thứ hai cũng cần huyện Hoa Lâm ủng hộ. Cho nên tôi cảm thấy có thể thuyết phục đối phương hay không chủ yếu là do bên huyện Hoa Lâm. Mao Bình nói. Ồ, Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói. Chị Vưu, chị thấy sao? Ừ, trưởng ban Mao nói cũng có lý. Công ty khai thác khu du lịch đúng là cần chính quyền địa phương ủng hộ rất nhiều. Huyện ủy, ủy ban huyện có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Vưu Liên Hương cũng hiểu công ty Tinh Hán phản đối việc này có quan hệ lớn đối với huyện ủy, ủy ban huyện. Chẳng qua Hoa Lâm cũng có khó xử của bọn họ. Cô và Mao Bình cũng mơ hồ biết được một chút suy nghĩ của La Đại Hải và Triệu Quốc Đống nhưng không tiện nói thẳng. Kỳ Dư Hồng cũng hiểu ý của hai người. Mặc dù là thường vụ thị ủy nhưng La Đại Hải là cán bộ nhiều năm kinh nghiệm, tuổi cũng cao nên không có ý nghĩa mấy. Anh mà nói nặng, y không thèm để ý cũng chẳng làm gì được, như vậy còn làm anh mất mặt. Mà vấn đề khó khăn này bây giờ rơi vào tay Kỳ Dư Hồng, phải xem Kỳ Dư Hồng là bí thư thị ủy có năng lực như thế nào. Chị Vưu, chị thông báo La Đại Hải và Triệu Quốc Đống, bảo bọn họ lên văn phòng tôi. Tôi nói chuyện với bọn họ. Khi La Đại Hải và Triệu Quốc Đống ủ rũ cúi đầu đi tới, hai người nhìn nhau mà cười khổ. Không thể không thừa nhận lãnh đạo đúng là có bản lĩnh, sau một phen nói chuyện, nói đủ về khó xử của thị xã, nói đến tác dụng của việc gây dựng thương hiệu du lịch của Ninh Lăng, nói đến việc thị xã hiểu cho hạng mục cầu Quế Khê của Hoa Lâm, đến việc thị xã ủng hộ quốc lộ Bồng Hoa. Kỳ Dư Hồng nói chuyện một phen làm La Đại Hải và Triệu Quốc Đống phải chắp tay xin hàng, hứa sẽ làm công tác tư tưởng với công ty khai thác khu du lịch. Sẽ dựa theo yêu cầu của thị ủy. Quốc Đống, xem ra bí thư Kỳ đã sớm tính kế chúng ta rồi, chúng ta không thể phản đối gì hết. La Đại Hải thở dài một tiếng.
chuyện này cần phải dựa vào cậu đi nói chuyện với công ty Tinh Hán cùng tập đoàn Thương Lãng. Bí thư La, sao có thể như vậy? Triệu Quốc Đống còn chưa nói hết thì La Đại Hải đã quay đầu đi mà nói. Được rồi Quốc Đống, cậu đừng giả vờ với tôi. Tôi biết bọn họ nghe cậu, tôi giao quyền cho cậu. Chỉ cần có thể làm theo ý của Bí Thư Kỳ, cậu toàn quyền đại biểu huyện ủy, ủy ban. Hơn nữa sau này chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ công ty khai thác khu du lịch. Được rồi Lão Đào, coi như anh ủng hộ công việc của Hoa Lâm có được không? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào sofa mà nói. Tôi biết việc này không hay, tôi cũng không thoải mái mà. Biểu diễn ở Ninh Lăng, vậy Hoa Lâm chúng tôi được lợi gì chứ? Tôi cũng là người hâm mộ ca sĩ, tổ chức ở Hoa Lâm, tôi tốt xấu cũng là chủ tịch huyện thì còn có thể đến gần ngôi sao, ca sĩ, làm quen một chút mà. Nếu nổi lên Ninh Lăng, bí thư, thị trưởng một đống thì có lẽ lên sân khấu nói vài câu đều dành cho lãnh đạo thị xã, không có việc của tôi và bí thư La. Đây không phải là cướp cơ hội lộ mặt trước công chúng của tôi sao? Ha ha, Chủ tịch Triệu, anh muốn ra mặt không phải là quá dễ dàng sao? Được, đến lúc đó một loạt ngôi sao tới, anh muốn làm quen cũng được, chụp ảnh cũng được, tôi giới thiệu thay anh là được mà. Đào Tông Hán cười nói, sau hơn năm tiếp xúc khiến hai người khá quen thuộc, nói chuyện cũng khá tùy tiện hơn. Vậy thì tốt rồi, tôi chờ xem Lão Đào có mặt mũi lớn như thế nào, có thể bố trí giúp tôi hay không, mời ngôi sao bữa cơm có được không? Tôi sau này cũng có thể nở mày nở mặt, nói tôi đã ăn cơm với ngôi sao này, ngôi sao kia, còn có ảnh làm chứng. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Lão Đào, vì việc này tôi và Bí Thư La còn bị Bí Thư Thị ủy Kỳ gọi tới văn phòng mắng cho nửa tiếng, nếu như không nhận lời thì không thể đi. Anh thương tôi và Bí Thư La từng đó tuổi, ủng hộ công việc của huyện Hoa Lâm một chút được không? Chủ tịch Triệu, không phải tôi không muốn ủng hộ. Nhưng chuyện này nếu làm theo anh nói thì ít nhất cũng trên vài triệu, nằm ngoài dự toán ban đầu của công ty, hơn nữa còn đổi địa điểm ở Ninh Lăng. Anh nói chuyện này tôi bảo sao với các cổ đông không? Đào Tông Hán cười khổ một tiếng. Quyển 6, chương 86,88. Lão Đào, bên tập đoàn Thương Lãng thì tôi nói. Bên Lão Hạ, Lão Phong thì anh đi làm công tác tư tưởng. Nếu không thông thì tôi ra mặt là được chứ gì? Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Chuyện cứ quyết định như vậy đi, quy mô nhất định phải cao, phải có sức ảnh hưởng, tên thì gọi là sức hấp dẫn của khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân thị xã Ninh Lăng. Lão Đào, anh mau thông báo công ty tổ chức sự kiện kia, tính toán lại, khách mời cũng phải điều chỉnh, tranh thủ trong vòng một tháng là xong. Ừ, danh sách khách mời phải đưa lãnh đạo thị xã xem ra, ví dụ như mời nhân vật gì, ví dụ như Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong, Kim Đồng Ngọc Nữ Trung Quốc, còn có Điền Trấn, Lưu Hoan hay gì gì đó. Chủ tịch Triệu, anh đứng nói chuyện không đau lưng à? Anh biết mời những người này cần bao tiền không? Đào Tông Hán ngửa đầu lên trời mà thở dài nói. Tôi nói với anh, theo kế hoạch kia thì đã mất mấy triệu, nếu mời mấy người như anh nói ít nhất cũng tăng vài lần. Như vậy đi, để nước suối Thương Lãng là đơn vị tài trợ nước suối của đêm diễn, bảo bên đó bỏ ra nhiều một chút, ở đêm diễn đăng quảng cáo của cả hai công ty là được mà. Triệu Quốc Đống cũng đã tính toán qua một chút. Vì thế đành phải để nước suối Thương Lãng chịu thiệt một chút. Dù sao tổ chức đêm diễn ở Ninh Lăng cũng không có tác dụng mấy với nước suối Thương Lãng. Chủ tịch Triệu, tập đoàn Thương Lãng không ngu mà, với danh tiếng của bọn họ còn cần phải mất tiền oan mà quảng cáo ở đây sao? Đào Tông Hán cười nói. Để tôi, anh nói chuyện với Lão Hạ, Lão Phong là được. Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Cứ quyết định như vậy đi. Lão Đào, đây là nhiệm vụ chính trị nhất định phải hoàn thành. Sau này huyện ủng hộ các anh cũng có lý do mà. Các anh cũng coi như tăng danh tiếng ở Ninh Lăng. Báo Kinh tế An Nguyên, Nhật báo Ninh Lăng cùng đưa tin về khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân sắp xây dựng xong. Vì cảm ơn thị ủy, chính quyền thị xã Ninh Lăng và huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm ủng hộ, công ty khai thác khu du lịch sẽ mời một loạt ngôi sao nổi tiếng đến tổ chức đêm ca nhạc long trọng cảm ơn nhân dân Ninh Lăng, mà địa điểm là ở sân vận động thị xã Ninh Lăng. Báo Kinh tế An Nguyên còn đưa ra không ít bức ảnh ngôi sao, mời độc giả đưa ra dự đoán công ty khai thác khu du lịch sẽ mời ngôi sao nào. Tứ Đại Thiên Vương Hong Kong có ai sẽ đến tham gia, Trương Vũ Sinh có tham gia không, Kim Đồng Ngọc Nữ nổi tiếng Trung Quốc, Mao An và Dương Ngọc Oánh, còn có Lưu Hoan với bản hát hỏi 1.000 vạn lần vang bóng một lần, đủ loại đồn đại khiến nó làm xôn xao giới giải trí An Nguyên. Mà Ninh Lăng là nơi diễn ra càng khiến dân chúng kích động. Nhật báo Ninh Lăng thậm chí còn mở một chuyên đề về văn hóa mà trước đó chưa từng có,
mỗi ngày giới thiệu một ngôi sao, ca sĩ nổi tiếng. Khi thị trường giải trí còn chưa quá phát triển như bây giờ, nhất là nơi khá lạc hậu như Ninh Lăng, hầu hết thanh niên chỉ có thể thông qua TV hoặc băng đĩa mà tiếp xúc với thần tượng của mình. Bây giờ đột nhiên có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ sao có thể không kích động. Gần như thanh niên đi đường đều thảo luận xem đêm diễn này có ngôi sao nào tham gia, vé đêm diễn đắt NT. Một loạt người đang chờ ngày bán vé, thậm chí đám phe vé Ando cũng đang suy nghĩ đến Ninh Lăng mà hoạt động. Kỳ Dư Hồng cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đêm diễn thành công hay không không quan trọng, dân chúng Ninh Lăng đã chú ý sang việc khác, không ai còn để ý vụ lừa đảo tổn thất bao nhiêu. So với tổn thất tài chính của thị xã, dân chúng chú ý việc Trương Học Hữu hay Lưu Đức Hoa nhiều hơn. Nếu không chỉ cần Lưu Hoan hát vài bài, Mao An và Dương Ngọc Oánh tới là đủ rồi. Không chỉ có ở riêng Ninh Lăng, thành công của đêm diễn sẽ là trái tim của thị trường văn hóa An Nguyên. Nhất là tập đoàn Thương Lãng còn nhân cơ hội không ngừng đề cập tới đêm diễn này trong các lần quảng cáo, điều này càng làm người chú ý. Trên tỉnh cũng nói rõ trong lễ chúc mừng khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân thì có thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong cùng với lãnh đạo của Đại hội đại biểu nhân dân, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh đều tới. Mà ủy ban kế hoạch đầu tư, sở du lịch, sở công thương tỉnh đều có lãnh đạo chủ yếu tham gia. Về phần quyền chủ tịch tỉnh Ninh Pháp có tham gia hay không thì bây giờ vẫn chưa thể xác định. Kỳ Dư Hồng rất hài lòng, y không hy vọng lãnh đạo có thể vì một đêm diễn mà thay đổi hoàn toàn cái nhìn với Ninh Lăng, chỉ mong xóa được ảnh hưởng của vụ án lừa gạt kia là tốt rồi. Tổ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã chính thức tham gia, điều tra xem có cán bộ cơ quan hành chính nào có hành vi vi phạm pháp luật hay không. Mà nghe đồn Viện Kiểm sát tỉnh cũng đã tham gia điều tra, truy cứu trách nhiệm của chính quyền. Điều này làm Kỳ Dư Hồng có chút lo lắng. Mặc dù không truy cứu đến y, nhưng nó xuất hiện khi y làm bí thư thị ủy, nếu nói không có chút trách nhiệm nào là không thể. Mà một khi có cán bộ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì y là bí thư thị ủy cũng bị ảnh hưởng. Cho nên Kỳ Dư Hồng mong chuyện này cứ kéo dài, kéo 3, 4 tháng qua Tết là được. Nói thật, Kỳ Dư Hồng đánh giá cao Vưu Liên Hương. Nếu không có Vưu Liên Hương kịp thời nhắc nhở và đề nghị thì y bây giờ càng khó khăn hơn nữa. Mà nghĩ tới Mai Anh Hoa, Kỳ Dư Hồng lại rất tức giận. Tên này ngoài gây phiền phức ra thì không làm gì được. Bây giờ Mai Anh Hoa không những không thoát được trách nhiệm, chỉ sợ ngay cả Chu Xuân Tú cũng không thoát. Lão Tương, Thiên Phóng, xem ra Mai Anh Hoa không thể ở lại được nữa. Mặc dù không biết Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy xử lý như thế nào, nhưng xem ra y có trách nhiệm chủ yếu. Công tác bên khu khai phát không thể tê liệt, mặc dù xảy ra chuyện nhưng công việc cần phải tiếp tục. Ý tôi là do lão Chu tạm thời kiêm chức bí thư đảng ủy, nhưng năm sau nghĩ đến việc điều chỉnh phân công công việc của thị xã, có lẽ sẽ do lãnh đạo thị xã khác đến kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Hơn nữa công việc khu khai phát không thể dừng lại, cho nên chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát phải nhanh chóng được xác định. Đúng thế, ban quản lý khu khai phát không thể dừng hoạt động, cần phải suy nghĩ kỹ. Chỉ là lựa chọn người cần thận trọng, vừa có đầu óc kinh tế, vừa phải nhạy cảm về chính trị. Tác phong làm việc kiên định. Tương Uẩn Hoa thản nhiên nói, nghe không ra muốn nghiêng về ai. Nhưng Kỳ Dư Hồng nghe ra lại thấy có mùi. Mai Anh Hoa là do y cố gắng đề bạt, nhưng lên một năm không có thành tích gì mà lại có vụ án lớn như vậy. Kỳ Dư Hồng biết các thường vụ thị ủy đã ý kiến với mình. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nói còn có thể tự tát vào mặt y sao? Ừ, điểm này chúng ta cần suy nghĩ kỹ. Kỳ Dư Hồng gật đầu nói. Thiên Phóng. Anh có ai thích hợp không? Tôi và Bí Thư Tương đã bàn về ba người. Một là Phó Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Khai Phát Từ Trấn Bình, một vị là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Thị xã, Lý Trạch Hải, một là Chủ tịch huyện Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống. Kỳ Dư Hồng nhíu mày. Triệu Quốc Đống ư, đây là quan điểm của Tương Uẩn Hoa hay là Trương Thiên Phóng? Lúc trước khi y và Trương Thiên Phóng bàn về người làm Chủ nhiệm Ban Quản lý Khu Khai Phát thì không nhắc tới Triệu Quốc Đống mà. Lão Tương. Ý kiến của anh là như thế nào? Đồng chí Từ Trấn Bình thì tôi khá hiểu. Đây là người kiên định, đáng tin nhưng tôi cảm thấy có lẽ do đồng chí ở cơ quan quá lâu, nên tôi vẫn cảm thấy Từ Trấn Bình không có tinh thần tiến thủ, thiếu việc dám nghĩ dám làm. Khu khai phát Ninh Lăng chúng ta không thể so sánh với An Đô, thậm chí Kiến Dương cùng Miên Châu. Trụ cột của người ta tốt, mở đầu cao, vị trí địa lý tốt hơn chúng ta nhiều. Cho nên khu khai phát Ninh Lăng chúng ta muốn tiến thật nhanh. Đuổi kịp bọn họ thì người phụ trách phải có sự xông xáo, nhưng lại không được thiếu sự chín chắn.
Từ Chấn Bình sợ rằng thiếu một điểm. Ừ, ý kiến của Lão Tương cũng khá giống tôi. Từ Chấn Bình tôi thấy phù hợp với công tác bình tĩnh, thời gian trước khi thành lập khu khai phát thì anh ta rất vất vả, nhưng sau khi xây dựng xong và chính thức tiến hành thu hút đầu tư thì anh ta lại có vẻ không theo kịp. Kỳ Dư Hồng cũng đồng ý với ý kiến của Tương Uẩn Hoa. Về phần Lý Trạch Hải và Triệu Quốc Đống thì tôi thấy đều có thể. Lý Trạch Hải trước đây khi ở huyện Tào Tập đã phụ trách mảng công nghiệp một thời gian, bây giờ cũng rèn luyện ở Ủy ban Kinh tế Kế hoạch, tôi nghĩ đồng chí này có thể đảm nhiệm. Triệu Quốc Đống cũng được, hơn năm qua tốc độ phát triển kinh tế của Hoa Lâm là rất nhanh, luôn nằm trong top đầu của thị xã, cũng là nhân tài làm kinh tế. Chẳng qua Triệu Quốc Đống mới làm chủ tịch huyện Hoa Lâm một thời gian, bây giờ điều chỉnh là không quá thích hợp. Điều này còn cần Bí Thư Kỳ suy nghĩ. Tương Uẩn Hoa lấy lui làm tiến mà nói. Trương Thiên Phóng có chút kinh ngạc. Lúc trước khi y và Tương Uẩn Hoa bàn về người làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, y đưa ra Triệu Quốc Đống, Tương Uẩn Hoa cũng tỏ vẻ đồng ý. Chẳng qua bây giờ nghe giọng của Tương Uẩn Hoa thì thái độ có vẻ đã có thay đổi. Chẳng lẽ Tương Uẩn Hoa cảm thấy Kỳ Dư Hồng sẽ không đồng ý để Triệu Quốc Đống đến khu khai phát sao? Trương Thiên Phóng vẫn luôn thấy người làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát tốt nhất là Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng đầu óc linh hoạt, quan hệ rộng, quan niệm tư tưởng hơn xa người bình thường, hơn nữa có năng lực công tác và khí phách. Triệu Quốc Đống hơn hẳn Mai Anh Hoa nhiều. Chỉ là Trương Thiên Phóng làm trưởng ban tổ chức cán bộ cũng phải suy nghĩ ý kiến cấp trên. Lý Trạch Hải quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng. Hơn nữa trong thời gian này Lý Trạch Hải cũng mời ban tổ chức cán bộ đi tụ tập vài buổi, ý đồ rất rõ ràng. Xem ra Lý Trạch Hải muốn nhìn vào vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Trương Thiên Phóng không thể không suy xét nặng nhẹ trong này. Cho nên y mới có thể hỏi ý kiến Tương Uẩn Hoa về Triệu Quốc Đống. Tương Uẩn Hoa không đồng ý thì Trương Thiên Phóng sẽ không làm việc phí công. Mà Tương Uẩn Hoa ủng hộ thì y thật ra tin mình cùng Tương Uẩn Hoa sẽ có thể thuyết phục Kỳ Dư Hồng để Triệu Quốc Đống đến khu khai phát làm việc. Nhưng bây giờ Tương Uẩn Hoa lại rút chân khi chuẩn bị tiến vào cánh cửa, cách này làm cho Trương Thiên Phóng không tiện mở miệng nói. Y cũng biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Tương Uẩn Hoa rất tốt, nhưng rốt cuộc là mật thiết hay là coi như cũng được thì Trương Thiên Phóng tạm thời chưa thể xác định. Nếu Tương Uẩn Hoa có thái độ mập mờ như vậy thì Trương Thiên Phóng phải ngồi mà quan sát. Triệu Quốc Đống đúng là một nhân tài. Tôi thấy tăng trưởng GDP và thuế của Hoa Lâm năm nay sẽ đứng đầu thị xã. Chẳng qua Lão Tương nói đúng, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng của việc cải tạo thành cũ Hoa Lâm. Mà một khi cầu Quế Khê xây dựng xong, vậy việc xây dựng khu Hà Đông, Hoa Lâm sẽ tiến tới. Mà từ năm trước đến năm nay bộ máy Hoa Lâm đã điều chỉnh nhiều lần, bây giờ không thích hợp điều chỉnh nữa. Nếu thật sự điều Triệu Quốc Đống đi thì tôi e là Đại Hải không muốn. Kỳ Dư Hồng cười nói. Hơn nữa kinh tế Hoa Lâm đang phát triển mạnh, đây là tấm gương cho mấy huyện khó khăn khác. Huyện Hoa Lâm có thể thay đổi bộ mặt, vậy Thương Hóa, Phong Đình sao có thể đứng mãi không tiến? Khuê Dương, Thổ Thành tại sao không thay đổi? Kỳ Dư Hồng đi vòng hơi xa nhưng cả Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng đều biết Kỳ Dư Hồng đã lộ rõ ý đồ. Lời này chính là muốn điều chỉnh bộ máy mấy huyện kia. Hai anh mặc dù không phụ trách công tác kinh tế nhưng làm công tác tổ chức cán bộ thì cũng cần phải học cách xem xét tình hình, phải hiểu rõ chỉ thị tinh thần của Trung ương và tỉnh. Công tác kinh tế là công tác quan trọng nhất hiện nay. Làm như thế nào để phát triển nhanh hơn thì phải tìm kiếm con đường mới từ Trung ương đến địa phương. Phát triển kinh tế cũng là việc quan trọng nhất đối với đảng ủy, chính quyền từng cấp. Mà ban tổ chức cán bộ khi lựa chọn cán bộ cũng cần coi trọng vấn đề này. Phải chọn cán bộ giỏi về công tác kinh tế. Có thể làm công tác kinh tế, nhất là làm kinh tế một nơi phát triển mạnh. Khi đề bạt cán bộ cần phải ưu tiên đến những người đó đầu tiên, cố gắng đưa bọn họ tới vị trí thích hợp nhất mà phát huy năng lực và tác dụng của bọn họ. Kỳ Dư Hồng nói này có nhiều điều phải suy nghĩ. Tương Uẩn Hoa cũng phải suy nghĩ. Hai huyện Phong Đình cùng Thổ Thành năm nay phát triển quá chậm, hơn nữa bộ máy không đoàn kết. Kỳ Dư Hồng có ý kiến với việc này. Lời này mặc dù thoáng cái kéo bốn huyện vào nhưng Tương Uẩn Hoa cảm thấy Kỳ Dư Hồng bây giờ càng lúc càng cứng rắn, cũng càng lúc càng muốn điều chỉnh bộ máy cấp huyện. Tôi thấy Lý Trạch Hải khi phụ trách công tác kinh tế của Tào Tập đã đạt được thành tích đặc biệt, lại công tác ở Ủy ban Kinh tế Kỹ thuật một thời gian dài, coi như đã rèn luyện một phen từ trên xuống dưới, có lẽ có thể đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Ý của tôi là xác định Lý Trạch Hải. Kỳ Dư Hồng rất quyết đoán nói. Về phần Triệu Quốc Đống thì để cậu ta tiếp tục ở Hoa Lâm làm ra thành tích.
tôi thật ra hy vọng cậu ta có thể biến Hoa Lâm thành tấm gương của toàn Hoa Lâm. Ban tổ chức cán bộ các anh cũng nên xuống nghiên cứu nhiều vào. Kinh tế Hoa Lâm có thể phát triển nhanh như vậy là có quan hệ lớn với Triệu Quốc Đống, nhưng cũng có cố gắng của các cán bộ khác. Hoa Lâm có thể hình thành không khí phát triển kinh tế tốt như vậy, tôi thấy nó có quan hệ lớn đối với việc chỉnh đốn tác phong làm việc của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm. Hy vọng các anh có thể tổng kết từ việc này. Cao, quá cao. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng nhìn những tờ quảng cáo treo khắp đường phố An Đô. Một nam một nữ xinh đẹp cầm chai nước suối thương lãng ngẩng đầu nhìn sân khấu đầy ngôi sao, trong đó còn có mấy chữ lớn viết ở bên dưới. Đêm quyến rũ, chấn động Ninh Lăng. Siêu sao vừa ra, sóng gió Hoa Hải. Hu, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành hay là Lê Minh. Tứ đại thiên vương ai có thể gọi là cô đơn. Trương Vũ Sinh và Tề Tần, ai mới được coi là chân mệnh thiên tử của ca nhạc Đài Loan. Mao An và Dương Ngọc Oánh, Lý Xuân Ba, Điền Trấn, Lưu Hoan, ai đứng đầu Trung Quốc trong năm 1996. Hai chữ Hoa và Lâm được in rất lớn, lộ rõ địa vị đặc biệt của Hoa Lâm. Điều này làm cho nhiệt độ An Đô vốn đang lạnh cũng có vẻ tăng lên vài độ. Anh đang nói gì thế? Nước Sơn đẩy cửa tiến vào, tên này mặc áo khoác màu cho, đeo kính râm, cộng thêm chiếc cặp Louis đúng là ra vẻ người thành đạt. Anh đang nói lãnh đạo thị xã Ninh Lăng đúng là cao, chỉ một chiêu đã diệt sạch những nhân tố không ổn định từ trong trứng nước. Anh đúng là không biết một đêm diễn còn có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ngay cả An Đô cũng bị tác động, xem ra không ít fan hâm mộ. Anh nói thì nhẹ nhàng nhưng đêm diễn này chúng ta đã bỏ ra không ít tiền. Đào Tông Hán quá gian xảo, y tính giỏi thật, quảng cáo khu du lịch cho y mà lại muốn chúng ta bỏ nhiều tiền. Nước Sơn có chút buồn bực mà nói. Anh đáp ứng hắn làm gì? Khu du lịch của hắn sau này còn cần chính quyền ủng hộ cơ mà, dám không nghe lời anh sao? Anh lại không có chỗ tốt gì từ hắn thì sao phải sợ? Nói hắn ủng hộ công việc của ủy ban là được chứ gì? Chú hiểu gì, nếu làm như vậy thì ai còn đến Hoa Lâm đầu tư chứ? Đây không phải làm xấu mặt huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm sao? Triệu Quốc Đống mắng. Được rồi, Đức Sơn. Chú đừng có ở đó mà ra vẻ với anh. Chuyện này anh làm chủ, chẳng qua công ty làm rất tốt, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà tuyên truyền. Ha ha, anh, em chẳng qua chỉ nói mấy câu mà thôi, em không có ý gì khác mà. Nước Sơn vội vàng giải thích. Ba anh em Triệu Quốc Đống đã lâu không tụ tập với nhau. Triệu Quốc Đống cũng nhớ hai thằng em nên mới nhân cơ hội mà lên An Đô. Anh, em vừa lúc có việc cần bàn với anh. Trường Xuyên cầm một tập tài liệu trong tay mà nói. Có mười mấy quỹ tín dụng tư nhân của thành phố An Đô đang tiến hành chỉnh hợp lại, nghe nói cuối năm sẽ hoàn thành việc tổng hợp tài sản và chính thức thành lập ngân hàng thương mại An Đô. Em lên tỉnh họp thì vài người bạn trong giới kinh doanh hỏi em có muốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại này hay không? Ồ, đây là tài liệu chuẩn bị của ngân hàng thương mại An Đô. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra, việc này đúng là trùng hợp. Đám người Phong Việt Nhân đang bàn việc mua cổ phần của ngân hàng thương mại Ninh Ba. Hắn còn đang tính tập đoàn Thương Lãng có phải là nhân cơ hội tiến vào hệ thống tài chính hay không. Vậy mà ngân hàng thương mại An Đô lại sắp thành lập. Chú thấy việc này như thế nào? Ngân hàng thương mại An Đô vẫn chưa thành lập nhưng nghe nói hiệu quả kinh doanh của hơn 10 quỹ tín dụng kia không tốt mấy, em có chút do dự. Nhưng nghe anh nói thì ở Trung Quốc ngành sản xuất không lo lỗ chính là ngành sản xuất lũng đoạn thị trường. Mà hệ thống ngân hàng chính là ngành lũng đoạn nên em cũng hơi động tâm. Triệu Quốc Đống không xem tài liệu mà thản nhiên nói. Quan điểm của anh cũng nghiêng về việc này. Có thể mua cổ phần của hệ thống tài chính là cơ hội rất tốt, có tác dụng lớn đối với sự phát triển của tập đoàn sau này. Ngoài ra anh nghe nói ngân hàng thương mại Ninh Ba có vẻ muốn thành lập, chính quyền địa phương bên đó cũng mời các công ty mua cổ phần. Lão Phong và Lão Hạ, còn có mấy người Hoa Ca đang bàn về việc này. Anh cảm thấy chú có thể bảo Cù Vận Lam bàn với bọn họ, xem có cơ hội hay không. Anh cảm thấy ngân hàng thương mại Ninh Ba cũng được đó. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Trường Xuyên ngẩn ra. Chẳng qua tập đoàn Thương Lãng chúng ta chưa có gì ở Chiết Giang, không biết có cơ hội hay không? Không nhất định, tập đoàn Thương Lãng bây giờ coi như là tập đoàn có tiếng ở cả Trung Quốc, nhất là đứng hàng đầu trong ngành sản xuất nước suối. Anh tin chính quyền địa phương khi chọn công ty tham gia mua cổ phần thì cũng hy vọng có thể có công ty nổi tiếng tham gia. Như vậy sẽ giảm nguy cơ tài chính, còn có nhiều lợi ích cho nghiệp vụ sau này.
nhất là tập đoàn có tiền mặt luân chuyển nhiều như tập đoàn Thương Lãng càng được bọn họ chào đón hơn nã. Chẳng qua Ando nếu cũng muốn mời tập đoàn Thương Lãng vào, chú thật ra có thể cân bằng một chút. Chỉ là cơ hội mua cổ phần của hệ thống tài chính tuyệt đối không được bỏ qua. Chỉ cần tài chính cho phép thì phải cố gắng mua vào. Tập đoàn Thương Lãng mặc dù khác với các tập đoàn tài chính tiến vào hệ thống tài chính mà hô mưa gọi gió, cũng không có ý phát triển nhiều ngành nghề. Nhưng nếu có thể mua cổ phần của hệ thống tài chính thì sao có thể ngồi ngoài mà nhìn. Tập đoàn Thương Lãng đã có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong trong vài năm tới, như vậy nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng thương mại không thể nghi ngờ sẽ giúp nhiều khi lên thị trường chứng khoán. Hơn nữa cổ phần trong các ngân hàng thương mại sẽ càng lúc càng khan hiếm khi kinh tế phát triển. Bây giờ có lẽ mọi người chưa cảm nhận được nhưng càng về sau anh sẽ cảm thấy được giá trị tài sản này tăng lên rất nhiều. Hơn nữa sức ảnh hưởng cũng khó có thể tưởng tượng. Anh, tài chính thật ra không có vấn đề gì. Tập đoàn Thương Lãng chúng ta năm nay lãi cao hơn nhiều năm trước, nhất là thị trường Đông Bắc, Hoa Bắc phát triển nhanh vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nước suối Trường Bạch đã thành công được Đại hội đại biểu Nhân dân Trung ương và các bộ ngành Trung ương dùng để tiếp khách. Ngoài ra lợi nhuận từ các sản phẩm cũng tăng lên rất nhanh. Em đoán năm nay nước suối Thánh Thủy Trường Bạch chiếm 5% tổng lợi nhuận của tập đoàn Thương Lãng, sang năm có thể đạt tới 10 hoặc 15%. Trường Xuyên có chút tự hào mà nói, bởi vì có sản phẩm nước suối Thánh Thủy cao cấp nên y mới muốn giữ được vị trí độc lập của tập đoàn Thương Lãng. 6 tháng tiêu thụ mạnh nhất làm số sản phẩm của chúng ta đạt trên 900 triệu, có lẽ cả năm đột phá 1 tỷ sản phẩm là không vấn đề gì. Lợi nhuận có thể đạt được 260 triệu đã vượt quá dự đoán lúc trước của chúng ta là 180 triệu. Trừ đi số tiền đầu tư vào dây chuyền sản xuất ở Đông Bắc, Hoa Bắc thì có lẽ lãi ròng ít nhất cũng đạt được 120 triệu. Ừ, rất nhiều tiền mặt ở trong tay là việc tốt, có thể thích hợp tiến hành đầu tư và giúp đỡ các công ty có tiềm năng. Nhất là tham gia cổ phần vào ngân hàng thương mại càng tốt hơn cả. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cần cho vay thì phải cho vay, nhưng nên đầu tư cũng không được buông tay. Trường Xuyên, chuyện này chú tính toán cho kỹ. Ngân hàng thương mại Ninh Ba theo anh đoán về sau sẽ có thực lực kinh tế rất mạnh, có thể giúp tập đoàn Thương Lãng chúng ta mở rộng thị trường Chiết Giang. Chú có thể thông qua lần biểu diễn này của công ty khai thác khu du lịch mà tiếp xúc với mấy người Lão Hạ, Lão Phong. Bọn họ có mạng lưới quan hệ rộng ở Chiết Giang, TTH Tong qua bọn họ để tỏ vẻ chú muốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại Ninh Ba với chính quyền địa phương. Vâng, em sẽ bảo Cù Vận Lam liên lạc với bọn họ trước. Nghe nói mấy người bọn họ sắp tới sẽ đến Ando, đến lúc đó gặp và đàm phán cụ thể. Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống coi trọng việc này như vậy liền chú ý hơn. Y suy nghĩ một chút rồi nói. Anh, còn có một số việc em muốn hỏi ý kiến của anh. Bây giờ tập đoàn Thương Lãng phát triển rất nhanh, hơn nữa nghiệp vụ cũng dần lan khắp cả nước. Trụ sở chính của công ty nằm ở Tân Châu đã không còn quá thích hợp. Em, Đức Sơn và nhân viên quản lý của tập đoàn đã bàn và dự định chuyển trụ sở chính tới Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải nên định hỏi ý kiến của anh. Triệu Quốc Đống thấy Trường Xuyên muốn nói lại thôi, Đức Sơn lại có chút khẩn trương thì biết hai thằng này nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Chỉ là hắn không ngờ hai thằng này nhanh như vậy đã muốn chuyển trụ sở của tập đoàn Thương Lãng đi. Hắn cũng biết đây là điều nhất định phải làm, chủ yếu không nghĩ nó đến nhanh như vậy mà thôi. Chuyển trụ sở. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Tập đoàn Thương Lãng đã trưởng thành, đã không còn là thời đại khi hắn mới thành lập tập đoàn Thương Lãng nữa. Sản lượng trên 1 tỷ, bây giờ bình nước lớn đã bắt đầu tiến vào thị trường An Nguyên, Tứ Xuyên cùng với Hồ Nam, Hồ Bắc, có lẽ sang năm sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Nước suối cao cấp Thánh Thủy tiêu thụ mạnh như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Sự trưởng thành của Trường Xuyên và Đức Sơn làm cho Triệu Quốc Đống vui mừng. Hai thằng em của hắn đã có thể phụ trách một mảng. Vâng, anh, bọn em tính rồi, nếu như công ty chỉ giới hạn ở Tân Châu sẽ không có lợi cho sự phát triển của công ty. Nhất là trụ sở ở Đông Bắc, Hoa Bắc đã có thể vượt qua bên Tân Châu, cùng với ở bên đó có thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn nữa, xu thế này càng lúc càng rõ ràng. Điều này cũng có nghĩa tập đoàn Thương Lãng không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, chúng ta cũng nên tính tới thị trường nước ngoài như Nga. Ngoài ra em cũng đang suy nghĩ vấn đề đa nguyên hóa, ví dụ như em cảm thấy tương lai lớn của ngành thuốc. Đúng như anh nói nếu muốn làm lớn thì không thể đứng yên. Bây giờ thị trường nước cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt, mấy công ty đối thủ đang tranh đoạt thị trường với nhau và với chúng ta. Bởi vì chúng ta không thể mở rộng nước tinh khiết nên về tổng thể chúng ta kém bọn họ nhiều.
Cảm giác này nó cứ đè trên đầu em làm em cảm thấy mình không nên chậm trễ. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn còn đang suy nghĩ cho bước phát triển tiếp theo của tập đoàn Thương Lãng thì Trường Xuyên đã có suy nghĩ vượt ra khỏi trói buộc truyền thống. Đa nguyên hóa là con dao hai lưỡi cuối cùng đã thành sự lựa chọn của tập đoàn Thương Lãng. Chẳng qua hắn cũng phải thừa nhận Trường Xuyên nhạy bén. Ngành thuốc về sau là ngành có lãi lớn nhưng cũng là ngành chịu phê phán nhiều nhất. Anh sao thế? Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ suy nghĩ vu vơ, Trường Xuyên và Đức Sơn đều có chút lo lắng. Hai thằng sợ những điều mình nói làm cho ông anh bực. Ừ, không có gì, phải nói anh rất vui, thật đố. Trường Xuyên, Đức Sơn, hai chú cứ dựa theo ý của mình mà làm. Chẳng qua anh nhắc hai thằng, đa nguyên hóa và chuyên môn hóa không phải mâu thuẫn tuyệt đối. Khi xử lý vấn đề chuyên môn hóa và đa nguyên hóa cần rất thận trọng. Ngoài ra giữ được lượng tiền mặt lưu động là rất quan trọng. Ngoài ra cũng phải chú ý cơ chế chọn lựa, bồi dưỡng cán bộ, phải học được cách đoàn kết trong, liên minh ngoài. Vừa chú trọng tự bồi dưỡng cán bộ trong nội bộ công ty, cũng cần suy nghĩ lôi kéo nhân tài từ ngoài vào. Còn vấn đề khác thì anh không nói, cứ làm theo hai đứa đi. Sau khi ăn xong, Triệu Quốc Đống vẫn không bình tĩnh lại được. Tương Uẩn Hoa gọi điện tới càng làm hắn phải suy nghĩ nhiều hơn. Vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát rõ ràng làm người ta chú ý hơn là chủ tịch huyện Hoa Lâm. Bản thân Triệu Quốc Đống cũng tin mình ngồi vào vị trí đó sẽ đạt thành tích lớn hơn nữa. Nhưng Tương Uẩn Hoa lại nói với hắn đừng hy vọng vào việc này. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Dư Hồng muốn chọn Lý Trạch Hải. Hai, Kỳ Dư Hồng kiên trì nguyên tắc bí thư đảng ủy ban quản lý do lãnh đạo thị xã kiêm nhiệm, tương đương cắt đứt khả năng chủ nhiệm ban quản lý muốn nhân cơ hội lên chức. Ở tình hình này Tương Uẩn Hoa cho rằng Triệu Quốc Đống đến ban quản lý khu khai phát không làm lãnh đạo cao nhất. Hơn nữa cũng không được Kỳ Dư Hồng hoàn toàn tán đồng, vậy tốt hơn hết là ở lại Hoa Lâm, sang năm La Đại Hải đến tuổi thì Triệu Quốc Đống đẩy lý do lên làm bí thư huyện ủy. Triệu Quốc Đống cũng biết bố trí của Tương Uẩn Hoa là tốt nhất. Ban quản lý khu khai phát vừa xảy ra chuyện, mà Hoa Lâm lại đang phát triển theo quỹ đạo ổn định. Nhất là bây giờ công trình cải tạo thành cũ và xây dựng cầu đang toàn diện diễn ra, đúng là lúc có thành tích. Khi cầu Quế Khê thông, khu vực Hà Đông sẽ đón chào cơ hội chưa từng có. Triệu Quốc Đống rất tin vào điều này. Chẳng qua có một chi tiết làm Triệu Quốc Đống vốn giật mình càng không yên hơn nữa. Mấy thằng em trưởng thành quá nhanh làm Triệu Quốc Đống có chút mất mát. Nhất là Trường Xuyên muốn chuyển trụ sở của công ty khỏi Tân Châu, ngoài việc giữ lại công trình kiến trúc tiêu biểu kia thì sẽ các thứ khác chuẩn bị bán hết đất đai. Hơn nữa công ty đã liên lạc xong với Tân Châu, điều này làm Triệu Quốc Đống vừa đánh giá cao quan hệ của Trường Xuyên và Đức Sơn, lại thấy mình bị giấu giếm. Cách làm bán đất này của tập đoàn Thương Lãng vậy mà được Tân Châu đồng ý, hơn nữa còn rõ ràng biết trụ sở tập đoàn Thương Lãng muốn chuyển đi cũng đủ để làm người ta phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống không muốn quan tâm Đức Sơn giở trò gì ở Tân Châu. Bí thư thị ủy Tân Châu bây giờ, Tôn Nghĩa Phu có quan hệ với Đức Sơn đã vượt xa một lãnh đạo địa phương và chủ một công ty. Như Đức Sơn nói thì một cuộc điện của y là có thể đưa tới phó thị trưởng Tân Châu, dù kẻ đó đang làm gì. Trưởng thành thì phải dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ, trưởng thành cũng phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đây là điều mà Triệu Quốc Đống phải nhắc Đức Sơn. Đến chiều khi Triệu Quốc Đống ăn cơm với Dương Thiên Bồi, Kiều Huy, Hứa Minh Viễn, tâm trạng của hắn mới tốt hơn một chút. Chẳng qua những lời nói của Dương Thiên Bồi làm Triệu Quốc Đống có chút động tâm. Mai Giang Minh Châu số 2 được rất nhiều người đặt mua. Có thu hoạch quá lớn từ Mai Giang Minh Châu số 1, Mai Giang Minh Châu số 2 chỉ có thể dùng từ quá nóng bỏng. Ngay cả Dương Thiên Bồi và Kiều Huy đều có chút kinh ngạc vì số người cơ sở tiền lại nhiều đến vậy. Vì thế những căn biệt thự kiểu cổ kết hợp kiến trúc Trung Âu mới đạt được thành công lớn như vậy. Cùng lúc đó hai khu đất cạnh dòng Lan Khê cũng tiến hành xây dựng. Khu đất của Cục Tài chính được xây thành Lan Khê Ngự Uyển với những căn biệt thự kiểu châu Âu. Xung quanh là những mảng xanh nhiều màu sắc. Mảnh đất mà Cục Giao thông dành cho được xây thành những căn nhà 3, 4 tầng lấy tên Khê Bạn Giật Cảnh làm chính. Hai hạng mục này cùng khởi động khiến thị trường bất động sản An Đô trở nên điên cuồng. Mặc dù hai hạng mục này không quá lớn nhưng tập đoàn Thiên Phu vừa tiến vào thị trường bất động sản đã dũng cảm không ngừng ra tay, không có thời gian ngừng nghỉ mà trực tiếp đẩy ra 4 hạng mục là điều không ai ngờ tới. Được rồi, mấy anh phải nhớ một câu quy mô tư bản. Cách quản lý hiện đại, nắm giữ đất đai, các vấn đề này tổng hợp lại sẽ là một công ty bất động sản thành công. Thực ra có thể 2 trong 3 đã là không dễ, nếu có đủ cả 3 thì đó chính là ông Hoàng trong giới bất động sản. Triệu Quốc Đống cười nói.
bây giờ địa ốc Thiên Phu đang làm ăn tốt, đi theo con đường căn hộ cao cấp làm nhiều người chú ý. Nhưng sau đây làm như thế nào phải do Minh Viễn tính toán. Vận dụng tài sản và quỹ đất là hai nhân tố chính của công ty bất động sản, đồng thời phải dựa vào quản lý hiện đại. Minh Viễn, tài sản và đất thì anh không cần quan tâm. Có Bồi Ca và Huy Ca, còn lại dựa vào anh. Quốc Đống, bây giờ đại lộ Khám Hồ còn hẻo lánh, nhưng bên thành phố đang cố gắng và hy vọng chúng ta nhận vài mảnh đất bên đó. Anh lo bên đó ít người, nếu cầm thì sẽ dính tới rất nhiều tài chính. Dương Thiên Bồi gắp miếng thịt dê rồi nói. Lớn như thế nào? Triệu Quốc Đống nói. Lớn nhỏ khác nhau, cũng có thể thành một mảnh chung. Lớn có khu đất rộng 300, 400 mẫu, nhỏ có mảnh 50, 60 mẫu, lớn nhỏ có khoảng chục mảnh, có thể lựa chọn. Cũng nói xen vào. Theo em đoán vài năm tới thị trường bất động sản sẽ hết đóng băng. Đại lộ Khám Hồ sẽ tăng người ở khi các trụ sở hành chính của thành phố chuyển tới đó. Nếu có thể lấy một vài mảnh đất thì là tốt, chỉ là phải tổng hợp tài chính lưu động và đất dự trữ một cách hợp lý. 1-2 năm tới thị trường bất động sản chưa phát triển, nhưng khi nó nóng lên mà anh muốn lấy đất với giá rẻ như vậy là không thể. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu tôi là hai anh, tôi vừa phát triển nghiệp vụ, vừa không ngừng lấy đất. Tài chính không đủ thì cố gắng nghĩ biện pháp với bên ngân hàng. Huy Ca, ở việc này còn phải dựa vào anh nhiều hơn. Lấy lý do là vay tiền xây dựng công trình cho chính quyền thành phố, tôi cảm thấy bên ngân hàng có thể chấp nhận. Nghe cậu nói giống như không liên quan gì tới cậu vậy. Kiều Huy chỉ có thể cười nói như vậy mà thôi. Thực hiện như thế nào thì y không cần ai chỉ điểm. Y tin vào ánh mắt của Triệu Quốc Đống, tin vào dự đoán về tương lai của thị trường bất động sản do Triệu Quốc Đống đưa ra. Hứa Minh Viễn chỉ loáng thoáng biết một chút điều trong này, y cũng không muốn tìm hiểu cụ thể làm gì. Đứng ở vị trí nào, làm gì thì y hiểu rõ. Y cũng biết mình giỏi về làm việc gì, có thể làm gì. Ngành sản xuất bất động sản thực ra cũng không đơn giản như Triệu Quốc Đống nói. Quy mô tài chính và dự trữ đất nói thì đơn giản, nhưng người có thể làm tốt sẽ là nhân tài. Y cũng không hiểu hai vấn đề đó, y chỉ giỏi về quản lý. Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người, hắn nhìn Cù Vận Bạch đang nằm ngủ rồi nghiêng người ngồi dậy. Mấy chuyện hôm nay làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Tập đoàn Thương Lãng phát triển mạnh cùng với sự trưởng thành của Trường Xuyên, Đức Sơn, nước suối Thương Lãng đã là một trong các sản phẩm hàng đầu trong ngành sản xuất của Trung Quốc. Trường Xuyên cũng có ý tưởng và quy hoạch của mình, mà tập đoàn Thiên Phu cũng là như vậy, sau vài hạng mục coi như nó đã đứng vững trong nền bất động sản Ando. Hơn nữa Triệu Quốc Đống tin có Kiều Huy cùng Hứa Minh Viễn gia nhập, Dương Thiên Bồi có thể dồn nhiều tâm trí vào việc quy hoạch của tập đoàn. Theo thị trường bất động sản ấm lên, tập đoàn Thiên Phu phát triển là nhất định. Những điều này hơn xa so với con đường chính trị của hắn, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút mất mát. Nếu không phải hắn quyết tâm tạo sự nghiệp trong chính trị, thì dù là tập đoàn Thương Lãng hay là tập đoàn Thiên Phu, Triệu Quốc Đống tin tưởng có thể đưa nó thành quái vật của Trung Quốc. Triệu Quốc Đống không khỏi lắc đầu. Ngay khi hắn đang vui mừng vì lôi kéo được một công ty đầu tư với vốn chục triệu, lượng tiêu thụ của tập đoàn Thương Lãng đã vượt quá 1 tỷ sản phẩm, chênh lệch đúng là quá lớn. Sao vậy Quốc Đống? Cù Vận Bạch mở đôi mắt còn ngái ngủ ra rồi nói. Không có gì, em suy nghĩ một chút mà thôi. Triệu Quốc Đống đưa tay vuốt tóc Cù Vận Bạch. Có chuyện gì sao? Cù Vận Bạch vội vàng hỏi. Triệu Quốc Đống cười cười nói chuyện hôm nay mình đã gặp và nghe ra với cô. Cù Vận Bạch dựa sát người vào lòng Triệu Quốc Đống, ngồi nghe hắn nói. Quốc Đống, sao em lại thấy mất mát? Bởi vì em cảm thấy bọn họ có tài sản lớn. Hay là thấy bọn họ sáng tạo được nhiều giá trị? Hay là thấy xã hội không công bằng? Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi lắc đầu. Không phải đúng không? Chỉ thấy một người đã lựa chọn con đường của mình thì không cần so sánh với người khác, mà chỉ cần quan tâm mình có làm được mục tiêu mình đặt ra hay không. Huyện Hoa Lâm dưới sự cố gắng làm việc của em đã thay đổi nhiều, cuộc sống của dân chúng được cải thiện cũng có một phần công lao của em, xây dựng huyện thành cũng có công của em. GDP của Hoa Lâm tăng lên cũng là công của em. Về phần tài chính thì đúng như em nói đó, khi tiền vượt quá con số nhất định vậy nó chỉ là mấy con số mà thôi. Chị nghĩ em không đến mức buồn vì mấy con số này chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 6, chương 89,90. Triệu Quốc Đống ngồi trên giường vận động một chút cho khỏe mạnh, sau đó ra sân tập quyền. Hắn vào phòng, lúc này Cù Vận Bạch đã tỉnh.
Triệu Quốc Đống cười nói. Vận Bạch, trời mát mẻ như vậy chẳng lẽ chị không hưởng thụ một chút sao? Không nên đưa sở thích của em ép lên người khác, đối với chị mà nói, nằm trong chăn ấm áp ngủ một giấc mới là việc sung sướng mà. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Vận Bạch, có phải phụ nữ đều có sở thích này không? Chị cũng không biết, chẳng qua chị nhớ Vận Lam không thích điều này. Nó khá giống em, dậy đúng giờ sau đó tập nhảy, tập ngồi, cuối cùng là chạy chậm. Dù là đi công tác thì nó cũng không thay đổi sở thích này của mình. Ừ, điều này chứng minh Vận Lam là người cố chấp có tính cách cứng cỏi. Phụ nữ có tính cách như vậy thường khát vọng thành công trong sự nghiệp. Bọn họ thường chiếm vị trí chính trong nhà, đương nhiên đối với phụ nữ mà nói đây khó nói là ưu hay khuyết điểm. Ồ, vậy chị có tính cách gì? Cù Vận Bạch có chút tò mò mà nói. Không, chị không có tính cách đó. Ừ, nói như thế nào nhỉ, bên ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, chỉ giỏi che giấu mà thôi. Triệu Quốc Đống ngồi trên giường vuốt ve khuôn mặt cô mà nói. Phụ nữ thường có tính cách này hơn, nhưng thường lại có suy nghĩ độc lập và mẫn cảm. Cù Vận Bạch run lên mà nói. Quốc Đống, em cũng có thể mở ra một lỗ hổng tâm lý đó. Bị em nói chúng nên muốn đổi đề tài hả? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi vuốt ve mặt cô. Quốc Đống, chúng ta không nói chuyện việc này được không? Cù Vận Bạch lấy lại bình tĩnh rồi nói. Mọi người có cách sống của mình mà, bây giờ không phải tốt sao? Nếu như đàn ông muốn chiếm hữu, chị chỉ thuộc về mình em. Mà em cũng có cuộc sống của mình. Em như chiếc ô tô trên đường cao tốc, chị lại như một người đi bộ bên đường. Nếu như em muốn tiến vào đưa một đoạn là được, sau đó lập tức rời đi. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than cuộc sống tuy thích nhưng có ngày nào đó có xe nào cho chị đi nhờ thì sao? Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, Cù Vận Bạch hơi ngồi dậy ôm đầu Triệu Quốc Đống, dịu dàng nói. Yên tâm, chị chỉ thuộc về mình em. Lời này đã phá tan sự lo lắng trong lòng Triệu Quốc Đống. Hắn đưa tay ôm lấy cơ thể trắng nõn, đầy đặn của Cù Vận Bạch, hôn lên mặt cô, đôi tay cũng đưa vào áo ngủ của cô. Một lúc lâu hai người mới thoát khỏi nụ hôn dài. Quốc Đống, em để Vận Lam cùng mấy người kia mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Ninh Ba có thích hợp không? Vận Bạch, chị không tin em gái mình như vậy sao? Vận Lam có kinh nghiệm phong phú trong kinh doanh, hơn nữa quan hệ giữa Vận Lam mấy người Chiết Giang kia cũng được. Em chỉ là để Vận Lam trao đổi trước, không phải phụ trách thủ tục đóng cổ phần. Điều này do nhân viên chuyên môn phụ trách, mỗi cổ phần có giá bao nhiêu, chúng ta bỏ ra bao nhiêu, có bao nhiêu cổ phần đều cần nhân viên chuyên môn phụ trách. Không cần chúng ta người ngoài quan tâm. Triệu Quốc Đống đưa tay lên nắm lấy hai bên bầu vú đầy đặn của Cù Vận Bạch, dựa lưng vào giường mà nói. Mua cổ phần của hệ thống ngân hàng có lợi cho tập đoàn, hơn nữa số cổ phần này có thể làm thế chấp vay vốn của các ngân hàng khác, cho nên em chủ trương đầu tư mạnh vào ngành này. Chị nghe Vận Lam nói công ty kinh doanh khu du lịch cho nó 1% cổ phần, 800 ngàn đó. Cù Vận Bạch thở hổn hển nói. Chính xác mà nói trước là 800 ngàn. Bây giờ khu du lịch sắp khai trương, dù tăng lên một chút cũng là 1 triệu. Công ty Tinh Hán còn dự định mua lại cổ phần của mấy nhà đầu tư khác, mua với giá gấp 1,5 lần. Chẳng qua Lão Hạ, Lão Phong từ chối. Vậy có phải tốt không? Cù Vận Bạch ưỡn ưỡn người, tay Triệu Quốc Đống đã chui vào sâu trong. Vận Bạch, việc này không phải một mình em quyết định được. Vận Lam biểu hiện tốt ở công ty, từ lúc bắt đầu xây dựng thì gần như không rời khỏi Hoa Lâm. Đào Tông Hán phụ trách toàn diện, Vận Lam phụ trách giám sát, Phó Tổng Giám Đốc làm rất tốt. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng vỗ vỗ mông Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn hắn. Cô biết Triệu Quốc Đống vỗ là có ý gì, cô liền hơi khom người, chiếc váy ngủ được kéo lên. Triệu Quốc Đống rất thích không khí như thế này, không khí này làm người ta si mê, làm người ta muốn chìm đắm trong đó. Cuộc làm tình khiến cả hai điên cuồng, nếu không phải nghĩ còn công việc thì cả hai vẫn muốn tiếp tục như vậy. Nhìn Cù Vận Bạch rất cố gắng mới lái được xe Desert Prince ra ngoài, Triệu Quốc Đống cười cười nhưng hắn suy nghĩ có nên mua xe khác cho cô không. Cù Vận Bạch mới học lái xe nên đi xe này cũng khó. Triệu Quốc Đống về Hoa Lâm đã là 3 ngày sau, hắn ra ngoài là tiếp xúc với sở văn hóa, quy mô buổi biểu diễn thay đổi như vậy làm cho công ty tổ chức gặp áp lực rất lớn. Chẳng qua tiền nhiều nên bọn họ cũng cố gắng làm việc. Chẳng qua sau khi mấy ngôi sao nổi tiếng xác nhận tham gia làm công ty tổ chức thở phào nhẹ nhõm. Mà Triệu Quốc Đống cũng có thể có một bản danh sách sơ bộ giao cho thị ủy Ninh Lăng.
vé chưa được bán mà Triệu Quốc Đống đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Theo kế hoạch thì vé khách quý thuộc về công ty kinh doanh khu du lịch và tập đoàn Thương Lãng. Trong đó mời mấy đơn vị liên quan như bộ máy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thị ủy, ủy ban thị xã, thuế, công thương, đất đai, bảo vệ môi trường, văn hóa, cung cấp điện, ngân hàng. Đương nhiên Hoa Lâm cũng có không ít, chẳng qua vé của Hoa Lâm không đủ phân phối, nếu như không phải lấy được một phần từ tập đoàn Thương Lãng thì Triệu Quốc Đống thậm chí không biết làm như thế nào. Trên thị xã cũng như vậy, chỉ riêng bốn bộ máy đã không đủ thỏa mãn, chủ yếu nhằm vào Hoa Lâm. Dù sao công ty cũng nằm trên địa bàn Hoa Lâm, hỏi chắc vẫn được một ít mà. Vé của Hoa Lâm do ban tuyên giáo phụ trách phân phối, từng phòng ban được 2, 3 vé khách quý. Về phần phòng ban bố trí ai thì do trưởng phòng. Chủ tịch Triệu, tôi thấy lần này đã làm mất lòng nhiều người quá rồi. Giản Hồng thở hổn hển đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Có muốn cho người sống không? Phòng ban nào cũng đến chỗ tôi. Vé chỉ có từng đó, tôi sao có thể biến ra nhiều? Phòng ban nào thế? Ví dụ như Lão Điền bên cung ứng điện, Lão Tiêu ở ban tuyên giáo thị ủy, Lão Giang ban tuyên giáo tỉnh ủy, bọn họ vừa mở miệng đã đòi 3, 5 vé. Hơn nữa lãnh đạo ban tuyên giáo, sở thông tin tỉnh tới thì còn phải lo chỗ ăn ở cho bọn họ. Chủ tịch Triệu, chúng ta có phải là tự chuốc phiền phức không? Mấy đơn vị có quan hệ trên tỉnh, thị xã đều hỏi chúng tôi. Nói công ty nằm trên địa bàn Hoa Lâm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Các phòng ban trong huyện cũng hỏi tôi. Ha ha, chị Giản, điều này là một cách lợi dụng đêm diễn để tăng lên danh tiếng của Hoa Lâm chúng ta mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Vị trưởng ban tuyên giáo Mao Bình này bình thường luôn nghiêm mặt, chỉ nói chuyện với hắn thì mới giãn ra. Phân phối như thế nào thì do chị tự quyết định, tôi và Bí Thư La đã nói đó, chị xem rồi làm. Nếu không được thì chị liên lạc với công ty xin thêm vài chục vé. Chủ tịch Triệu, tôi không tiện đi hỏi thêm nữa. Tôi đã gọi cho Tổng Giám đốc Đào và Tổng Giám đốc Cù hai lần người ta lập tức đáp ứng, lần này mà còn đòi nữa thì tôi không tiện. Ừ, không được thì tôi gọi đi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Đúng, công tác tuyên truyền của huyện cũng phải theo kịp. La Băng sang bên phòng thông tin làm thế nào rồi? Cũng được, Tiểu Trình và Lão Lục đều ủng hộ, phối hợp tốt. Giản Hồng nháy nháy mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Ai cũng nói Chủ tịch Triệu có quan hệ mập mờ của Trình Nhược Lâm, bình thường không thấy bọn họ có qua lại gì, cũng không biết là như thế nào. Lần này Trình Nhược Lâm được đề bạt làm người ta có chút ngạc nhiên. Bí thư La lập tức sẽ lên tỉnh tập huấn. Công tác của huyện tạm thời do tôi chủ trì. Bí thư La đã dặn tôi phải chứng thực nhiều việc, cho nên tôi nói trước với chị, tháng 11, 12 là cuối năm nên phải chú ý nhiều công việc. Xây dựng văn hóa là một công tác lâu dài, nhất là bây giờ thanh thiếu niên rất hâm mộ các ngôi sao mà quên tinh thần chính của xã hội chủ nghĩa. Vì thế ý của tôi là mượn hoạt động này mà tổ chức nhiều cuộc thi như thi phát biểu, thi thư pháp, triển lãm nhiếp ảnh. Giản Hồng ra khỏi phòng Triệu Quốc Đống mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể không thừa nhận đầu óc Triệu Quốc Đống hơn hẳn người bình thường. Đương nhiên thị xã và huyện đều đánh giá cao về lần tổ chức đêm diễn này, đều suy nghĩ làm như thế nào tăng lên tinh thần văn minh của địa phương. Giản Hồng dám chắc lãnh đạo thị xã chỉ sợ lúc này đã không còn tỉnh táo. Bên này đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thế như vậy, hơn nữa bên kia lại đang hỏi về tác dụng phụ do đêm diễn mang lại. Giản Hồng mặc dù kiên định đứng về phía Triệu Quốc Đống, nhưng trong lòng cô lại thấy vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này có thể đi lên chủ yếu là do chỗ dựa và may mắn. Đương nhiên cô cũng phải thừa nhận đối phương giỏi làm kinh tế, nhưng lời nói hôm nay làm cô cảm thấy đối phương rất nhạy cảm về chính trị, không thua kém gì chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy lâu năm. Triệu Quốc Đống thực ra không đến mức như Giản Hồng đánh giá. Hắn chỉ là vô tình thấy được mấy nội dung trong tinh thần đại hội lần thứ 14, kế thừa phát triển truyền thống văn hóa cùng theo kịp thời đại. Hai điều này nhìn qua có chút mâu thuẫn, làm như thế nào để có thể kết hợp vào công tác thực tế, Triệu Quốc Đống cũng phải tốn thời gian suy nghĩ. Nhất là Triệu Quốc Đống nghĩ tới trên thị xã yêu cầu tổ chức đêm diễn này ở quy mô rất cao, không cho phép có người tiến hành phê bình ý đồ của đảng ủy, chính quyền. Mà năm nay khi đại hội lần thứ 6, đại hội đảng 14 lại đẩy mạnh xây dựng tinh thần văn minh, rất khó nói có người mượn lý do này mà làm khó không. Cùng với việc chủ động chờ đợi thì không bằng sớm chuẩn bị. Nếu có người nhảy ra làm thì trong huyện cũng có cách mà đối phó. Triệu Quốc Đống sau khi báo cáo ý này của mình với La Đại Hải cũng rất tán đồng. Trên thực tế La Đại Hải vẫn có chút lo lắng đợt tuyên truyền, tạo thế này là hơi quá,
vượt xa chủ đề tinh thần văn minh xã hội chủ nghĩa, nhưng đây lại là buổi biểu diễn do công ty tổ chức, lại có ý của lãnh đạo thị xã, huyện không thể có ý kiến phản đối. Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến này là rất thích hợp. Ninh Pháp cuối cùng không tới tham gia. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia. Một loạt lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ngành đều tham gia đông đảo. Các ngôi sao Hong Kong và Trung Quốc cùng biểu diễn tiết mục mở màn, cùng chúc mừng khu du lịch khai trương. Cả nhà thi đấu Ninh Lăng không còn một chỗ trống, khắp nơi đều là những ngọn đèn sáng rực khiến cả nhà thi đấu không hề có chút bóng tối nào. Khuất Bình đã chính thức được thăng chức làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thương Lãng, lần này đã lợi dụng tốt đêm diễn. Từ nửa tháng trước đã bắt đầu tặng vé cho mấy đại lý kinh doanh trong tỉnh An Nguyên, hơn nữa cũng tặng vé cho mấy đại lý nhỏ, mặc dù chỉ là mấy vé bên ngoài nhưng cũng được bọn họ chào đón. Nhìn dòng người đông đảo tiến vào, Triệu Quốc Đống ngồi trên xe Audi của Tập đoàn Thương Lãng không nhịn được nói. Lão Khuất, anh thấy ở đây có náo nhiệt không? Chẳng qua sau này Tập đoàn Thương Lãng chúng ta cũng có thể tổ chức một đêm biểu diễn của riêng mình. Tôi nhớ mấy sản phẩm bổ dưỡng cũng làm trò này, chúng ta đưa giải thưởng trong các sản phẩm, ví dụ như vé biểu diễn, như vậy chẳng những có thể tăng thêm người mua còn có thể hấp dẫn thanh niên tiêu thụ. Ha ha, tôi gọi anh là Chủ tịch Triệu hay là Đống tiên sinh? Khuất Bình là đại biểu của Tập đoàn Thương Lãng đến tham gia. Tôi nhớ anh nhỏ hơn tôi 7, 8 tuổi phải không? Tôi nghe được nhiều ngôi sao tới tham gia như vậy cũng hứng thú như vậy, vậy sao anh không có phản ứng? Anh xem những khán giả tới xem đi, anh lớn hơn bọn họ là mấy? Sau mấy lần tiếp xúc, cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống và mấy nhân viên cao tầng của Tập đoàn Thương Lãng đã tùy ý hơn. Trong 2 tháng Triệu Quốc Đống học ở Ando, Trường Xuyên thường mang bọn họ tới tụ tập. Lão Khuất, anh vẫn độc thân phải không? Có cơ hội anh hoàn toàn có thể đi tán mấy ngôi sao này. Trong Tập đoàn Thương Lãng chỉ có anh là được, tên Hạ Tử Lan kia trông nho nhã quá, muốn tán mấy cô này chắc không đủ. Ha ha, anh trêu tôi sao, mấy ngôi sao này sao có thể là tôi tán được? Khuất Bình cười nói. Anh xem khí thế của bọn họ đi, để bao bọn họ chắc đều oách hơn tôi. Lúc này trên sân khấu đã có người bắt đầu biểu diễn. Nhân viên đang tiến hành chuẩn bị. Lão Khuất, anh đừng để vẻ ngoài của bọn họ dọa sợ chứ. Đây đều là người sống nhờ. Chỉ vài năm là hết thời hoàng kim, xuống dốc. Lúc ấy đi trên đường có ai mà nhận ra? Cái khác tôi không dám nói, nhưng nếu như trong vòng 2-3 năm mà Tập đoàn Thương Lãng có thể lên thị trường chứng khoán thì mấy anh thành triệu phú là không vấn đề gì. Nếu hoạt động tốt, quản lý chặt cổ phần thì vài năm sau thành phú ông trăm triệu cũng không phải là không thể. Thấy Khuất Bình suy nghĩ sâu xa, Triệu Quốc Đống cũng không nói mà chỉ vỗ vai y. Lão Khuất, lời tôi nói đảm bảo có thể thực hiện được. Triệu Trường Xuyên đã tiến hành cơ chế thưởng cổ phần để khích lệ trong Tập đoàn Thương Lãng. Như Triệu Quốc Đống nói, như vậy sẽ đoàn kết được nhân viên quản lý cao tầng của tập đoàn, hoặc là trói chặt vào một chỗ. Đó chính là dựa vào lợi ích, sau đó dựa vào văn hóa tập đoàn. Vế sau mặc dù hơi hàm hồ một chút nhưng không tập đoàn không có văn hóa ổn định thì muốn phát triển mạnh là điều không thể. Lễ khai mạc long trọng cùng đêm biểu diễn diễn ra làm mọi người rung động. Qua đó nó làm khu du lịch Kỳ Lân Quan. Núi Hốt Luân hút một lượng khách lớn. Cũng không thể không thừa nhận công ty Tinh Hán có quan hệ rộng trong làm việc này. Khí hậu đông ấm, hè mát của Hoa Lâm rất nhanh đưa tới nhiều đoàn khách. Mặc dù khách chủ yếu vẫn là trong tỉnh nhưng có mở đầu vậy là tốt. Không nằm ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, theo chuyên đề xây dựng tinh thần văn minh xã hội chủ nghĩa được đưa ra đã lập tức khiến ban tuyên giáo tỉnh ủy chú ý. Khi các fan hâm mộ còn chưa rút đi, huyện Hoa Lâm dẫn đầu phát huy cuộc học tập tinh thần của kỳ họp thứ 6, Đại hội Đảng 14, lấy tên là Những năm tháng quang vinh để tổ chức cuộc thi do Ban tuyên giáo Hoa Lâm, Phòng văn hóa Hoa Lâm làm chủ trì. Chủ đề chính là ca ngợi những chiến công vang dội trong cách mạng. Quốc Đống, làm rất tốt. Vương Phủ Mỹ cười nói. Mỹ ca, anh đang đâu thế? Anh nói gì cơ? Được rồi, đừng giả vờ trước mặt tôi. Đầu óc cậu đúng là được. Lên Nhật báo Nhân dân. Bí thư Quý và Bí thư Dương đều coi trọng, yêu cầu Ban tuyên giáo tỉnh ủy phải tổng kết kinh nghiệm từ hoạt động biểu diễn kết hợp với xây dựng văn minh xã hội chủ nghĩa của Hoa Lâm. Vương Phủ Mỹ thở dài một tiếng mà nói. Chuyện tốt đều bị cậu chiếm hết, cẩn thận người khác đỏ mắt là có hại đó. Mỹ ca, đây là oan uổng. Nói thật em không biết bài trên Nhật báo Nhân dân mà, em chỉ biết Nhật báo An Nguyên đăng lên một chút. Triệu Quốc Đống đúng là không biết. Em nghĩ chuyện này cũng đâu có gì xấu chứ.
bây giờ em còn đang có án kiểm điểm, chẳng lẽ không ai nhớ sao? Cậu đó, có phải ai cũng biết cậu bị án kiểm điểm thì mới yên tâm? Vương Phủ Mỹ cười mắng. Ừ, chuyện này làm tốt, thể hiện chín chắn về chính trị. Trước đây cậu cho người khác cảm giác là có khả năng làm việc nhưng chủ yếu là lĩnh vực kinh tế. Nhưng lần này Hoa Lâm tổ chức hoạt động đó, tôi đoán Bí Thư Kỳ sẽ đánh giá cao về cậu. Vậy cảm ơn trời đất, tôi chỉ sợ Bí Thư Kỳ vẫn có ý kiến với tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Vốn tưởng có thể đến khu khai phát làm nhưng lại không lọt vào mắt Bí Thư Kỳ nên trượt. Ồ, khu khai phát Ninh Lăng. Vương Phủ Mỹ ngẩn ra mà nói. Chú em, chuyện này không có ý nghĩa. Làm một lãnh đạo thì phải có năng lực tổng hợp. Chú giỏi về kinh tế thì tôi tin Kỳ Dư Hồng nhận ra, dù là bây giờ Chủ tịch Ninh coi trọng thành tích kinh tế thì cậu cũng không cần tới khu khai phát. Hoa Lâm có trụ cột kém nhưng lại dễ làm chú đạt được thành tích. Cậu có thể rèn luyện ở đó tốt hơn là tới khu khai phát nhiều. Mỹ ca, tôi biết rồi nên tôi đang hoàng ở lại Hoa Lâm không đi. Tôi cũng muốn làm tốt ở đất Hoa Lâm này. Hừ, vàng ở đâu mà chẳng sáng, tôi không tin tôi còn sáng hơn vàng mà lại không có ai nhận ra. Vương Phủ Mỹ nghe giọng giễu cợt của Triệu Quốc Đống liền cười phá lên nói. Quốc Đống, cậu đúng là thú vị, không biết xấu hổ khen mình. Được rồi, hôm nào gọi lại, nhớ vừa phải làm việc, vừa phải tăng cường tư tưởng chính trị. Đồng thời công tác kinh tế là quan trọng nhất, mọi công việc đều vây quanh phát triển kinh tế, đây là giai điệu chủ đạo của quốc gia và tỉnh ta hiện nay. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống mà suy nghĩ. Trên tỉnh đã biết thì sao Kỳ Dư Hồng lại không biết. Mặc dù tạm thời không có tiếng nói nhưng Vưu Liên Hương đã ám chỉ với hắn rằng Kỳ Dư Hồng rất hài lòng với công việc của Hoa Lâm thời gian qua. Nhất là lợi dụng đêm diễn hóa giải ảnh hưởng của vụ lừa gạt kia, tăng hình ảnh của Ninh Lăng lên. Triệu Quốc Đống một bên suy nghĩ những việc mình đã làm, một bên cân nhắc. Đã hơn nửa năm trôi qua, Triệu Quốc Đống nhìn vào tờ lịch trên tường. Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn ngày nào cũng vội nhưng lại có vẻ chưa làm được gì. Một năm trôi qua sẽ là năm 1997 đầy cơ hội. Hắn có thể thuận lợi lên làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm không? Quyển 7, chương 1.2. Triệu Quốc Đống lười biếng ngồi trên xe Santana mà đợi. La Băng mãi vẫn chưa xuống. Phụ nữ đúng là phiền phức, đi họp mà cần trang điểm lâu như vậy, cũng không biết lúc trước làm gì nữa chứ. Chẳng qua phụ nữ cũng có ưu điểm, mặc dù một chủ tịch huyện chờ mà cũng có thể ngồi yên mãi không chịu ra. Hội nghị phát triển Internet toàn thị xã diễn ra theo lý không cần hắn là chủ tịch huyện tham gia. Nhưng văn phòng chính quyền thị xã thông báo yêu cầu chủ tịch huyện, trưởng phòng thông tin phải tham gia. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ chạy vội từ trong ký túc xuống, sao không phải là La Băng? Triệu Quốc Đống cũng khá vui vẻ, đi họp cùng Trình Nhược Lâm và La Băng là khác nhau. Ít nhất có thể tìm được người nói chuyện. La Băng cũng là một người phụ nữ nhưng lại lớn hơn Trình Nhược Lâm vài tuổi. Cũng đẹp nhưng lại có vẻ lạnh nhạt. Mặc dù cô gặp Giản Hồng thì luôn cười nói, nhưng nghe nói ở phòng lại rất nghiêm túc. Lái xe Tiểu Tôn nhìn thấy Trình Nhược Lâm từ trên chạy xuống, y vội vàng xuống xe mở cửa cho đối phương. Bình thường y không làm như vậy, chẳng qua y làm lái xe cho Triệu Quốc Đống gần năm, cũng nghe thấy chút lời đồn về vị phó trưởng phòng thông tin Trình Nhược Lâm này, hình như có quan hệ mật thiết với chủ tịch huyện. Trình Nhược Lâm có chút do dự. Cô không muốn ngồi đằng sau nhưng lái xe đã mở cửa sau, cô đành phải ngồi vào. Chủ tịch Triệu, trưởng phòng La hôm nay bị cảm, trưởng phòng Lục lên tỉnh nên chỉ có thể do tôi đi cùng ngài. Đi thôi, ai đi đều có thể lĩnh hội tinh thần, về triển khai công việc. Trên thực tế hắn và Trình Nhược Lâm không quá mức xa lạ nhưng cũng không tới mức như bên ngoài đồn đại. Triệu Quốc Đống cũng không ngại bên ngoài đồn đãi. Hắn và Trình Nhược Lâm quan là nhờ Ngụy Hạm điều tới đài truyền hình tỉnh kia. Mặc dù Ngụy Hạm rất nhanh được điều lên Ando nhưng Triệu Quốc Đống lại có ấn tượng tốt đối với Trình Nhược Lâm. Cô gái xinh đẹp, trẻ trung làm Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu các hãng quảng cáo không mời cô đi quảng cáo đúng là phí của trời. Mà càng làm cho người ta động tâm là khuôn mặt luôn có vẻ u buồn của cô. Cô không nói nhiều nhưng luôn nói ra những câu có nhiều ý nghĩa. Triệu Quốc Đống nhìn đối phương, cô mặc một chiếc áo nhung bên ngoài, bên trong là áo sơ mi màu trắng sữa, mái tóc vén lên bên trên. Từ bên nhìn có thể thấy bờ cổ trắng ngần của cô. Trình Nhược Lâm có thể cảm nhận được ánh mắt từ bên nhìn tới. Mặc dù hai người đã hai lần tiếp xúc nhưng một lần có Ngụy Hạp, một lần chỉ là trùng hợp. Cuộc đời đúng là có nhiều khi trùng hợp. Quán cà phê Âu Nhược không phải quán sang trọng nhất Ninh Lăng nhưng Trình Nhược Lâm lại thích phong cách pha chế ở đây,
làm cho người ta có cảm giác yêu nhã và lắng đọng, trầm buồn đến từ những năm 40 của Tây Âu. Hơn nữa vợ chồng ông chủ sống ở Italy nhiều năm, bởi vì do tuổi nên thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn, bọn họ mở quán cà phê này ra. Trình Nhược Lâm không ngờ lại có thể gặp được đối phương ở đây. Trình Nhược Lâm cho đến bây giờ không phải người phụ nữ ham quyền lợi và tiền bạc, nếu không cô đã không bỏ qua cuộc sống thành phố mà cùng chồng tới Hoa Lâm. Không ngờ số mệnh trêu ngươi, chồng cô chống chọi lại bệnh ung thư 3 năm và mất, từ đó Trình Nhược Lâm càng làm mình có cảm giác cô đơn hơn. Mặc dù Triệu Quốc Đống gặp cô ở quán cà phê này nhưng Trình Nhược Lâm chỉ thấy có chút tò mò với hắn mà thôi. Kết thúc hội nghị, ăn trưa xong mọi người như châu chấu rời đi. Lãnh đạo Cục Thông tin cũng mời mọi người đi tham quan qua một vài địa điểm, cũng hẹn mấy chủ tịch huyện, trưởng phòng các huyện. Lưu Như Hoài thực ra cũng mời Triệu Quốc Đống vào trong cục chơi, chỉ là Triệu Quốc Đống không có hứng thú mấy, hơn nữa còn có Trình Nhược Lâm ở bên. Khi Triệu Quốc Đống tiến vào quán cà phê Âu Nhược, hắn không nhịn được dừng lại làm cho mình giấu trong bóng tối cẩn thận quan sát cô gái được xưng là nữ nhân đệ nhất của Hoa Lâm. Chiếc áo nhung đã được treo lên giá, chiếc áo sơ mi cao cổ thể hiện rõ đường cong hoàn mỹ của cô. Bên dưới là chiếc quần bó sát người. Trình Nhược Lâm có lẽ thấy gì đó nên nhìn sang. Triệu Quốc Đống cười hì hì, hàm răng trong bóng tối sáng bóng. Có phải là linh tính hay không, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không biết trưa nay không quá nhàm chán. Hai người bắt đầu nói chuyện nhưng gần như không nhắc gì tới công việc, đây giống như là ước định của cả hai. Khi bài hát Carmen được vang lên, Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm đều vô thức ngậm miệng lại. Hai người đều cảm nhận đối phương thích bài này. Trình Nhược Lâm thích nhất bài Con chim tự do, nhưng bài Carmen tạp môn này lại thần bí, quyến rũ, phóng đãng đánh sâu vào tâm hồn cô. Mà Triệu Quốc Đống lại thích nhất bài Long kỵ binh và bài ca đấu sĩ, nó hùng tráng làm người ta phấn chấn. Cô thích Carmen. Triệu Quốc Đống cười nói. Ngài nói là bài này hay là bản thân Carmen? Dưới ánh đèn mờ nhạt Trình Nhược Lâm trông khá quyến rũ, khuôn mặt trắng nõn, bờ vai tròn, cặp ngực căng tròn tạo thành một đường cong quyến rũ, làm cho người ta không nhịn được phải nhìn vào. Ồ, có gì khác nhau chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Là cuộc sống mạo hiểm, phóng đãng của Gypsy hay là thích tính cách quật cường, không bị trói buộc của Carmen? Trình Nhược Lâm nở nụ cười. Nói chuyện với người đàn ông thông minh luôn làm người ta vui vẻ, hơn nữa người đàn ông này lại khá khôi hài. Nếu như nói cô không có hứng thú với người đàn ông này thì là lừa người. Người đàn ông xuất sắc luôn làm cho phụ nữ chú ý. Việc nhảy phiếu của Triệu Quốc Đống đúng là làm cho nhiều người phải xác nhận người đàn ông này ngông cuồng, không e ngại bất cứ chuyện gì. Mà huyện Hoa Lâm tăng trưởng GDP lên 70-80%, thậm chí 100% không thể không làm cô là MC thường xuyên tiếp xúc với các con số khiếp sợ và hưng phấn. Cuộc sống thực tế luôn có nhiều trói buộc và bất đắc dĩ. Chúng ta không thể cứ dựa theo ý mình mà làm việc được. Cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua tác phẩm nghệ thuật mà thể hiện lý tưởng của mình. Đây là một người phụ nữ vừa thông minh nhưng lại có chút bảo thủ, nhưng lại có vẻ ngang bướng, trong lòng giấu trái tim sao động. Chỉ là chưa có ngọn lửa khiến trái tim cô tan chảy mà thôi. Cuộc sống con người như một dòng sông, nếu như nói nó cứ chạy theo một con đường đã định thì không gọi là sông nữa. Cuộc sống phải như con sông lớn, phải can đảm chảy qua nhiều nơi. Xem Hoàng Hà, xem Trường Giang xem, những dòng sông này để lại nhiều di tích trên đường nó chảy qua. Lại xem Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình, xem, đó đều là những nhánh mà hai dòng kia từng chảy qua. Chỉ như vậy mới là cuộc sống chân chính. Tiếng hát trầm của Triệu Quốc Đống vang lên theo bài ca đấu sĩ làm Trình Nhược Lâm run lên. Không hề nghi ngờ, trong giọng của người đàn ông này có đầy ý khiêu khích, nhưng cô lại cảm thấy mình như chờ mong gì đó. Từng cơn sóng nhiệt chảy từ mặt xuống cổ. Trình Nhược Lâm thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của đối phương. Một người đàn ông nhỏ hơn cô 2-3 tuổi mà có thể làm trái tim vốn lạnh giá của cô rung động, Trình Nhược Lâm cũng thấy có chút xấu hổ. Mấy năm qua bao người giới thiệu bạn trai cho cô nhưng cô đều từ chối. Nhưng người đàn ông này lại vô tình chạm vào trái tim cô, đây là vô tình hay cố ý? Triệu Quốc Đống cũng thấy mình bây giờ đang phát hiện ra một con nai nhỏ, thợ săn cần phải bắt được con mồi đó. Chẳng qua hắn thì khác. Hắn lại thích cảm giác săn đuổi từ từ. Nếu không phải do thời gian thì Triệu Quốc Đống cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiến thêm bước nữa hấp dẫn đối phương. Chẳng qua như vậy cũng không sao, quan trọng là quá trình cơ mà. Khi Triệu Quốc Đống khoác áo nhung lên người cho Trình Nhược Lâm, tay hắn chạm vào vai cô, hắn có thể cảm nhận được tin tức từ người đối phương truyền tới,
dù chưa rõ ràng nhưng cũng không còn xa xôi nữa. Lần trước Trình Nhược Lâm được đề bạt làm phó trưởng phòng thông tin, Quế Toàn Hữu liền nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt tò mò. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Quế Toàn Hữu. Điền Ngọc là vết xe đổ, hơn nữa Trình Nhược Lâm còn là nhân vật được nhiều người ở Hoa Lâm chú ý. Mặc dù cô không xuất hiện trên TV mấy nhưng lại được nhiều quan chức chú ý. Quế Toàn Hữu lo lắng làm Triệu Quốc Đống vừa buồn cười vừa không cam lòng. Bởi vì Quế Toàn Hữu lo không phải không có nguyên nhân. Ở ủy ban huyện hay có các lời đồn đãi, những điều này đâu giấu được Triệu Quốc Đống. Lưng đeo một cái danh xấu mà hắn lại chỉ gặp đối phương hai lần. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng thừa nhận lần đầu gặp thì hắn có ấn tượng tốt đối với Trình Nhược Lâm, nhưng còn cách xa so với lời đồn. Lần này Triệu Quốc Đống rất hài lòng, hắn cũng không ngờ lần này lại chạm vào bí mật trong lòng đối phương. Chinh phục người phụ nữ như vậy, đưa cô vào một thế giới càng phong phú hơn đó là điều đáng để tự hào. Triệu Quốc Đống đội mũ bảo hiểm đi trên công trường, chiếc giày da dính đầy bùn đất. Những cơn gió lạnh làm công trường đầy bụi, mọi người đều giữ chặt cổ áo, xoa xoa tay mong chủ tịch Triệu sớm cho mọi người về. Đây là khu nhà 12 tầng khu A sao? Triệu Quốc Đống nhìn quanh mà nói. Lão Lữ, tôi thấy diện tích cây xanh ở đây không đúng mà, anh đã khảo sát chưa? Chủ tịch Triệu, anh yên tâm, chúng tôi hàng tuần đều tới công trường kiểm tra, ngoài an toàn lao động, còn kiểm tra cả về diện tích từng phòng, các loại thiết bị. Tổ phối hợp cũng đã đàm phán xong với bên cung cấp điện, nước, nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn khu dân cư mà xây dựng. Lữ An Bang cười nói. Khu này do công ty nào phụ trách xây dựng? Triệu Quốc Đống quay đầu lại nói. Đều do công ty Thái Hoa phụ trách chung, theo kế hoạch thì tháng 3 năm sau sẽ cơ bản xây dựng xong, trước tháng 5 là có thể giao nhà. Lữ An Bang vội vàng nói. Khu vực dành cho người đi xe đạp, đi bộ, cây xanh cũng phải hoàn thành xong. Đúng, thị trường nông sản đã có quy hoạch chưa? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Đã có quy hoạch, cũng đã bàn với phòng công thương, chủ tịch Triệu nhìn xem, nó nằm ở giữa khu A và khu B. Lúc này có người đưa bản thiết kế chung tới cho Lữ An Bang. Nhỏ quá, lão Lữ, tôi phải sớm nhắc anh, đây sẽ là phương hướng phát triển chính của dân chúng Hoa Lâm sau này. Chỗ này về sau đều sẽ quy hoạch thành khu dân cư. Quy mô thị trường nông sản này quá nhỏ. Chỉ vài năm là lạc hậu, anh phải nhìn xa vào, không chỉ cực hạn trong 1-2 năm. Quốc Đống nhìn quanh, sau đó chỉ vào mấy mảnh đất còn để trống trên bàn thiết kế mà nói. Chủ tịch Triệu, thị trường nông sản này còn nhỏ sao? Dù là khu A, khu B, bên này xây dựng làm khu dân cư cũng có thể đáp ứng mà. Lữ An Bang nhíu mày nói. Vậy còn đây, kia nữa? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi nói với anh là tất cả đều có thể. 2-3 năm chưa chắc, nhưng 5-10 năm sau thì sao? Đến lúc đó xung quanh đầy người ở thì anh muốn mở rộng quy mô cũng không thể, không bằng làm từ bây giờ. Thấy Triệu Quốc Đống đã nói như vậy, Lữ An Bang đành phải bảo nhân viên ghi lại. Lão Lữ, trong thời gian này lão Vi tập trung vào việc giải phóng mặt bằng bên kia, bên này anh quan tâm nhiều hơn, đừng để xảy ra chuyện. Sang năm các hộ giải tỏa sẽ chuyển sang đây sống, phải để bọn họ vui mừng tiến vào. Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt Lữ An Bang là lạ nên đoán có vấn đề gì nên nói. Anh có gì thì cứ nói thẳng. Chủ tịch Triệu, bên này thì không có gì, chỉ là xây dựng mà thôi, có vài tên lưu manh đến gây chuyện nhưng công ty Thái Hoa cũng không phải ngồi không, đều có thể tự giải quyết. Tôi lo cải tạo thành cũ cơ. Nói đi. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng mà nói. Lúc trước tôi và ngài đã điều tra qua về vấn đề này, trong quy hoạch thì rạp chiếu phim, bưu điện huyện, ngân hàng công thương. Ngân hàng nông nghiệp đều muốn xây dựng trụ sở ở đây, công ty Hoàng Lâm cũng hy vọng ở lại thành cũ. Lữ An Bang nhỏ giọng nói. Chủ tịch Vi nói với bọn họ ở đây do huyện thống nhất quy hoạch, hơn nữa huyện đã xác định rõ ràng trung tâm hành chính phải di chuyển sang phía Hà Đông. Nhưng công ty Hoàng Lâm lại tỏ vẻ nếu là như vậy thì khu thành cũ sẽ mất cơ hội kinh doanh. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Bọn họ nói như vậy là có ý gì? Muốn uy hiếp chúng ta ư? Khó mà nói được. Công ty Hoành Lâm bây giờ đầu tư quá lớn bên khu mới, nhất là xây dựng bên khu A đã bỏ ra không ít tiền, hơn nữa huyện cũng cố ý phát triển khu Hà Đông. Bọn họ lo không khí kinh doanh của thành cũ kém đi. Mà bọn họ muốn phát triển khu phố thương mại và thị trường nông sản ở đó cũng khó có thể thành công, hoặc là nói khó bán được giá. Lữ An Bang cũng biết công ty Hoành Lâm có ý đồ gì. Hừ,
Bọn họ mấy hy vọng đơn vị kia ở lại thành cũ cũng có thể, nếu bọn họ hấp dẫn được hết các đơn vị đó ở đấy thì tôi cũng không ngại. Triệu Quốc Đống cười nói. Sợ rằng không đơn giản như vậy. Chủ tịch Triệu, ngài nghĩ xem bọn họ đã bỏ ra không ít tiền để khai thác, bây giờ có lẽ thấy thành quả quá thấp nên không muốn. Hoặc là nói bọn họ muốn huyện nhường một chút. Lữ An Bang nói đầy ẩn ý. Nếu như đã nói thì nhất định là có chỗ dựa nhất định. Chủ tịch Triệu, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tư tưởng trước, nếu không bọn họ đột nhiên không làm, hoặc là nửa đường ngăn cản sẽ làm chúng ta vào thế khó. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Anh nhạy cảm như vậy là tốt, dân chúng toàn huyện đều đang nhìn công trình cải tạo thành cũ, nếu thật sự xảy ra chuyện thì chúng ta quá mất mặt. Chẳng qua đây không có nghĩa chúng ta sẽ nhượng bộ khi bị uy hiếp. Tôi không có gì chỉ là tính hơi xấu. Nếu muốn thương lượng thì còn được, nhưng nếu nghĩ rằng động tay chân là có thể làm cho tôi làm theo ý bọn họ vậy quá coi thường tôi rồi. Anh yên tâm, không lật thuyền được đâu. Đúng thế, Chủ tịch Triệu, công ty Hoành Lâm nếu quá quắt thì không thể không cho bọn họ biết mặt, phải ăn miếng trả miếng. Dù sao đây cũng là trên địa bàn Hoa Lâm chúng ta cơ mà. Lữ An Bang gật đầu nói. Nhìn chiếc xe của Triệu Quốc Đống rời đi, Lữ An Bang sa sầm mặt lại. Y suy nghĩ một chút rồi mới lấy điện thoại di động ra gọi. Theo ý các người, tôi đã nói chuyện. Hừ, đơn giản như vậy sao? Anh cảm thấy Chủ tịch Triệu chỉ bị vài câu nói đã chấp nhận sao? Vậy còn cần tôi nói làm gì, các người trực tiếp nói thẳng với ủy ban huyện không được sao? Cứng, mềm không ăn. Chủ tịch Triệu chính là như vậy, các anh không phải đã sớm biết sao? Tìm Bí Thư La. Hừ, các người nghĩ có tác dụng sao? Bí Thư La gần như tuyệt đối ủng hộ ý tưởng của Chủ tịch Triệu. Bây giờ Bí Thư La lại đi học, công việc trong huyện do Chủ tịch Triệu phụ trách, chuyện gì cũng phải thông qua hắn. Dừng, đừng có nghĩ dùng mấy trò đó. Nhân phẩm của Chủ tịch Triệu thì chúng ta đều hiểu, ít nhất hắn sẽ không nhận mấy thứ kia. Các người bỏ ý này đi. Tôi có thể nói vài câu nhưng quyền quyết định trong tay Chủ tịch Triệu, các anh phải hiểu điều đó. Các phó chủ tịch huyện nói mà được sao? Tào Huyên, Chủ tịch Triệu nghe hắn ư, sợ rằng chuyện này người có thể lên tiếng chỉ là tôi. Cấp trên đương nhiên có tác dụng nhưng phải xem cấp độ của cấp trên. Mấy anh cứ tự chúc phúc cho mình đi, tôi hết sức rồi. Lữ An Bang dập máy, sau đó lại gọi ra ngoài. Tôi là lão Lữ, tôi đã dựa theo ý anh mà nói với hắn, hắn ngậm chặt miệng nên sợ việc này không dễ. Dựa theo quy hoạch trước đây của huyện. Huyện cũng cho chính sách ưu đãi cho nên. Cái này, Chủ tịch Triệu vốn là như vậy. Huyện trước đó đã có quy hoạch, cũng không phải ý kiến cá nhân của hắn mà, bây giờ muốn đột nhiên thay đổi là rất khó khăn. Đúng, có thể nói một câu là theo quy hoạch thành thị. Các anh là cơ quan cấp trên nên có quyền chỉ đạo công việc của huyện. Chúng ta chào mừng, cũng có thể nói ý của anh cho Chủ tịch Triệu nghe, nhưng nghe hay không thì tôi không dám nói. Thật đó, anh cũng biết hắn còn trẻ nên xúc động. Lại có bản lĩnh nên sợ rằng không có hiệu quả quá cao. Ừ, không vấn đề gì, ở bên gõ có tôi. Nếu như thị trưởng Mạch, thị trưởng Kim và Bí Thư La cùng nói thì may ra. Gọi điện xong mà Lữ An Bang có chút buồn bực, bị kẹp vào giữa, y đúng là rất khó xử. Nếu người ngoài biết không chừng nói y bỏ trong ăn ngoài. Triệu Quốc Đống vừa lên xe liền suy nghĩ thật nhanh. Lữ An Bang lên chức từ thời của Châu Trì Trường, đã từng làm Bí Thư Đảng ủy khu Tân Bình. Lại làm trưởng phòng nhân sự một thời gian, cuối cùng được điều tới làm ở ủy ban xây dựng huyện, lúc trước cũng là người cạnh tranh cho chức phó chủ tịch huyện, chẳng qua cuối cùng Uông Minh Hy đã thắng. Ủy ban xây dựng là cơ quan béo bở, Lữ An Bang nói ra như vậy là có ý gì? Là do nghe được tin hay là quân cờ để đối phương truyền tin tức? Nếu là vế sau thì Triệu Quốc Đống không ngại điều chỉnh nhân sự một lần, có nhiều người muốn làm quan cơ mà. Vấn đề là đối phương nếu muốn đưa tín hiệu, nghĩ mình sẽ nhường bước sao? Bọn họ quá sai rồi. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Quyển 7, chương 3,6. Về đến văn phòng, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ đến mục đích của công ty Hoành Lâm. Theo hiệp định lúc trước, công ty Hoành Lâm có quyền chủ động trong việc cải tạo thành cũ, thậm chí còn được ưu đãi lớn. Xây dựng khu phố và quy hoạch cũng do bọn họ phụ trách. Bọn họ muốn xây dựng phố kinh doanh cũng được, siêu thị thời trang cũng được. Đều do bọn họ dựa theo tiêu chuẩn của mình mà quy hoạch. Nhìn như điều kiện rất có lợi cho bọn họ nhưng bọn họ lại quên một điểm đó là quyền lực hành chính lại nằm trong tay chính quyền. Anh có thể dựa theo suy nghĩ của anh mà quy hoạch kinh doanh, nhưng huyện cũng có thể dựa theo quy hoạch của mình mà sắp đặt tài nguyên hành chính. Nhìn như không mâu thuẫn nhưng rất nhanh công ty Hoành Lâm thấy bí ẩn trong đó,
bây giờ bọn họ đã tỉnh ra. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, đây coi như là đâm cho công ty Hoành Lâm một đao. Đối với một huyện thành mà nói, mấy chỗ như rạp chiếu phim, nhà sách, bưu điện đều là tượng trưng cho trung tâm kinh doanh, cũng là nơi tụ tập đông người nhất. Nếu như còn thêm ngân hàng thì càng hoàn hảo hơn, khu vực kinh doanh thường dựa vào mấy cơ quan này mà trải rộng ra. Lúc trước công ty Hoành Lâm không ý thức được rạp chiếu phim và bưu điện sẽ rời đi, mấy trụ sở này không trong phạm vi giải tỏa, nhưng huyện lại có thể chuyển mấy điểm này đi. Lữ An Bang nhắc nhở cũng tốt, cảnh cáo cũng tốt, y nói cũng có lý. Công ty Hoành Lâm phụ trách khai thác, công ty Thái Hoa phụ trách xây dựng. Hai công ty có quan hệ mật thiết, hợp lại sẽ có lực lượng mạnh. Ví dụ như bọn họ làm chậm hạng mục một chút, điều này làm cho huyện không kịp đối phó. Khó có thể nói dùng cách này có làm hai bên cùng bại không, mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng bọn họ sẽ dùng hành động ngu ngốc như vậy, nhưng không thể không đề phòng. Triệu Quốc Đống cũng sớm tính tới lúc này. Hắn đang đợi công ty Hoành Lâm xem bọn họ muốn làm gì. Bọn họ muốn làm cũng được nhưng điều kiện như thế nào? Triệu Quốc Đống đi quanh phòng, hắn không gấp, hắn tin cơ hội có lúc sẽ từ đàm phán mà ra. Chẳng qua đó là đối phương tìm tới ủy ban huyện đàm phán, không phải huyện nhờ bọn họ. Xây dựng cầu Quế Khê thật ra Triệu Quốc Đống không lo gì. Đó là huyện một mình ký hợp đồng với công ty Thái Hoa, đây là công trình được thị xã trọng điểm chú ý. Công ty Thái Hoa có mấy cái gan cũng không dám gây khó dễ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng cần đề phòng công ty Thái Hoa làm khó dễ ở mấy căn nhà tái định cư. Nếu các hộ dân trong diện đền bù không được giao nhà đúng kỳ hạn thì đúng là có vấn đề. Hội nghị công tác kinh tế toàn huyện được diễn ra, trưởng các phòng ban, bí thư đảng ủy khu, bí thư, chủ tịch xã, thị trấn đều đến tham gia. La Đại Hải cũng từ An Đô về gấp để tham gia hội nghị. Trong hội nghị, Triệu Quốc Đống báo cáo qua về việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập của nông dân. Bài báo cáo này chia ra làm hai phương diện mà phân tích, sau đó đưa ra phương hướng phát triển trong 3 năm tới. Một bên phân tích tình hình kinh doanh của các nhà máy xã, thị trấn trong toàn quốc, một phương diện khác phân tích tình hình phát triển kinh tế tư nhân trong cả nước. Trong phương hướng phát triển, Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến cải cách công ty nhà nước, nhà máy tập thể, thu hút đầu tư, cổ vũ công ty tư nhân phát triển. Điều này làm cho hội nghị trở nên sao động.